Hai mắt Lý Lệnh Tây chăm chú nhìn thái độ của chữ toái toái, dường như hắn muốn truyền tải tình cảm của mình đã dồn nén từ lâu vào trong món ăn này. Còn có 56 ngày nữa là chúng ta đã quen biết nhau được 21 năm. Từ lúc anh sinh ra, anh đã biết em. Sau đó đã nhìn em lớn lên, từng chút một, em ngày càng xinh đẹp, ngày càng xuất sắc. Mỗi lần thấy em đạt được thành tích anh đều rất vui mừng, nhưng cũng có phần lo lắng. Vốn anh định tiếp tục chờ đợi, giống như suốt hơn 20 năm qua, im lặng làm bạn bên cạnh em là được rồi, nhưng mà em đã bước quá nhanh, anh sợ rằng anh không thể theo kịp bước của em, anh sợ chính mình đã đánh mất em. Lý Lệnh Tây nhìn Quản Tự và Lăng Tiếu cười nói, bốn người chúng ta đã có một thời gian dài làm bạn của nhau. Có Quản Tự và Lăng Tiếu chứng kiến tình cảm của anh với em rất sâu sắc. Anh không có đủ tư cách để nói rằng sau này em hãy để ý tới anh, nhưng anh chỉ muốn một điều là sau này vẫn có thể được làm bạn bên cạnh em. Lý Lệnh Tây giơ ra một hộp nhẫn đã cầm trong tay từ lâu, nhìn thẳng vào chữ toái toái nói, toái toái, nếu như em đồng ý là bạn gái anh thì hãy nhận lấy vật này. Lăng Thiếu vẻ mặt kích động nói chêm vào, cha, lãng mạn quá ha. Không ngờ rằng Lý Lệnh Tây còn có lúc lãng mạn như này đấy. Toái toái, hãy đồng ý đi. Nếu mà tôi cũng có người yêu tôi như vậy thì tôi cũng đồng ý. Lăng Thiếu trong lòng tự nhiên người bạn đi cùng hai người kia cũng như vậy. Nếu vậy thì mãi mãi không xa nhau, mãi mãi ở bên cạnh nhau một cách vui vẻ. Trong trường học nhiều nam sinh yêu cậu như vậy mà cậu cũng có đồng ý đâu. Chữ toái toái vừa cười vừa nói. Ai ra, vì tớ không thích, tớ cũng đang chờ người đó. Lăng Thiếu cười nói, nhưng ánh mắt còn biểu lộ lớn hơn cả ruột gan trực tiếp nhìn thẳng về phía Quản Tự. Cô đã nói ý tứ tương đối rõ ràng. Quản Tự cười mỉm, làm bộ như không thấy gì. Lăng Thiếu đang tươi cười bỗng dừng lại một chút, sau đó lại cười lớn hơn nữa mà hét lên, toái toái, cậu hãy mau trả lời đi. Lệnh Tây đang chờ đợi câu trả lời của cậu đấy, hãy nhìn mặt anh ấy mà xem, âu, đỏ hết lên rồi, chưa từng thấy Lý Lệnh Tây có bộ dạng đỏ mặt thế này đấy nhé. Chữ toái toái trong lòng thở dài, cô biết rằng trước kia có thể làm bộ không biết đến tình cảm của Lý Lệnh Tây. Nhưng hôm nay nhất định cô phải đối diện với điều đó. Chữ toái toái nhìn Lý Lệnh Tây nói, nhẫn anh mua số mấy? Số mấy, Lý Lệnh Tây suy nghĩ một chút rồi nói, có khác nhau sao? Đúng vậy, chẳng lẽ anh không hiểu sao? Mua nhẫn thì nhất định phải căn cứ vào ngón tay lớn nhỏ của cô gái mà lựa chọn. Nhẫn của anh chỉ khoảng số 9 đúng không? Nhưng tay của em khoảng số 10 cơ. E rằng không vừa, chữ toái toái vừa cười vừa nói. Cô đang cố gắng hết khả năng có thể để không làm tổn thương đến tình bạn giữa hai người. Số 10, Lý Lệnh Tây ngẩn người rồi đứng dậy nói, không sao cả. Anh sẽ đi đổi lại. Lệnh Tây, không cần, chữ toái toái hô lên. Em nghĩ em vẫn đang phải học thêm nữa, nên em thật sự không nghĩ đến những vấn đề này. Đây chính là một sự từ chối. Lý Lệnh Tây hiểu rõ, mọi người cũng hiểu rõ. Trong phút chốc, một cảm giác khổ sở. Mất mát như lan tỏa toàn cơ thể Lý Lệnh Tây, mắt hơi ngấn lệ, cái mũi tê tê, thiếu chút nữa là nước mắt hắn chảy xuống rồi. Nhưng cũng may mà tinh thần hắn kiên nghị, khả năng ứng biến cũng rất nhanh. Lý Lệnh Tây mang bộ mặt mỉm cười mà ngồi xuống nói, được rồi. Vậy anh sẽ chờ đến khi nào em rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng đi chọn chiếc nhẫn số 10. Nhìn thấy Lý Lệnh Tây đang cố gắng tươi cười một cách gượng gạo, Quản Tự cùng Lăng Thiếu đang tươi cười bỗng nhiên cũng trùng xuống. Có cảm giác bi thương tràn ngập trong lòng. Kỳ thật, coi như vẫn là bạn bè, chúng ta vẫn có thể chơi với nhau mà. Chữ toái toái vừa cười vừa nói, cô chỉ muốn giảng hòa cái không khí nặng nề có phần xấu hổ này. Lăng Thiếu cũng phản ứng vừa cười vừa nói tiếp, đúng vậy, đúng vậy. Lệnh Tây, anh không cần sốt ruột, dù sao thì hiện tại toái toái cũng không có bạn trai, sau này nếu như anh tiếp tục cố gắng theo đuổi thì chắc chắn mưa dầm thấm lâu, cứ yên tâm đi. Nếu như cô ấy mà có thích người đàn ông nào thì em cũng nhất định đuổi bọn họ đi. Được, vậy anh đây mời em một chén trước. Lý Lệnh Tây vừa cười vừa nói. Quản Tự cũng bưng chén rượu lên trước mặt mà nói, ly tiếp theo chúc thành công nào. Cụng ly, Lý Lệnh Tây cầm chén rượu lên rồi một hơi uống cạn chén. Lý Lệnh Tây say rượu, đầu óc quay cuồng. Bây giờ hắn mới hiểu, tại sao nhiều người thất tình lại muốn uống rượu như vậy. Bởi vì uống rượu có thể làm dây thần kinh mình tê dại, có thể tránh được những ánh mắt của người khác khiến mình xấu hổ. Nhưng hắn lại mong muốn mình tỉnh táo, ngoài miệng làm bộ lợi hại, nhưng thực ra nội tạng trong cơ thể hắn như sắp bị thiêu đốt đến nơi. Hắn lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đá,
sau đó uống một hơi dài, lúc này mới có cảm giác thư thái hơn một chút. Đã không còn buồn ngủ nữa, hắn ra ban công thượng, gió buổi đêm thổi mát rượi, nhìn lên bầu trời chỉ có vài ngôi sao. Đột nhiên, hắn nghe thấy ở ban công lầu trên có tiếng người nói chuyện. Mặc dù tiếng nói rất nhỏ nhưng vì đang là ban đêm không gian rất yên tĩnh nên tiếng nói đó mới truyền đến tai hắn một cách rõ ràng. Tiếp tục làm cho giới truyền thông tập trung nói về cái án tử kia, những quân cờ khác cũng có thể hành động một chút, nếu như có thể phế trừ Trung Y được là tốt nhất, mặc dù không phế trừ được thì cũng muốn tạo ra những làn sóng muốn phế trừ Trung Y. Trong một phút, toàn thân Lý Lệnh Tây lạnh toát. Hắn vẫn tưởng rằng, chỉ có mình là hận công hội Trung Y và Tần Lạc nhất. Nếu như có thể dìm chết được công hội Trung Y thì hắn nhất định sẽ không do dự. Nhưng hắn không thể ngờ được quản tự cũng hận công hội Trung Y và Tần Lạc như vậy. Thậm chí hắn hận cả ngành sản xuất Trung Y. Thật khó trách chỉ sau một đêm mà giới truyền thông đã biết được chuyện thầy thuốc của danh y Đường kê đơn thuốc gây chết người. Khó trách được Hồ Tông Khánh đã sớm biết được nguy hiểm mà chạy trốn mất, nhất định là có người đã báo tin cho hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, một bóng người cao lớn chợt hiện ra. Quả thật là như vậy, sự việc Hồ Tông Khánh làm cho người bệnh bị chết căn bản là một âm mưu. Đã có ý định giết người từ trước sao? Quản tự, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Lý Lệnh Tây thầm hỏi. Tại sao hắn lại muốn phế trừ Trung Y? Tại sao? Lý Lệnh Tây nhớ lại lúc quản tự mới về nước, hắn đã đưa Lý Lệnh Tây tiến vào sản nghiệp của Trung Y, nhớ tới hắn đã làm đủ loại chuyện càng nghĩ càng kinh khủng, càng nghĩ càng sợ hãi trong lòng. Cho tới bây giờ, Lý Lệnh Tây mới phát hiện ra căn bản là hắn không biết gì về người mà hắn coi là bạn kia, đã coi hắn như anhem, đối xử với người đàn ông đó như anh trai. Không biết hắn thì nghĩ như thế nào? Hắn có coi mình là bạn không? Lý Lệnh Tây thầm nghĩ. Nếu nói là có thì vậy tại sao lại muốn làm nhiều chuyện sau lưng mình vậy? Trái tim Lý Lệnh Tây như loạn nhịp đi. Vất vả lắm sau một lúc Lý Lệnh Tây mới bình tĩnh trở lại, giọng nói chuyện ở dưới lầu đã biến mất. Không lâu sau, cửa phòng Lý Lệnh Tây vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, Lý Lệnh Tây nói. Cánh cửa phòng được mở ra, quản tự bưng chén trà tiến vào, nói, tôi đến đây xem anh có tỉnh dậy không. Thật là nhiều năm qua không thấy anh trong bộ dạng đó bao giờ. Chỉ là một lần thất bại thôi mà, đổi lại sẽ còn có rất nhiều cơ hội khác. Lại đây uống chén trà giải rượu đi, tôi vừa mới pha cho anh đấy. Lý Lệnh Tây nhận lấy chén trà. Nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào quản tự. Sao vậy, sợ tôi hạ độc sao? Quản tự cười hỏi. Tôi coi anh như anh em, Lý Lệnh Tây nói xong liền uống một hơi hết chén trà. Quản tự gật đầu nói, tôi cũng vậy, tôi chỉ có mấy người là bạn, tôi rất quý trọng. Vì vậy, có chuyện gì thì anh nhất định phải nói cho tôi đấy. Lý Lệnh Tây nói, bất luận là chuyện gì. Được, tôi sẽ nói, quản tự gật đầu nói. Lý Lệnh Tây lại nhìn chằm chằm vào quản tự trong chốc lát rồi nói, anh không có điều gì muốn nói sao? Hôm nay muộn rồi, để ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp đi, anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, quản tự nói. Trong lòng Lý Lệnh Tây tràn đầy thất vọng mà nói, được rồi. Ngày mai nói chuyện, giờ tôi đi về đây. Bây giờ còn đi về làm gì nữa? Ở đây có nhiều phòng trống như vậy, một tối anh ngủ ở cùng tôi không được sao? Ngủ ở chính nhà mình mới cảm thấy thoải mái được. Lý Lệnh Tây cười cười đi tất và giày vào rồi bước xuống lầu. Quản tự đứng ở ban công nhìn chiếc xe hơi của Lý Lệnh Tây rời bánh đến khi khuất tầm mắt. Trong lòng có chút tiếc nuối, có chút phiền muộn, giống như có vật gì đó vừa mới biến mất khỏi người vậy. Tạm biệt, người anh em, quản tự khẽ nói. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao? Tại sao hả? Lý Lệnh Tây vừa điều khiển xe vừa tức giận mà hét lên. Bị người yêu từ chối, bị một người anh em vô cùng tin tưởng phản bội, hai chuyện gây tổn thương cho hắn lại cùng xuất hiện trong một ngày, khiến cho hắn như muốn phát điên lên, trong lòng hắn có cảm giác tức nghẹn. Từ trong túi Lý Lệnh Tây lôi ra chiếc điện thoại bấm số gọi cho một người. Lệnh Tây à, sao lại gọi điện tới giờ này vậy? Giọng nói của một người đàn ông đôn hậu truyền tới. Lăng Vẫn, ông có tin quản tự không? Lý Lệnh Tây hỏi. Tin, Lăng Vẫn nói. Sau khi trầm ngâm trong giây lát thì hỏi lại, tại sao cậu lại hỏi vấn đề này? Tôi cũng tin, Lý Lệnh Tây nói, mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt như muốn chảy xuống. Tôi sẽ tin hắn một lần nữa. Hắn đã nói mai cùng tôi nói chuyện, tôi chờ xem ngày mai hắn sẽ nói chuyện gì với tôi. Lệnh Tây, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu,
ngủ ngon nhé, Lý Lệnh Tây nói xong liền cúp điện thoại luôn. Lý Lệnh Tây mở cửa sổ xe ra, để cho những cơn gió mạnh tùy ý mà lùa vào trong xe, như vậy mới có thể làm cho hắn giữ được sự tỉnh táo. Bây giờ đã khoảng 2 giờ sáng, trên đường xe cũng không nhiều lắm, cho nên hắn lái xe nhanh như bay, lần nữa rồi lại lần nữa hắn tăng tốc cho xe chạy hết tốc lực về phía trước. Đột nhiên hắn cảm giác đầu óc mình càng ngày càng đau nhức, ý thức càng ngày càng mơ hồ, giống như là vừa lại uống rất nhiều rượu vậy. Nước mắt không ngừng chảy mà không có biện pháp nào ngăn lại, hắn cũng không thể điều khiển được hai tay của mình nữa. Một vầng sáng rọi tới, chiếu vào mặt hắn có chút ửng đỏ. Kinh nghiệm nhiều năm lái xe nói cho hắn biết rằng, thứ ánh sáng đó nhất định là một loại xe trọng tải lớn đang tiến tới. Theo phản xạ có điều kiện hắn nhấn phanh xe lại, nhưng dĩ nhiên là chiếc xe chậm lại như ý hắn mà vẫn với tốc độ nhanh như vừa rồi mà phi về phía trước. Phanh đã bị hỏng sao? Tích, tắc, chiếc xe trọng tải lớn tiến đến ngày một gần hơn, Lý Lệnh Tây đã dự cảm được sự nguy hiểm nhưng hắn bất lực. Hắn cũng không thể làm gì được nữa, chỉ có thể chờ chết. Đột nhiên trong lúc đó hắn đã suy nghĩ cẩn thận, hắn gục lên vô lăng và nở một nụ cười. Kiếp sau, chúng ta sẽ không làm anh em nữa. Lý Lệnh Tây nói thầm, sau đó hắn buông lỏng tay ra để xe tùy ý di chuyển theo quán tính. Rầm, lấp loáng trong bóng đêm, máu tươi chảy ra như ngàn đóa hoa hồng đỏ. Chương 382, cái chết của Lý Lệnh Tây. Tần Lạc đang ôm Lâm Hoán Khê ngủ say trên giường, bỗng bị tiếng chuông điện thoại kêu vang đánh thức. Tần Lạc bật công tắc đèn nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường mới chỉ có 5 giờ, bức xúc mà thầm chửi rủa. Không biết người nào nhàn rỗi vô sự, mới sớm như vậy mà đã điện thoại đến chứ. Dễ dàng mà người ta được trở về một lần sao? Hai vợ chồng dễ dàng mà có những phút giây thoải mái ngủ bên nhau thế này sao? Những người đó sao lại không biết được cảm giác của người khác vậy chứ? Thật là đáng ghét, Tần Lạc thầm nghĩ. Nhưng tiếng chuông điện thoại càng ngày càng dồn dập. Ban đêm yên tĩnh tiếng chuông ấy càng thêm chói tai, làm cho Lâm Hoán Khê cũng phải tỉnh dậy, hỏi hắn tại sao không nghe điện thoại, nên hắn không thể không từ trong ổ chăn mà chui ra. Alo, Tần Lạc hậm hực bắt máy, lúc này thật sự là trong lòng hắn không thích chút nào. Tần Lạc, đã xảy ra chuyện, từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói của Minh Hạo. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Lý Lệnh Tây đã chết, Minh Hạo nói. Ai cơ? Lý Lệnh Tây. Hắn đã chết sao? Chết như thế nào? Tần Lạc giật mình, mơ màng nhớ xem Lý Lệnh Tây là người như nào. Người này là nhân vật quan trọng, sao trong lúc này lại chết được chứ? Mới ngày hôm qua Tần Lạc mới có kết luận khả năng Hồ Tông Khánh có ý định giết người, Minh Hạo liền mang theo kết quả này đến phòng họp để mọi người bàn bạc, thảo luận, muốn tiến thêm một bước trong quá trình điều tra vụ việc. Nếu như kết luận của Tần Lạc được mọi người tán thành thì sẽ mời công an nhảy vào điều tra. Nhưng Sở Y tế và Cục Công an còn chưa kịp tiến thêm một bước nào thì Lý Lệnh Tây đã chết. Chuyện này có phải là rất kỳ lạ hay không? Sớm không chết, muộn không chết, sao lại chết ngay lúc này chứ? Điều khiển xe khi đang say rượu. Minh Hạo hồi đáp. Điều khiển xe khi đang say rượu sao? Tần Lạc mở to hai mắt. Lúc này hắn mới nhớ ra hồi chiều hôm qua hắn đã chạm mặt Lý Lệnh Tây ở quán cơm. Lúc đó, hắn đi cùng quản tự và hai cô gái nữa. Hôm qua chúng tôi đã gặp mặt nhau ở quán cơm, phòng bếp cá nhân. Tôi biết, Minh Hạo nói, nghe nói hôm qua hắn đã thổ lộ tình cảm với một cô gái, nhưng đã bị cô gái này từ chối, sau đó hắn đã uống không ít rượu. Cũng chính vì chuyện đó mà xảy ra sự cố này đấy. Vậy bây giờ phải làm sao? Tần Lạc hỏi. Ôi, tôi cũng không có cách nào cả. Tôi đã đem kết luận của anh về cơ quan cho mọi người nghiên cứu, tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng kết luận đó. Vừa mới có kết quả thảo luận, chuẩn bị mời ngành công an tham gia điều tra, hôm nay sẽ bắt giữ bọn hắn, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Minh Hạo thở dài một hơi rồi nói. Là do hiệu suất làm việc của các anh quá thấp, Tần Lạc nói, nếu như lúc ấy hắn vừa đưa ra kết quả suy đoán đó, thì phải báo cảnh sát bắt giữ ngay Lý Lệnh Tây và quản tự, có thể chuyện sẽ không phát triển thành như này. Lão đệ à, anh không phải là người trong quan trường nên không biết bên trong cánh cửa đó như nào. Đây là một chuyện quan trọng nên nhất định phải để cho cả cơ quan bàn bạc, thảo luận rõ ràng. Nếu như tôi một mình chỉ tay gõ thước thì sau này sẽ rất khó làm việc, mấy vị phó giám đốc sở cũng sẽ không đồng tình. Thôi quên đi, tôi cũng không kể khổ với anh nữa. Chuyện này đúng là chúng tôi có phần trách nhiệm, Minh Hạo nói. Tần Lạc cũng biết,
Minh Hạo vừa mới bước vào sở y tế, nếu như độc đoán thì nhất định sẽ gây bất mãn cho những người khác. Cũng không có ý truy cứu trách nhiệm cho hắn, Tần Lạc hỏi tiếp, vậy còn quản tự? Hắn là người cuối cùng tiếp xúc với người chết, bây giờ đang bị cảnh sát khống chế để điều tra. Minh Hạo nói, chuyện ngày càng trở nên khó giải quyết, Tần Lạc bất đắc dĩ mà nói. Đúng vậy, quản tự nói, tôi có cảm giác chuyện không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Mỗi bước như là đã có người sắp đặt một cách hoàn hảo vậy. Nhưng bực nhất chính là, bọn họ luôn đi trước chúng ta. Minh Hạo nói, để tôi đi xem phía bên cảnh sát có kết quả gì không. Bây giờ chúng ta không có bất cứ đầu mối nào, chỉ có thể đặt hy vọng ở phía bọn họ thôi. Có tin tức gì thì điện thoại luôn cho tôi nhé. Được rồi, anh cứ ngủ tiếp được không? Không ngủ được, chắc là ôm bà xã nói chuyện đến sáng thôi. Tần Lạc nói. Tên thật của anh là Quản Tự. Vậy tại sao trong hợp đồng đầu tư vào danh y đường lại là một tên khác? Một viên cảnh sát với vẻ mặt lạnh lùng đang cầm trong tay một số tài liệu lên tiếng hỏi. Lý do là cha tôi cũng không muốn cho nhiều người biết thân phận của mình. Phần lớn bạn bè đều làm như vậy có vấn đề gì sao? Quản Tự với giọng nói bình tĩnh hỏi lại, trên mặt vẫn lộ rõ sự đau thương. Hiển nhiên, hắn đang tỏ ra thương tiếc một người bạn đột nhiên chết. Viên cảnh sát biết những điều hắn nói là đúng, những vị con quan chức này để giữ kín danh tính, khi đầu tư một phần sản nghiệp đều dùng tên giả. Thậm chí, bọn họ cơ bản là không ra mặt, mà cho một người tin tưởng đứng ra cho họ. Cho nên, Quản Tự làm như vậy cũng không làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ. Anh gặp người chết lúc mấy giờ? Quản Tự suy nghĩ một lát rồi nói, vào khoảng 2 giờ sáng hoặc hơn một chút. Tại sao muộn như vậy mà anh lại để cho hắn một mình lái xe đi vậy? Hơn nữa, lại còn biết hắn đang trong tình trạng uống nhiều rượu như vậy. Tôi có giữ anh ta ở lại, nhưng mà anh ta cứ muốn đi về. Anh ta không có thói quen ở nhà người khác, trong đám bạn bè đều biết, Lý Lệnh Tây quả thật là có thói quen như vậy, anh ta chưa bao giờ ngủ qua đêm bên ngoài, thông tin này các anh có thể dễ dàng điều tra ra. Anh ta đã là một người trưởng thành, hơn nữa, lúc đó thoạt nhìn hắn rất tỉnh táo, bây giờ tôi rất hối hận sao không cố giữ anh ta ở lại. Quản Tự vuốt tóc, âm giọng khàn khàn mà nói. Danh y đường các anh vừa mới xảy ra chuyện kê đơn thuốc làm cho người chết. Ngay lúc đó sự cố chủ yếu thầy thuốc kê đơn chính là Hồ Tông Khánh lại mất tích, bây giờ người chịu trách nhiệm chính là Lý Lệnh Tây lại bị tai nạn xe hơi chết, điều này có phải là rất trùng hợp hay không? Ánh mắt viên cảnh sát lợi hại nhìn chằm chằm vào mặt Quản Tự mà hỏi. Đúng vậy, nếu có được sự lựa chọn thì tôi rất muốn Lý Lệnh Tây còn sống, anh ta có thể cùng tôi gánh chịu hậu quả này. Quản Tự lấy từ trong túi ra một điếu thuốc châm rồi hít một hơi thật sâu. Hai người phụ trách thẩm vấn Quản Tự nhìn nhau. Nhấc lại kính mắt, viên cảnh sát có vóc người gầy nhỏ hỏi tiếp. Quản Tự tiên sinh, anh có biết Hồ Tông Khánh ở đâu không? Không biết, tôi cũng muốn tìm cho ra hắn đây. Chúng tôi đã có trong tay một số tư liệu, tại sao anh là nhà đầu tư mà đại diện pháp nhân của danh y đường lại là Lý Lệnh Tây, hắn là người quản lý công ty. Hắn là anh em của tôi cũng không coi hắn là người ngoài. Hơn nữa, tôi là một người làm công tác nghiên cứu khoa học. Đối với việc quản lý công ty cũng không tinh thông. Hắn vốn là có công ty riêng, nên đối với việc này rất quen thuộc. Điều đáng nói là, khi danh y đường xảy ra chuyện kê đơn thuốc làm người chết có thể cũng do hắn chịu trách nhiệm. Tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm. Chúng tôi hoài nghi anh và cái án tử này có liên quan đến nhau. Cho nên, Quản Tự ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hai vị cảnh sát, khóe miệng hiện lên một ý cười châm chọc mà nói, nếu mà có chứng cứ thì bây giờ các anh có thể bắt tôi. Nếu như không có chứng cứ thì tôi muốn chúng ta hãy chấm dứt nói đến chuyện đó. Bạn của tôi đã chết, tôi muốn đi lo hậu sự cho bạn tôi. Kít. Một chiếc xe Jeep màu xanh đậm phanh kít lại, sau đó dừng hẳn lại trước cửa cục cảnh sát. Khi bảo vệ đang định đi tới nhắc nhở tên kiêu ngạo đó thì nhìn thấy quân bài phía trước liền biết điều mà lui trở về. Lăng vẫn dùng một chân đá mở cửa xe, sau đó bước nhanh vào trong sân. Vừa mới chạy đến đại sảnh đã nhìn thấy hai cô gái Lăng Tiếu cùng chữ Toái Toái ngồi ở khu ghế dành cho khách, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đẫm lệ, hiển nhiên là các cô vừa mới khóc. Thấy Lăng vẫn đi đến, hai người một lần nữa nước mắt lại chảy ra. Trong đám bạn giờ đột nhiên mất đi một người, mới vừa rồi còn ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau vậy mà giờ một người đã rời xa họ mãi mãi, các cô không sao có thể chấp nhận được sự thật này. Đặc biệt là chữ Toái Toái. Nhớ tới chuyện mình vừa từ chối tình cảm của người đàn ông đó vậy mà trong nháy mắt anh ta đã chết.
Trong lòng cô rất áy náy và thầm trách mình đã khiến cho lòng hắn nhỏ máu. Hơn nữa, kết quả điều tra của cảnh sát là do hắn điều khiển xe trong lúc say rượu. Nói cách khác, cũng chỉ vì cô từ chối tình cảm của hắn nên hắn mới uống nhiều rượu như vậy và xảy ra tai nạn xe hơi, như vậy thì có phải chính mình đã gián tiếp giết hại anh ấy rồi không? Chữ Toái Toái thầm nghĩ. Lệnh Tây đâu? Hắn thế nào rồi? Lăng vẫn hỏi, mặc dù qua điện thoại hắn đã biết kết quả rồi, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. Anh ấy đã chết, Lăng Thiếu nhào tới ôm anh trai mà khóc nức nở thành tiếng. Bọn em vừa đi thăm anh ấy, thảm lắm anh ơi. Lăng Thiếu thật sự không thể nào hình dung được sự thảm hại của Lý Lệnh Tây, cả đầu vụn nát ra, thân thể cũng bị cháy đen. Nếu như không phải nhìn thấy chiếc xe mà cảnh sát xác định thân phận hắn thì hai cô cũng không thể nào xác định được đó chính là Lý Lệnh Tây. Bây giờ hắn ở đâu? Lăng vẫn hỏi. Đang ở nhà xác, cảnh sát nghi ngờ có kẻ muốn ám sát Lệnh Tây, cho nên không đưa thi thể hắn đến nhà xác của bệnh viện. Lăng Thiếu khóc lóc nói với anh trai. Lăng vẫn nhìn lướt một lượt rồi hỏi, quản tự đâu rồi? Quản tự đại ca bị cảnh sát mang đi thẩm vấn rồi. Lăng Thiếu nói, bọn em vừa mới từ chỗ lấy khẩu cung đi ra, vẫn đang ở đây chờ anh ấy. Hình như cảnh sát nghi ngờ chuyện này có liên quan đến quản tự đại ca, thật là đáng hận. Lăng vẫn mở điện thoại di động ra, nhìn lại thời gian cuộc gọi mà Lý Lệnh Tây gọi cho mình, thầm nghĩ không biết cuộc nói chuyện cuối cùng giữa bọn họ có nội dung gì mà tâm trạng của Lý Lệnh Tây lại hỗn loạn như vậy. Lăng vẫn, anh có tin quản tự không? Tin, sao lại hỏi vấn đề này? Tôi cũng tin, tôi sẽ tin hắn một lần nữa. Hắn nói ngày mai sẽ cùng tôi nói chuyện. Tôi chờ xem mai hắn nói chuyện gì với tôi. Từ trước hắn vẫn gọi quản tự là quản thiếu, tại sao tối hôm nay hắn lại xưng hô hẳn tên quản tự ra vậy? Giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói ngày mai muốn cùng nói chuyện với quản thiếu, bọn họ muốn nói chuyện gì với nhau? Bang! Lăng vẫn một tay nắm nện lên tường, trong đầu những suy nghĩ ma quỷ cứ luẩn quẩn, khiến cho hắn như muốn phát tiết lên. Anh làm sao vậy? Anh phải tỉnh táo đấy vì chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Lăng Thiếu nhìn thấy anh trai đột nhiên đấm tay và tường liền lo lắng mà khuyên nhủ. Anh không sao, Lăng vẫn sắc mặt xanh mét nói. Chương 383, bạn bè thân thiết 1. Quản tự từ trong phòng thẩm vấn đi ra, nhìn thấy Lăng vẫn im lặng ngồi ngẩn người ra, Lăng Thiếu cùng với chữ Toái Toái ôm nhau ngồi một chỗ. Trên khuôn mặt hai cô còn chưa khô lệ, thức suốt đêm, sắc mặt đã vô cùng mệt mỏi. Lăng Thiếu nhìn thấy quản tự đầu tiên, liền buông chữ Toái Toái ra chạy đến bên hắn vội hỏi, đại ca, anh thế nào rồi? Bọn họ có gây khó dễ gì cho anh không? Lăng vẫn ngẩng đầu nhìn quản tự một cái, không nói gì. Chữ Toái Toái nhìn thấy quản tự lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Mỗi khi nhìn thấy một người là chữ Toái Toái không thể kìm nén được cảm xúc tự trách mình. Hình như khiến cho bọn họ mất đi một người bạn chí cốt, tất cả đều là do lỗi ở chính cô vậy. Tôi không sao cả, quản tự lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho chữ Toái Toái. Các cô mệt lắm rồi phải không? Ở đây có tôi và Lăng vẫn là được rồi, hai cô đi về trước nghỉ ngơi đi. Không được, lúc này sao chúng tôi có thể đi được chứ? Chúng tôi phải đưa tiễn Lý Lệnh Tây. Cha mẹ của Lý Lệnh Tây đang bay gấp từ nước ngoài về, khi họ về đến nơi chúng ta phải ở bên cạnh động viên an ủi bọn họ. Lăng Thiếu nói. Đúng vậy, lúc này chúng tôi sao có thể ngủ được chứ? Chúng ta phải đưa tiễn Lệnh Tây, chữ Toái Toái nghẹn ngào nói. Quản tự thở dài rồi nói tiếp, thôi được, đã làm bạn hơn 20 năm, chúng ta hãy cùng đưa tiễn Lệnh Tây. Sau này không thể tiếp tục làm bạn, không nên để hắn ra đi cô đơn như vậy. Lăng vẫn đang ngồi trên ghế từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt quản tự, nói, tôi muốn nói chuyện với anh. Không thể nói luôn ở đây được sao? Tất cả đều là người một nhà mà, có chuyện gì mà phải tránh bọn họ vậy? Quản tự nhìn Lăng vẫn vẻ mặt thản nhiên nói. Ra ngoài nói chuyện, Lăng vẫn nói, tính cách của quân nhân rất đặc biệt, nó rèn luyện cho hắn không thích nói nhiều, nhưng khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm tới cùng. Đại ca, anh làm gì vậy? Anh có bị sao không đấy? Lăng Thiếu nhìn sắc mặt anh trai trông rất khó coi như muốn đánh nhau với quản tự, liền lên tiếng trách mắng. Lăng vẫn, sao vậy? Trong lúc này hai người không thể lại đánh nhau đấy chứ? Chữ Toái Toái lên tiếng khuyên nhủ. Lăng vẫn không để ý đến hai cô gái mắt đang đẫm lệ, nhìn quản tự nói lại lần nữa, tôi có việc cần nói chuyện với anh. Tôi ra sân chờ anh. Nói xong, cũng không để cho em gái ngăn lại, Lăng vẫn đi nhanh hướng ra ngoài sân. Không sao đâu,
Có lẽ tâm trạng của Lăng vẫn không được tốt, để tôi ra khuyên nhủ hắn. Hai người cứ ở đây nhé. Quản tự nhẹ nhàng an ủi hai cô gái đang trong tâm trạng bất ổn. Hai người không được đánh nhau đâu đấy. Lăng vẫn vừa khóc vừa nói. Một người là anh trai cô, còn một người là người mà cô đã thầm yêu từ lâu, cô không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với ai cả. Tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Quản tự nhún nhún bả vai, cười khổ mà nói. Khi quản tự đi ra nhìn thấy Lăng vẫn trầm mặc đứng ở bồn hoa trước cửa cục cảnh sát. Bây giờ đã là 6 giờ sáng, sắc trời hiện lên một màu trắng bạc, sáng sớm mà ánh nắng mặt trời đã chạy dọc trên đường. Mông lung, trong trẻo nhưng lạnh lùng, đầy áp lực, giống như sự mù mịt ẩn sâu trong lòng người vậy. Hôm nay, thật sự không phải là một ngày đẹp. Quản tự đi ra, móc thuốc lá từ trong túi ra, đưa cho Lăng vẫn, nhưng Lăng vẫn không nhận. Quản tự đặt thuốc lên mép sau đó lấy bật lửa châm hút. Trong nháy mắt ánh lửa lập lòe làm hiện lên vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Lệnh Tây đã chết như thế nào? Lăng vẫn hỏi. Say rượu, tai nạn xe. Quản tự bỏ điếu thuốc ra nói. Đó là kết luận của cảnh sát. Lăng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt quản tự, nói, tôi muốn câu trả lời của chính anh cơ. Say rượu, tai nạn xe. Quản tự nói lại lần nữa. Sau đó hắn nở một nụ cười khổ mà nói. Vừa rồi hai vị cảnh sát cũng thẩm vấn tôi như vậy, bọn họ nghi ngờ Lệnh Tây là do tôi giết. Bọn họ có ý nghĩ như vậy thì tôi có thể hiểu được vì dù sao thì tôi cũng là người cuối cùng tiếp xúc với Lệnh Tây, tất nhiên sẽ là nghi phạm lớn nhất. Nhưng đến anh cũng nghĩ như vậy thì tôi không thể nào hiểu nổi. Chúng ta ăn hem, trước kia như vậy bây giờ cũng vẫn vậy, sau này cũng luôn luôn là vậy. Lăng vẫn trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi tiếp, trong lúc anh ở cùng với Lệnh Tây thì có nảy sinh ra chuyện gì không thoải mái không? Không có, quản tự nói, nếu có chuyện gì đó không thoải mái thì đó chính là chuyện công ty đang xảy ra một số vấn đề. Có thể anh cũng biết là hiện tại cả thế giới đang nhằm vào chúng ta, nếu như Lệnh Tây còn sống thì hắn có thể chia sẻ cùng tôi một ít, bây giờ hắn đã chết, sẽ chỉ còn mình tôi đối mặt với chuyện này. Tôi rất mong hắn còn sống. Đúng vậy, anh không có lý do gì giết chết Lệnh Tây cả. Lăng vẫn nói, hắn sùng bái anh như là một thần tượng, từ nhỏ anh bảo sao hắn nghe vậy. Trong thời gian anh vắng mặt, Triệu Chính ủy có hồ đồ nói xấu anh vài câu mà Lệnh Tây đã không để ý gì đến hình ảnh của mình xông tới cho hắn ta một đấm. Cho tới bây giờ Triệu Kim Cương vẫn tìm cơ hội để trả thù Lệnh Tây. Những điều đó tôi đều biết cả. Trên đời này điều may mắn nhất của tôi đó là có các người là bạn. Giọng nói của quản tự trầm xuống. Nhưng vẫn có một chuyện mà anh không biết. Lăng vẫn nói. Chuyện gì? Anh không phải là người cuối cùng tiếp xúc với Lệnh Tây. Tôi mới chính là người đó. Ánh mắt Lăng vẫn sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào quản tự mà nói, vào lúc khoảng 2 giờ sáng, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Lệnh Tây. Hắn điện thoại hỏi tôi rằng có tin quản tự không, tôi nói rằng tôi tin, hắn nói hắn cũng tin. Hắn nói sẽ tin tưởng anh một lần nữa, chuẩn bị hôm nay sẽ cùng nói chuyện gì đó với anh. Đáng tiếc, hắn không còn có vinh hạnh đó nữa rồi. Quản tự trong lòng vô cùng khiếp sợ. Quản tự không nghĩ rằng vào lúc 2 giờ sáng mà Lý Lệnh Tây vẫn còn gọi điện cho Lăng vẫn. Càng không nghĩ hắn lại nói lộ chuyện của mình như vậy. Khó trách Lăng vẫn nghi ngờ mình như vậy, phải làm sao bây giờ đây? Quản tự thầm nghĩ. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu óc quản tự như rối tung lên. Kỳ thật là tôi cũng đồng ý là hôm nay cùng hắn nói chuyện. Quản tự nói, vốn tối ngày hôm qua hắn đến tìm tôi, nhưng lúc đó hắn đã rất say. Nên tôi đã từ chối nói rằng để hôm nay hãy nói chuyện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng vẫn truy hỏi. Danh y Đường xảy ra chuyện người bệnh bị chết, khiến cho giới truyền thông gây ầm ĩ lên. Lệnh Tây bị kéo vào chuyện này, chúng ta coi như xong đời, nhưng cũng muốn chuyện này ảnh hưởng xấu đến lão đối thủ của chúng tôi là Công hội Trung y Trung Quốc, cùng có cảm giác bị chôn vùi cùng nhau, nên hắn cũng có chút tính toán. Ngày hôm qua lúc đi ăn cơm ở Cẩm Lý, chúng tôi đã gặp hội trưởng Công hội Trung y Trung Quốc Tần Lạc ở trước cửa khách sạn, tôi đã nói chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này, cố gắng thỏa mãn tất cả những điều kiện của người nhà nạn nhân bỏ qua những mâu thuẫn trước đây giữa Lệnh Tây và Tần Lạc, cho nên Lệnh Tây đã có chút không hài lòng với tôi. Chúng tôi đã khắc khẩu vài câu, quản tự nhìn Lăng vẫn nói tiếp, đó là lý do anh nghi ngờ tôi sao? Tôi coi anh là bạn, cho nên mới muốn câu trả lời trực tiếp từ anh. Lăng vẫn không chút che giấu mà nói. Tôi đã giải thích hết cho anh rồi. Chuyện này quả thực là rất trùng hợp. Quản tự rút tiếp điếu thuốc ra, cười khổ mà nói, bây giờ ngay cả tôi cũng hoài nghi chính bản thân mình. Lăng vẫn nhìn chăm chăm vào quản tự,
muốn quan sát xem trên mặt hắn có hiện lên sự tin tưởng hay là dấu vết gì nghi ngờ. Quản tự cũng nhìn chằm chằm Lăng Vẫn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mặt thành thật, hắn chờ mong Lăng Vẫn tiếp tục tin tưởng hắn. Phụp. Lâm Thanh Nguyên ném tờ báo xuống bàn, tức giận mà quát lên, loạn hết rồi, thực sự là loạn rồi. Chỉ vì xảy ra một sự cố trong chữa bệnh mà định phế trừ cả trung y sao? Chuyên gia cái kiểu gì vậy chứ? Đây mà gọi là chuyên gia sao? Bọn họ rốt cuộc là đứng ở lập trường của ai mà nói như vậy? Một người đi học nước ngoài trở về, tưởng rằng mấy năm uống nước đại dương là có thể quên nguồn gốc được sao? Đúng là quân bán nước. Tần Lạc nhặt tờ báo lên liếc nhìn một lượt, thấy ngay ở trang đầu có một cái tít rất to, sự cố y học trung y xảy ra liên tiếp, có cần thay thế bằng tây y? Trong bài báo có kể chi tiết những người tử vong hoặc là thương tật vì chữa bệnh bằng trung y, rồi đăng cả phát ngôn của một số chuyên gia, nói rằng trung y không có bất cứ cơ sở khoa học nào, đó là phản khoa học. Hơn nữa, đề ra chủ trương tin vào khoa học, sử dụng khoa học và áp dụng khoa học hóa thay thế trung y bằng tây y, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cuộc sống của người dân. Tần Lạc ném tờ báo xuống mặt bàn, vừa cười vừa nói. Nếu nói như vậy thì mọi người có thể kể hết những sự cố xảy ra trong phương pháp chữa trị bằng trung y với phương pháp chữa trị bằng tây y xem phương pháp nào có nhiều sự cố hơn. Nếu như trung y có nhiều sự cố hơn thì phế trung y, nếu như tây y có nhiều sự cố hơn thì phế tây y, không biết mấy chuyên gia đó có dũng khí làm như vậy không? Đúng vậy, tây y không xảy ra sự cố gì chắc, tại sao không có ai lên tiếng muốn phế trừ tây y? Tại sao? Bởi vì tây y là con cái nhà người ta. Nên họ không dám đánh không dám chửi. Còn trung y là con nhà mình nên bọn họ nghĩ rằng muốn đánh thế nào, chửi thế nào cũng vẫn có tiền, đã có thẻ xanh của nước Mỹ rồi nên cũng không có tổn thất gì bát cơm của bọn họ. Ra ra, ông cứ yên tâm đi, sẽ không thể phế trừ được trung y đâu. Tần Lạc cười an ủi Lâm Thanh Nguyên, còn rất nhiều người tin tưởng vào trung y. Chỉ cần chúng ta kiên trì, bọn họ cũng chỉ là kêu la ngoài miệng mà thôi. Ôi, không phải ông lo lắng cho bây giờ. Mà lo lắng cho sau này, khi lão gia này chết rồi, không biết trung y có còn kiên trì trụ vững được không? Bọn người này rất nham hiểm, họ không ngừng la hét, năm nay không được, sang năm lại nói tiếp, sang năm không được, 10 năm sau lại tiếp tục chiến dịch kêu gào này, phải gọi đó là trường kỳ tác chiến. Chỉ cần chúng tôi hơi có sơ hở là có thể bị bọn họ thực hiện được mưu đồ phế bỏ trung y, như vậy thì ông ở dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt được. Ra ra, trung y sẽ không bị phế đâu. Vừa mới rời khỏi giường được Lâm Hoán Khê bế xuống dưới nhà, Bối Bối đã nói to. Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy Bối Bối liền nở nụ cười tươi, lão cũng cực kỳ yêu con bé này. Tần Lạc cùng với Lâm Hoán Khê còn chưa có con mà lão đã rất thích ôm trẻ con nhà khác rồi. Lão giơ tay muốn bế Bối Bối, để con bé ngồi lên người lão, sau đó mới thấp giọng hỏi, Bối Bối, tại sao trung y sẽ không bị phế vậy cháu? Bởi vì có Bối Bối, Bối Bối chăm chú nói. Sau này Bối Bối cũng muốn học trung y, lúc ra ra già thì Bối Bối cũng lớn lên rồi. Bối Bối cố vươn cánh tay nhỏ bé miêu tả một hình dáng thật cao lớn rồi nói tiếp, đợi đến khi mụ mụ cho cháu cao lớn như vậy thì cháu sẽ rất xinh đẹp và có thể đi chữa bệnh cho mọi người. Chương 384, bạn bè thân thiết 2. Chuyện danh y đường kê đơn thuốc làm người bệnh chết càng ngày càng trở nên căng thẳng. Không chỉ có báo chí và truyền hình nói nhiều về đề tài này mà không ít trang web đã được mở ra để cho người vào bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý phế trừ trung y. Mặc dù mạng lưới người dân yêu nước vẫn còn rất lớn, số phiếu phản đối cao hơn rất nhiều số phiếu đồng ý phế bỏ trung y. Nhưng với con số hơn 10 vạn người kích ủng hộ phế trừ trung y cũng là một con số khiến người ta phải giật mình. Đây chính là nhằm vào những người đứng đầu Trung Quốc, những người dân trong chính đất nước mình mà lại tán thành phế trừ trung y. Điều đó cũng đủ cho thấy trung y đã khiến người dân thất vọng đến mức nào. Cái bóng ma này tụ ngày càng lớn, che phủ trên đầu những người tin tưởng và yêu thương trung y. Dường như có một bàn tay vô hình ở đằng sau điều khiển mọi chuyện, định hướng những suy nghĩ của bọn họ vậy. Bởi vì Bối Bối ăn nói đâu ra đấy nên người trong nhà mới không chịu ảnh hưởng của chuyện này nữa mà ăn một bữa sáng ngon lành. Sau khi ăn xong, Bối Bối được người làm đưa đến cô nhi viện. Lâm Hoán Khê vội vàng đến làm việc ở công hội trung y. Tần Lạc sau khi liên lạc với Minh Hạo đã chạy tới cục cảnh sát gặp hắn. Chuyện có chút khó giải quyết đây. Người phụ trách vụ án này là trưởng ban điều tra xét xử Lý Tiểu Cương vừa nói. Hắn đang cầm một chén trà, thỉnh thoảng lại nhấp một miếng nước rồi nói, chúng tôi cũng hiểu rằng việc này vô cùng trùng hợp, chúng tôi cùng hoài nghi quản tự có liên quan đến sự việc này.
nhưng chúng tôi không tìm được bất kỳ chứng cứ gì cả. Chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì, người chết do tỏ tình không thể nhầm nên uống nhiều rượu. Bởi vì không có thói quen ngủ qua đêm ở ngoài nên rạng sáng lái xe trở về nhà. Hàng năm ở Yến Kinh này cũng phải có mấy ngàn vụ tai nạn xe cộ xảy ra, loại chuyện này cũng không khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ lắm. Bộ phận pháp y đã giải phẫu trong dạ dày người chết cũng không hề phát hiện ra vật gì khả nghi cả, nhưng nồng độ cồn thì rất lớn. Nghe xong Lý Tiểu Cương phân tích tình hình vụ án, Minh Hạo quay sang phía Tần Lạc hỏi, anh thấy thế nào? Các anh mới là chuyên gia trong việc điều tra các án tử, chứ tôi thì đâu có hiểu được chuyện đó. Hình như chuyện lần này đưa mọi người quanh quẩn mà đi vào ngõ cụt. Cho dù mọi người có nghi ngờ quản tự có liên quan đến vụ án mạng này thì cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh là hắn phạm tội cả. Nếu như quả nhiên là hắn đã xuống tay thì hắn nhất định cũng đã lo chu toàn mọi chuyện, không lưu lại bất cứ sơ hở nào. Thậm chí, ngay cả việc tỏ tình của bạn hắn cũng đã được tính toán đến. Người này rất thông minh, nghĩ lại cũng làm cho người ta cảm giác được hắn có một trái tim băng giá. Hơn nữa, hắn còn có hành động ra tay với chính bạn bè của mình sao? Tối hôm qua bọn họ còn cùng nhau ăn cơm, quan hệ hẳn là rất thân thiết mới đúng chứ. Chẳng lẽ, Lý Lệnh Tây đã phát hiện ra điều gì sao? Nên mới tạo cho hắn một vụ tai nạn xe hơi để bịt đầu mối. Bây giờ xem ra điều quan trọng là phải tìm ra động cơ phạm tội của quản tự. Khi Tần Lạc cùng Minh Hạo đi về phía bãi đỗ xe của cục cảnh sát, nhìn thấy đám người quản tự, Lăng Vẫn, Lăng Thiếu, chữ Toái Toái phía sau cửa lớn, đang có vài chiếc xe Audi từ từ tiến đến. Xe chưa dừng hẳn quản tự đã dẫn đầu ra nghênh đón, Lăng Thiếu và chữ Toái Toái cũng nhanh chân bước theo, ngược lại mặc dù không quen biết gì Tần Lạc nhưng Lăng vẫn hơi quay đầu mà thoáng nhìn về phía Tần Lạc. Trước đây cha của Lý Lệnh Tây làm việc trong Ủy ban Trung ương, mấy năm trước được giao cho chức thị trưởng của Minh Hải. Minh Hạo đứng bên cạnh Tần Lạc nói. Tần Lạc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắm của chữ Toái Toái tiểu tụy, chắc hẳn cô ấy đã vô cùng thương tâm. Tần Lạc cũng muốn đến bên cạnh cô an ủi vài câu. Nhưng mà hắn biết mình không phải là nhân vật được đám người đó hoan nghênh lắm, cho nên, hắn biết rằng có tới cũng không giúp được gì nên thôi. Lý Lệnh Tây chết cũng thật là oan uổng, Tần Lạc cảm thấy hơi buồn mà nói. Tôi đã có tiếp xúc với hắn, tính tình hắn táo bạo, hay nổi giận, rất dễ bị kích động. Người như vậy lòng ra không phải thâm độc, cũng không phải xấu xa lắm. Đúng vậy, Minh Hạo gật đầu đồng tình, thật đáng tiếc. Tôi đi giải quyết chút chuyện của công hội trung y đây. Anh cũng nhanh chóng nghĩ cách giải quyết chuyện danh y đường đi nhé. Chuyện này không thể kéo dài lâu được, Tần Lạc nói. Tôi hiểu, gia đình người bị chết đã thương lượng ổn vấn đề đền bù, điều kiện mặc dù có hơi hà khắc một chút nhưng tôi nghĩ quản tự sẽ không có ý kiến gì. Bây giờ tôi muốn nghĩ biện pháp chính làm sao dẹp loạn giới truyền thông kia. Minh Hạo nói. Khi Tần Lạc đang ngồi taxi để quay về công hội trung y thì điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên. Số máy hiển thị là một số lạ. Tần Lạc à, từ trong điện thoại vang lên giọng một người đàn ông nặng nề. Là tôi đây, Tần Lạc nói. Tôi muốn gặp anh, người đàn ông nói thẳng ý muốn của mình. Tần Lạc hướng mắt ra ngoài cửa sổ mà nói, vậy tôi ngồi ở quán cà phê dưới Kinh Hoa Building chờ anh nhé. Được, người đàn ông nói xong liền cúp điện thoại. Tần Lạc cất điện thoại đi rồi nói với tài xế, anh hãy dừng ở chỗ này đi. Không có tâm trạng nhìn ngắm cô bồi bàn xinh đẹp tóc vàng mắt xanh mặc trang phục truyền thống. Tần Lạc chọn luôn cho mình một vị trí ngồi, sau khi gọi một tách hồng trà liền ngồi yên lặng chờ đợi. Hắn không rõ vì sao người này lại gọi điện thoại cho mình. Nhưng đó là một hành động tốt. Có lẽ hắn biết một số chuyện gì đó. Không lâu sau, một người đàn ông với thân hình cao lớn đi đến. Hắn cũng không hề để ý đến mấy cô bồi bàn nhiệt tình niềm nở, sau khi nhìn lướt qua khung cảnh bên trong quán cà phê liền đi nhanh tới bàn của Tần Lạc. Anh muốn uống gì? Tần Lạc đẩy quyển menu tới trước mặt Lăng Vẫn. Không cần, Lăng Vẫn nói. Tôi không nghĩ rằng anh tìm tôi. Tần Lạc nói. Tôi muốn biết chân tướng. Các anh đã tìm thấy chân tướng là ai chưa? Lăng Vẫn hỏi. Anh cũng nghi ngờ quản tự à? Tần Lạc cười hỏi lại. Tôi chỉ muốn có câu trả lời. Lông mi Lăng Vẫn vắt cùng một chỗ, trên mặt hắn không có chút biểu lộ gì khiến cho người ta không thể nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này. Nếu như thật sự chuyện này là do hắn làm thì sao? Tần Lạc hỏi. Lúc đó hắn hay. Được rồi, có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh được chứ? Anh không đi cùng tiếp đón cha mẹ Lý Lệnh Tây mà lại lén lút chạy tới gặp tôi, nhất định không phải chỉ là để biết một tin tức đơn giản như vậy. Rạng sáng ngày hôm nay,
khoảng 2 giờ sáng 46 phút, Lý Lệnh Tây đã gọi điện cho tôi. Hắn hỏi tôi Seto tin quản tự hay không. Tôi nói tin, hắn nói hắn cũng tin, ngày mai muốn cùng quản tự nói chuyện, và đến 2 giờ 59 phút thì xảy ra tai nạn xe. Lăng vẫn trong lòng vẫn rối bời không thể tiêu tan nên quyết định đến nói cho Tần Lạc nghe. Hắn có nói muốn cùng quản tự nói chuyện gì không? Tần Lạc hỏi. Không. Xem ra, hắn nhất định đã biết bí mật gì đó của quản tự. Tần Lạc nói. Đó cũng chỉ là suy đoán của anh. Lăng vẫn nói. Nếu như anh không đoán như vậy thì anh cố tình chạy tới đây nói với tôi những lời này làm gì? Tần Lạc châm chọc nói. Nhóm bạn thân chúng tôi có 5 người, tôi không tin là hắn lại làm như vậy. Tôi càng không muốn mình bị lừa gạt, cho nên, tôi mới quyết định nói chuyện này với anh, nhờ anh giúp tôi tìm ra câu trả lời. Lăng vẫn nói, nếu như là tôi hiểu lầm quản tự thì tôi sẽ đến xin lỗi hắn, nhưng nếu như đúng là hắn đã làm chuyện đó thì không còn gì để nói nữa. Tần Lạc nâng tách hồng trà lên, nhìn Lăng vẫn hỏi, tại sao chuyện này anh không nói cho cảnh sát? So với cảnh sát thì anh đáng tin hơn. Lăng vẫn trả lời. Dứt lời, Lăng vẫn đứng dậy, giống y như lúc đến, sống lưng thẳng, ngẩng cao đầu bước đi ra ngoài quán. Tần Lạc ngồi ngây ra nhìn bóng Lăng vẫn đi khuất, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Ngay cả đến bạn thân như vậy mà cũng không buông tha, rốt cuộc hắn muốn cái gì đây? Quản tự đẩy cánh cửa phòng ra, đang chuẩn bị bật đèn thì bỗng thấy trong phòng có mùi khói thuốc. Ai đấy? Quản tự đưa tay vào trong lòng. Là tôi, một người đàn ông nói tiếng Anh trả lời. Cách một tiếng giòn vang, phòng khách bật sáng, một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế salon hướng nhìn quản tự mỉm cười. Tôi nói rồi, đến thì phải báo trước cho tôi, mà anh không nên đến gặp tôi ở đây. Quản tự tức giận nó, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng như lúc này. Nhưng tôi có cảm giác nhất định phải tới gặp anh. Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói. Hắn vẫn dùng tiếng Anh nói chuyện với quản tự, hai người đối đáp như cháo chảy, căn bản là không có trở ngại gì về ngôn ngữ. Đã xảy ra chuyện gì à? Quản tự cởi bỏ áo khoác rồi tiến đến ngồi đối diện người đàn ông cao lớn hỏi. Người bạn thân thiết của anh Lăng vẫn đã đi gặp người kia. Vào lúc chiều nay, người đàn ông cao lớn nói giọng châm chọc, ngay cả hắn cũng muốn phản bội anh sao? Quản tự trong lòng cả kinh. Xem ra, dù hắn giải thích như vậy cũng không thể làm cho Lăng vẫn từ bỏ mối nghi ngờ. Hơn nữa, hắn lại chọn một cách chuẩn xác nhất. Như vậy cũng xem là phản bội sao? Tôi bình thường chẳng phải là đang lợi dụng hắn còn gì. Quản tự vừa cười lạnh vừa nói. Đúng vậy, tình bạn của người Trung Quốc các anh thật là kỳ lạ. Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói. Hắn biết chuyện gì sao? Có muốn xử lý hắn không? Anh điên rồi sao? Hắn ta là quân nhân đấy. Quản tự trách mắng. Hơn nữa, hắn là quan quân. Người đàn ông cao lớn bĩu môi vẻ khinh thường mà nói. Vậy thì sao? Chẳng lẽ anh có cách nào hay hơn? Chuyện này tôi đã biết rồi. Anh không nên nhúng tay vào. Nếu như không có chuyện gì thì xin anh đừng đến đây làm phiền tôi. Người đàn ông cao lớn đứng dậy nói. Quản tự, nhiệm vụ này sắp hoàn thành. Tốt nhất là anh nên cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không nên chủ quan với những kẻ dối trá. Anh hẳn là biết rằng, đời này anh không bao giờ rời khỏi tổ chức được. Còn có chuyện gì nữa không? Quản tự sắc mặt không thoải mái hỏi. Chúc anh may mắn, người đàn ông cao lớn cười cười, rồi hướng về phía cửa rời đi. Quản tự thả người nằm lên ghế salon, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Sau khi nghe tin tức xấu hắn có cảm giác đầu đau vô cùng. Suy nghĩ một lúc, hắn ngồi dậy, cầm lấy chiếc di động trên mặt bàn bấm số gọi. Lăng Tiếu à! Bây giờ cô có rỗi không? Có thể đến đây nói chuyện với tôi không? Chương 385, bạn bè thân thiết 3. Tôi rảnh, được tôi sẽ đến ngay. Quản tự sợ hãi ngồi thẳng dậy trên ghế salon, hắn vừa mới thiếp đi và gặp một cơn ác mộng. Quản tự đưa tay lên trán lau mồ hôi. Trong mơ, hắn bị một đám người mặc đồ trắng, mũ trắng của phòng thí nghiệm đuổi theo, hắn không thấy rõ mặt bọn họ lắm, chỉ nhìn thấy hai mắt lạnh lùng và miệng đang thở ra làn hơi. Trên tay bọn họ cầm một ống tiêm lớn, bên trong ống tiêm đựng một chất lỏng màu đỏ như máu tươi. Bọn họ muốn tiêm chất lỏng đó vào cơ thể hắn. Chỉ là ác mộng thôi. Đầu óc quản tự lại bắt đầu đau nhức, dường như vừa có người dùng búa đập vào đầu hắn vậy. Đau đớn làm cho hắn có chút nổi giận, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Lấy tay xoa xoa đầu cho đến khi tóc rối bù như cái ổ gà mới dừng lại. Một luồng ánh sáng chiếu tới, bên ngoài vang lên âm thanh của xe hơi.
Quản tự biết là Lăng Tiếu đã tới, cho tới giờ cô gái này chưa bao giờ từ chối yêu cầu gì của hắn. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Quản tự bật công tắc đèn ngoài phòng khách, rồi đi tới trước gương dùng hai tay vuốt lại tóc. Sau khi đã chỉnh đốn lại hình tượng nho nhã của bản thân đến khi vừa mắt, hắn mới bước nhanh ra sân. Quản tự giơ tay bấm mật mã cửa, cửa cảm ứng tự động kéo sang hai bên, sau khi Lăng Tiếu tiến vào, cửa một lần nữa được kéo lại. Quản đại ca, Lăng Tiếu từ trong xe bước ra, nhìn quản tự nói. Trong lòng có chút khó chịu nên tôi muốn tìm một người nói chuyện. Quản tự cười khổ mà nói, anh cô không thích nói chuyện, trước kia đều là lệnh tây đến với tôi, bây giờ lệnh tây đã mất, muốn tìm một người nói chuyện cũng không có. Tôi đã nghĩ tới cô. Nhìn thấy cảnh quản tự như một đứa trẻ bất lực đang cố giải thích lý do gọi mình tới đây, Lăng Tiếu cười khổ mà trong lòng đau nhói. Cô liền đi đến bên cạnh quản tự, ôm eo hắn mà nói, quản đại ca, sau này, sẽ là tôi cùng nói chuyện với anh. Chỉ cần anh không sợ ta làm phiền là tốt rồi. Bất cứ lúc nào anh gọi điện cho tôi cũng sẽ đến đây. Tôi sẽ không để anh một mình, nhất định sẽ không để như vậy. Quản tự ôm đôi vai gầy của quản tự, nhưng lại cảm thấy một lực hấp dẫn vô cùng tỏa ra từ cơ thể cô gái này, lặng im không nói gì. Lăng Tiếu được người đàn ông mình thầm yêu từ lâu ôm, trong lòng cô cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Trước kia những lúc cao hứng cô đều nói không ngừng, chỉ cần tỉnh táo là chuyện gì cô cũng có thể nói vào được. Vì vậy, không ít lần bị chữ toái toái oán giận. Nhưng lúc này đây thì cô mới cảm nhận được cảnh tượng, im lặng là một âm thanh. Vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm, quản tự nói vào tai cô. Lăng Thiếu gật đầu chấp thuận, nhưng thực sự lúc đê đó cô không muốn rời khỏi ngực quản tự một giây này, nên cô đã chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Vào phòng khách, quản tự vừa đóng cửa vừa cân nhắc mà lên tiếng hỏi, có muốn uống chút gì không? Anh muốn uống gì để tôi đi chuẩn bị? Lăng Thiếu vừa cười vừa nói. Để tôi đi lấy, cô là khách mà, quản tự vừa cười vừa nói. Tôi không phải là khách xa lạ, mà cũng không muốn anh coi là khách, Lăng Thiếu bất mãn nói. Dù sao tôi cũng rõ những đồ trong nhà anh uống gì nào? Hồng trà, có phiền không? Quản tự cười hỏi. Không phiền đâu, nấu cà phê cũng được mà. Lăng Thiếu vừa cười vừa nói. Sau đó vui sướng chạy xuống phòng bếp chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, Lăng Thiếu liền bưng hai chén hồng trà nóng hổi lên. Cảm ơn, quản tự vừa cười vừa nói. Uống một ngụm hồng trà, liền tán dương, rất ngon miệng. Kỹ thuật pha trà của Tiếu Tiếu rất tốt. Nhưng nếu tăng thêm một ít sữa thì ngon hơn nữa. Về nước lâu như vậy mà khẩu vị của anh cũng không thay đổi gì nhỉ. Anh chờ một chút, tôi đi cho thêm sữa vào. Lăng Thiếu từ ghế salon nhảy dựng lên, chạy đến chỗ tủ lạnh lấy bánh kem. Sau khi Lăng Thiếu lấy ít bánh kem bỏ vào chén cho quản tự, vẻ mặt chờ mong hỏi, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Có muốn tăng chút đường không? Rất tuyệt, quản tự cẩn thận thưởng thức tách hồng trà, rồi nhìn Lăng Thiếu cười nói. Thật chứ? Lăng Tiếu vui sướng hỏi lại. Cô cứ thử uống đi sẽ biết, quản tự nói, rồi cầm tách hồng trà trên bàn đưa cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đỏ mặt lên, mặc dù cảm giác quản tự uống chén hồng trà đó vô cùng thân mật, nhưng đây chẳng phải là giây phút mà cô mong chờ từ lâu sao. Chính cô là một tiểu yêu tinh thích ăn thịt thiếu niên, lúc này mới có cơ hội ăn thịt đường tăng, nên không thể để bỏ lỡ cơ hội. Lăng Tiếu nhận tách trà từ tay quản tự, cẩn thận nhấp một ngụm rồi nói. Trà, quả thật là uống rất ngon. Tôi cũng tự phục chính mình đấy. Vậy hãy uống nhiều một chút, quản tự nói, vẻ mặt hắn tươi cười nhẹ nhàng quan tâm, như là trên thế gian này hắn là người tình hoàn mỹ nhất vậy. Lăng Tiếu làm sao có thể chịu được những lời đầu độc đó của hắn chứ, liền bưng cái chén lên nhấp một ngụm nữa. Một ngày mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút, quản tự nhận cái chén từ tay Lăng Tiếu vừa cười vừa nói. Tôi không. Lăng Tiếu vốn định nói rằng mình không buồn ngủ, lúc này là mấy giờ rồi chứ, sao mà cô có thể ngủ được đây? Cô còn có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, cô còn định buổi tối nay sẽ thổ lộ tình cảm của mình với hắn, nhân lúc trong lòng hắn đang yếu mềm. Nhưng đột nhiên cô có cảm giác đầu óc mình như choáng váng, mí mắt càng ngày càng díu lại, căn bản là không thể mở ra được. Thình thịch, thân thể của cô mềm nhũn ra, rồi ngã xuống ghế salon. Quản tự nhìn thân thể Lăng Tiếu rơi vào hôn mê, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, quản tự mới một lần nữa đứng dậy. Hắn đặt chén trà đã lạnh ngắt lên trên mặt bàn, sau đó cầm lấy điện thoại di động bấm máy cho một người. Quản thiếu, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm của một người đàn ông.
Lăng Vân, là tôi đây. Quản tự nhẹ giọng nói. Chưa ngủ à? Chưa, tôi đang suy nghĩ một số chuyện. Lăng Vân nói. Mệt mỏi cả ngày rồi, hãy nghỉ sớm đi. Quản tự nói. Quản thiếu có việc gì à? Lăng Vân nhạy cảm nhận thấy dường như tâm trạng của quản tự không tốt nên lên tiếng hỏi. Cũng không có chuyện gì. Quản tự nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếu Tiếu đang ở bên cạnh tôi. Tâm trạng không được tốt, đã uống với tôi vài chén rượu bây giờ đã say rồi. Anh không phải lo lắng đâu nhé. Hai bên đầu dây không một tiếng động, Lăng Vân im lặng. Dường như đối phương đã ngắt điện thoại. Nhưng quản tự nghe rõ đầu dây bên kia có vài âm thanh rất khẽ. Là anh có phải không? Cuối cùng Lăng Vân cũng lên tiếng hỏi. Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác trong giọng nói bình tĩnh đó có che giấu một sự điên cuồng, dường như sắp bộc phát như núi lửa phun trào vậy. Anh nói cái gì cơ? Tôi nghe không hiểu, quản tự nói. Có đúng là anh không? Là người đã giết lệnh Tây? Lăng Vân truy hỏi quản tự. Vì sao anh phải cố tìm hiểu vấn đề này vậy? Hắn đã tình cờ biết được một số chuyện không nên biết, cho nên hắn chỉ có một lối thoát như vậy. Nhưng tôi sẽ nhớ hắn. Nhưng còn anh, căn bản là không nên tham dự vào chuyện của chúng ta, như vậy thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Quản tự nói. Trước khi lệnh Tây chết, có phải là anh cũng đã nói với hắn những lời này không? Anh thấy những lời này có ý châm chọc sao? Đó là sự phản kháng vô ích, bất luận thế nào cũng không thể thay đổi được. Quản tự khẽ cười rồi nói. Tại sao anh lại muốn giết hắn? Tôi đã giải thích rồi. Quản tự có vẻ không nhịn được nữa. Lăng Vân, tôi gọi điện cho anh không phải là muốn cùng anh bàn về vấn đề này. Tôi biết anh đã lén đi gặp Tần Lạc, anh biết rõ là tôi rất ghét hắn. Quên đi, cái chính là chuyện này cũng đã qua, sau này, anh hãy giữ mồm giữ miệng là được rồi. Bất luận là anh có đồng ý hay không thì tôi cũng muốn chúng ta vẫn là bạn, nên anh cần phải giữ mồm giữ miệng. Vì em gái của anh nên nghĩ về vấn đề này, được không? Thôi anh hãy nghỉ sớm đi, ngủ ngon. Chờ chút, Lăng Vân hỏi. Còn có chuyện gì sao? Là bạn đã nhiều năm, nên tôi muốn nhắc nhở anh một tiếng, không nên báo cảnh sát. Đừng cho bất kỳ kẻ nào biết chuyện của tôi. Kể cả khi Lăng Thiếu tỉnh lại thì trong người cô ta vẫn đang có độc, loại độc đó giống như chất độc trong người của lệnh Tây, sẽ không lưu lại bất cứ hỗn tạp gì mà chỉ phát hiện ra lượng cồn thôi. Trừ tôi ra, không ai có thể giải được. Chỉ cần anh không làm tổn thương Lăng Thiếu, tôi sẽ không báo cảnh sát. Lăng Vân nói. Tôi chỉ là muốn nói với anh vài câu. Gì vậy? Quản tự, tôi, Lăng Vân dùng hết sức lực cơ thể mà rít lên. Tần Lạc đang ôm Bối Bối xem, Tom và Jerry, điện thoại trên bàn chợt vang lên. Ba, anh lại muốn đi ra ngoài sao? Bối Bối quay đầu hỏi. Sau khi Lâm Hoán Khê nói với quản tự rằng Bối Bối là con gái của cô và Tần Lạc thì Bối Bối đã chuyển hẳn sang gọi Tần Lạc là ba, Lâm Hoán Khê là mẹ. Không đi ra ngoài, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Nhận điện thoại, nhưng thấy đó là một số lạ. Alo, ai đấy? Tần Lạc hỏi. Đại ca ca, tôi là Toái Toái đây. Từ điện thoại vọng tới giọng nói hiền hòa của một người phụ nữ. Toái Toái, là cô à? Sao cô lại biết số di động của tôi? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Tôi lấy được qua Lăng Vân. Chữ Toái Toái nói. Đại ca ca, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi hiểu, tôi đã biết chuyện xảy ra đối với lệnh Tây. Tần Lạc an ủi nói. Lúc trưa nay tôi cũng có nhìn thấy cô, vốn định tới gặp nói chuyện nhưng sợ lại gây phiền toái nên thôi. Chính là tôi đã giết lệnh Tây. Hắn vì tôi mà uống nhiều rượu như vậy. Không phải vậy đâu, cô đừng có tự trách mình như vậy. Chuyện này căn bản không phải vấn đề là từ cô. Đột nhiên, hắn như nhớ ra chuyện gì, liền hỏi, Lăng Vân không nói chuyện gì với cô à? Không, chữ Toái Toái nói, hắn vừa mới gọi điện cho tôi số điện thoại của anh. Nói là hãy gọi điện nói chuyện với anh. Bây giờ cô có ở bên cạnh Lăng Tiếu không? Tần Lạc sắc mặt thoáng chốc thay đổi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng hỏi. Lúc trước cô ấy vừa ở nhà tôi, sau khi nghe một cuộc điện thoại đã đi ra ngoài rồi, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Cô có biết là ai đã gọi điện cho cô ấy không? Có thể là quản tự, chữ Toái Toái nói, xảy ra chuyện như vậy, nhận được điện thoại mà cô ấy vội vàng chạy đi ngay, thì chỉ có quản tự mới có ma lực với cô ấy như vậy. Cô biết nhà quản tự ở đâu không? Tần Lạc hỏi tiếp. Biết, chữ Toái Toái nói. Vậy bây giờ cô hãy đến đây đón tôi. Chúng ta cùng đi tòm Lăng Thiếu. Tần Lạc nói. Chương 386, chúng ta mới là người làm chủ. Ý anh nói là quản tự bắt cóc Lăng Thiếu sao?
Chữ Toái Toái trừng mắt lên hỏi. Bốn mắt cô đang sưng đỏ vì khóc nhiều rồi. Biến động càng ngày càng lớn, nước mắt lưng tròng, giống như những viên đá quý tuôn rơi. Đúng vậy, Tần Lạc khẳng định, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chữ Toái Toái, Tần Lạc thầm nghĩ, có lẽ ngay đến cả cô cũng không thể tin được quản tự là người như vậy. Tần Lạc tập trung suy nghĩ một chút, nếu như không có Lâm Hoán Khê thì có chính hắn lần đầu tiên gặp quản tự cũng có thể bị mặt nạ của hắn lừa gạt. Bởi vì hắn thật sự là một người đàn ông rất có mị lực, loại mị lực này không chỉ nhằm vào phụ nữ, mà đối với cả đàn ông khi tiếp xúc với hắn. Cũng vì lý do đó mà bên cạnh hắn có nhiều bạn bè tốt như vậy. Lý Lệnh Tây một giây đi đến cái chết luôn, có lẽ còn không biết người hại chết mình là người mà mình tin tưởng nhất cũng nên. Sao lại có thể như vậy? Chữ Toái Toái điều khiển chiếc xe hướng đến nhà quản tự, vừa lái xe vừa nói, tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Từ nhỏ Lăng Tiếu đã thích hắn, luôn coi hắn như thượng đế, hắn muốn gì cũng có thể đạt được. Tại sao hắn lại muốn bắt cóc Lăng Tiếu? Bởi vì hắn muốn khống chế Lăng Vẫn. Tần Lạc kiên nhẫn giải thích, trưa nay Lăng Vẫn đã hẹn gặp tôi, hắn nghi ngờ quản tự có liên quan đến cái chết của Lý Lệnh Tây. Nói cách khác, vì sao Lăng Vẫn lại cố ý bảo cô gọi điện cho tôi, còn cho cô số điện thoại của tôi nữa? Chữ Toái Toái cau mày, nói, sao quản tự lại làm như vậy? Lý Lệnh Tây, Lăng Vẫn đối với hắn tốt như vậy, bọn họ cũng luôn coi nhau là bạn thân. Tại sao quản tự lại muốn giết bọn họ chứ? Luôn có lý do, Tần Lạc nói, chỉ là chúng ta tạm thời không biết đó là lý do gì thôi. Không chừng sẽ nhanh chóng biết được thôi. Tôi không thể nào tin nổi, chữ Toái Toái nói, cũng không hy vọng đó là sự thật, thật là kinh khủng. Tần Lạc cười khổ. Tần Lạc cũng đã từng trải qua chuyện rốn như thế này, nên khi nói với chữ Toái Toái hắn hiểu rõ cảm xúc của cô. Khi hắn biết người bắt cóc Bối Bối chính là Tần Minh cũng không thể tin nổi và cũng không muốn chấp nhận chuyện đó. Nhưng, sự thật vẫn luôn là sự thật. Có lẽ phụ nữ thì lương thiện và đơn giản hơn một chút, các cô thường hay dùng cảm tính để đánh giá mọi chuyện và dễ dàng bị tình cảm của mình thao túng. Nhưng, Tần Lạc biết, người như Lăng Vẫn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không đâu. Nói cách khác, Lăng Vẫn đã bảo chữ Toái Toái gọi điện thoại cho Tần Lạc chắc chắn là có động cơ. Quản tự dùng Lăng Tiếu để uy hiếp Lăng Vẫn, tất nhiên là Lăng Vẫn phải yên lặng không được có hành động gì. Hắn gọi điện cho chữ Toái Toái, cũng chính là gián tiếp cầu cứu Tần Lạc. Nếu như chính mình cũng không hiểu ý đó thì thật là ngu ngốc, Tần Lạc thầm nghĩ. Cô thử gọi lại cho Lăng Tiếu lần nữa đi, Tần Lạc nói với chữ Toái Toái. Chữ Toái Toái liền mở máy gọi lần nữa cho Lăng Tiếu, nhưng tổng đài thông báo thuê bao vừa gọi ngoài vùng phủ sóng. Mới vừa rồi còn có chuông nhưng không thấy ai nghe máy, vậy mà bây giờ đã ngoài vùng phủ sóng. Xem ra hắn đã hết kiên nhẫn rồi, Tần Lạc nói. Nghĩ đến chuyện Lăng Tiếu có thể gặp nguy hiểm, chữ Toái Toái lần nữa nhấn mạnh ga, chiếc Mercedes màu bạc như muốn bay đi. Chiếc xe chạy thẳng đến trước cửa biệt thự của quản tự, chữ Toái Toái nhảy xuống xe ấn chuông cửa. Quản tự thông qua hệ thống camera nhìn thấy chữ Toái Toái đi đến cùng với Tần Lạc. Do dự trong chốc lát có nên mở cửa cho bọn họ vào hay không? Quản tự đại ca, Lăng Tiếu ở nhà anh phải không? Tôi gọi điện suốt cho cô ấy mà không thấy Lăng Tiếu bắt máy. Tôi rất sốt ruột, chữ Toái Toái nhìn chằm chằm vào mặt quản tự, muốn nhìn kỹ từng phản ứng của hắn xem có đúng như lời nói của Tần Lạc là hắn là người xấu không? Đúng, quản tự thẳng thắn nói. Cô ấy uống hơi nhiều rượu nên giờ đang ngủ thiếp đi. Tiếp đó, ánh mắt hắn lại chuyển sang phía Tần Lạc. Vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh đại giá quang lâm, thật sự làm cho người khác bất ngờ. Tôi đang cùng đi ăn cơm cùng chữ Toái Toái bên ngoài, cô ấy không gọi được Lăng Tiếu nên kéo tôi đến đây hỏi anh xem thế nào. Tần Lạc vừa cười vừa nói, xin mời vào uống nước, quản tự tránh người sang một bên và mời Tần Lạc cùng chữ Toái Toái vào nhà. Chữ Toái Toái vừa bước vào phòng khách, liền đã thấy Lăng Tiếu nằm ngủ say trên ghế salon, vội hỏi, Tiếu Tiếu làm sao vậy? Cô ấy không có chuyện gì đấy chứ? Không sao đâu, chỉ là say rượu thôi. Quản tự vừa cười vừa nói. Chữ Toái Toái dí sát mũi mình vào mũi Lăng Tiếu ngửi ngửi, quả thật thấy trong hơi thở của Lăng Tiếu nồng nặc mùi rượu, liền nói, sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Quản đại ca, tôi có thể đưa Tiếu Tiếu về nghỉ ngơi được không? Sợ rằng không được đâu. Quản tự lắc đầu cười nói. Tại sao? Bởi vì chỉ có tôi mới giải rượu được cho cô ấy thôi. Quản tự nói, thuốc giải rượu sao, ở nhà tôi cũng có, chữ Toái Toái nhìn về phía Tần Lạc mà nói. Trong nhà cô không có thuốc giải cho loại rượu mà Lăng Tiếu uống. Quản tự nói,
cô ấy phải ở đây mới được. Nếu như tôi mà không đưa cho cô ấy thuốc giải thì sau hơn một tiếng nữa cô ấy có thể gặp phải một số tình huống. Tình huống gì? Trở thành người thực vật, quản tự nói, chỉ cần quá thời gian một tiếng thì cô ta sẽ rất khó tỉnh lại. Chữ Toái Toái hướng ánh mắt khó tin nhìn quản tự, nói, quả nhiên là anh. Những lời Tần đại ca nói đều là sự thật, tại sao anh lại muốn làm như vậy? Tại sao lại nỡ xuống tay với những người thân thiết bên cạnh anh như vậy? Chữ Toái Toái như muốn gào thét, nghĩ mà tức giận đến phát điên lên, cô muốn hỏi rõ quản tự, nhưng cô biết rằng ngay cả việc đó cũng không có ích gì. Trong vòng một ngày mà xảy ra biết bao là chuyện, thật sự là rất nhiều, khiến cho cơ thể cô yếu đi nhiều khó có thể chống chịu được thêm nữa. Quản tự cười khổ, nói, nếu như các người không biết gì thì cũng không gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Chúng ta vẫn là bạn bè giống như trước kia, đáng tiếc, các người lại biết một số chuyện rồi. Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây? Tần Lạc nhìn quản tự mà hỏi. Hắn thật sự rất tò mò, người đàn ông này đã làm rất nhiều chuyện như vậy, không biết mục đích của hắn cái gì. Sau này anh sẽ biết, quản tự nói. Đã đến nước này rồi mà anh cho rằng có thể giấu giếm được lâu nữa sao? Tần Lạc lạnh lùng vừa cười vừa nói. Người đàn ông này bề ngoài rất phong độ đẹp trai, vậy mà bên trong lại làm những chuyện người người oán hận. Tần Lạc nhìn hắn thật sự không có chút cảm tình nào. Ít nhất, tin này sẽ không từ miệng tôi lan ra ngoài. Quản tự ngồi thoải mái xuống ghế salon, nói, các người định làm sao bây giờ? Ở đây hay trở về nhà nghỉ ngơi? Anh muốn làm gì bây giờ? Anh định làm gì với Lăng Thiếu? Chữ Toái Toái tức giận nói. Tôi không định làm gì bây giờ cả. Quản tự nhìn sang phía Lăng Thiếu đang ngủ say như trẻ con mà nói, cô xem, cô ấy ngủ trông dễ thương như vậy, tôi cũng không. Anh muốn khống chế cô đến khi nào? Chữ Toái Toái ôm Lăng Thiếu nói. Quản tự nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói, khi nào tôi thấy bản thân mình được an toàn. Tần Lạc đi đến cầm tay Lăng Thiếu, đưa ngón tay ra bắt mạch cô. Mạch tương cân bằng, mạch bác đập nhanh, không có bất cứ vấn đề gì, thật sự biểu hiện rất giống với người say rượu. Thế nào? Chữ Toái Toái nhìn Tần Lạc hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì, Tần Lạc nói. Chúng ta hãy mang Tiếu Tiếu đi. Để xem chúng ta còn làm gì được giúp cô ấy. Chữ Toái Toái ôm Lăng Thiếu nói. Tần Lạc cười khổ, mà nói, chính bởi vì tôi không tra ra bất cứ vấn đề gì mới chứng tỏ rằng Lăng Thiếu quả thực có chuyện. Trạng thái tinh thần của cô ấy rất tốt, mạch bác đập nhanh, trong tình huống này đáng lẽ ra cô ấy không thể ngủ, vậy mà lúc này Lăng Thiếu lại đang ngủ say. Điều này chứng tỏ rằng hắn quả thực đã dùng độc dược với Lăng Thiếu. Hay, quản tự vỗ tay nói, anh quả thực là một thầy thuốc cao minh. Nhưng anh không cứu được trung y đâu. Anh dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đột nhiên, hắn đi về phía quản tự. Tóm kẻ trộm trước tiên phải bắt đứa cầm đầu. Hắn muốn khống chế được quản tự, sau đó dùng chính hắn trao thuốc giải độc giúp Lăng Thiếu tỉnh lại. Không ngờ chiêu này của Tần Lạc đã bất thành. Quản tự dường như có dự cảm được hành động bất thường của Tần Lạc. Hai chân hắn liền đạp xuống đất, lăn người trên ghế salon. Hành động đó của quản tự nằm ngoài dự kiến của Tần Lạc. Võ thuật lưu manh hội ngộ, đến dao phay cũng không đỡ được. Tần Lạc lấy ra từ trong lòng một khẩu súng màu đen hướng về phía quản tự, trong tay quản tự cũng có một khẩu súng như vậy nhắm vào đầu Tần Lạc. Một mạng đổi lấy một mạng, anh có đổi không? Quản tự cười hỏi, nếu như tôi là anh, tôi sẽ không đổi đâu. Sự lựa chọn của tôi và anh giống nhau, tôi cũng không đổi, Tần Lạc gật đầu, rất không đáng. Không sai. Tôi là một tên máu lạnh vô tình, đơn độc có chết cũng không mấy luyến tiếc. Nhưng anh thì có người thân, bạn bè, còn có cả Lâm Hoán Khê, cần gì mà phải chết cùng tôi đúng không? Quản tự hết lời khuyên nhủ, nếu như tôi là anh thì sẽ lập tức rời khỏi đây mà trở về nhà ngủ. Được rồi, tôi sẽ trở về nhà ngủ, Tần Lạc nhẹ nhàng đáp ứng. Vậy không tiễn, quản tự nói. Chấm, hắn không thể đi được, người đàn ông cao lớn từ phía cửa sau tòa biệt thự tiến vào phòng nói. Mọi người trong phòng có thể đi, nhưng hắn thì không thể đi được. Quản tự lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía người đàn ông cao lớn mà nói, tôi nói rồi, nếu như tôi không gọi anh về, thì anh không nên về đây, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chẳng lẽ anh cũng quên rồi sao? Anh là nhân viên chấp hành nhiệm vụ của tổ chức, còn tôi là nhân viên giám sát của tổ chức, giữa chúng ta vốn không có quan hệ lệ thuộc, tôi cũng không nhất định phải nghe theo lời của anh. Trong những thời điểm quan trọng như này, tôi sao có thể giao việc kết thúc nhiệm vụ cho một người Trung Quốc được? Người đàn ông cao lớn cười ha ha nhìn Tần Lạc,
như nhìn một động vật nhỏ, yếu ớt mà nói tiếp, tôi nghĩ là nhiệm vụ của chúng ta có thuận lợi hơn một chút. Quản tự thân mến, anh cảm thấy sao? Tôi không có ý kiến gì. Quản tự mạnh mẽ nín nhịn cơn giận nói. Nhưng, nói như vậy thì làm sao chúng ta có thể thoát thân được? Trước sở cảnh sát, bọn họ đã không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào, chúng ta có thể thoải mái mà đi ra phi trường, nhưng nếu như bọn họ chết thì sao? Hắn rất quan trọng, người mà tổ chức cảnh giác nhất chính là hắn ta. Chỉ cần thay đổi phương thức rời đi thôi. Vì thế anh phải đồng ý hy sinh, có được không? Người đàn ông cao lớn vừa cười vừa nói, từ trong lòng lấy ra một khẩu súng lục nhắm vào đầu Tần Lạc. Hắn nói cái gì vậy? Tần Lạc nhìn chữ toái toái hỏi. Đến giờ phút này Tần Lạc mới thấy rằng không biết tiếng Anh của hắn quả thật là chuyện phiền toái. Anh có thể không hiểu người nước ngoài nói gì, nhưng nhất định phải hiểu được kẻ địch nói gì. Hắn muốn giết anh chữ toái toái hét lên, cẩn thận. Tần Lạc vừa gật đầu nghe thấy tiếng hô của người duy nhất giúp hắn hiểu tiếng Anh, lần này cần phải chống đỡ lại người đàn ông cao lớn. Xin lỗi, nơi này là do tôi làm chủ. Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa bóp cò. Bằng. Tiếng súng vang lên. Tần Lạc không sao hết, nhưng thân thể người đàn ông cao lớn đã ngã xuống mặt đất, từ trên chính giữa trán có một lỗ đạn nhỏ, máu chảy ra không ngừng. Một người đàn ông đứng ở cửa, lạnh lùng nói, đây là địa bàn của chúng ta mới là người làm chủ. Chương 387, anh đã xem phim Phong Thanh chưa? Không biết bao nhiêu tác phẩm điện ảnh và truyền hình được dàn dựng đã chứng minh cho chúng ta một điều, anh hùng đều là người đến muộn, còn đấng cứu thế cuối cùng trong thời điểm quyết định mới ra tay. Bây giờ Tần Lạc nhìn thấy Hỏa Dược đứng ở phía cửa mới thở phào một hơi. Vốn hắn đã muốn tìm sự hỗ trợ, mặc dù người phụ nữ này luôn lạnh như băng, nếu như ai đó thiếu cô 300 đồng không hoàn lại, cô lập tức tỏ ra xa cách. Nhưng giữa hai người có nền tảng nhiều lần hợp tác, Tần Lạc cũng có chút quen thuộc, tin tưởng vào năng lực của cô. Mỗi lần nhìn thấy một người phụ nữ bên ngoài thuần khiết, đáng yêu, gợi cảm mà có những hành động bạo lực với người khác, khiến Tần Lạc cũng có cảm giác rất đẹp mắt, trước khi cô đánh người sẽ hô một câu, kẻ dám đụng đến long tức. Phải giết. Âu. Như vậy, quả thực cũng có thể khiến cho thú huyết người ta cũng sôi lên sung sục, thậm chí tuôn trào ra. Đáng tiếc là ở bên ngoài đã có người thực thi nhiệm vụ. Tần Lạc chăm chú suy nghĩ một chút, cảm giác mình phải có một vệ sĩ siêu cấp mới được. Bởi vì quản tự là người vô cùng xấu xa, lại là người rất điềm tĩnh, hắn sẽ không đánh khi không nắm chắc phần thắng. Chính mình đi cứu người, nhưng lại bỏ mạng thì không tốt lắm, Tần Lạc thầm nghĩ. Vì vậy, hắn lại vừa gọi một cuộc điện thoại cho Hỏa Dược. Trên thực tế, hắn và Hỏa Dược cũng không phải quá thân quen, cũng chỉ là gặp nhau hai lần thôi, nhưng chẳng phải là ai cũng có thể tìm được người này sao. Long tức bên trong, tạm thời cũng nhìn thấy khoảng cách giữa Tần Lạc và Hỏa Dược là hai người. Người khác không nhìn thấy. Đầu tiên Tần Lạc cùng với Hỏa Dược nói chuyện vào câu xã giao, sau đó Tần Lạc nói mình có chút chuyện riêng cần cô hỗ trợ. Nhưng Hỏa Dược đã thẳng thắn từ chối. Vì vậy Tần Lạc lập tức không còn nói chuyện tình cảm nữa, mà nói thẳng ra trong tay hắn đang có một tấm thẻ màu, bây giờ cần phải đi với một người đến một nơi rất nguy hiểm, khiến cho cô phải lập tức đến đây bảo vệ. Hỏa Dược im lặng trong chốc lát rồi đồng ý. Người này, nhiều ít cũng có một vài tật xấu. Kỳ thật Tần Lạc đã sớm tin tưởng Hỏa Dược, bởi vì giữa bọn họ trước đây đã từng liên lạc bằng ám hiệu. Tần Lạc tranh thủ cơ hội ra tay giành thế chủ động, nếu như Hỏa Dược tới rồi thì sẽ nhường phần dứt điểm cho cô. Nhưng khi tên đàn ông cao lớn chĩa súng bắn vào đầu Tần Lạc, hắn đã rất sốt ruột. Loại chuyện này không sợ trăm phần mà chỉ sợ 1%. Nếu như Hỏa Dược không kịp thời xuất hiện trong phòng khách thì sao? Nếu Hỏa Dược không thể ngăn cản được người đàn ông cao lớn nổ súng thì sao? Nếu như Hỏa Dược đệ nhất bắn súng mà bắn chật thì sao? Hoặc là hắn quên lên đạn. Đời người không có cơ hội diễn tập. May mắn là Tần Lạc đoán cũng không có chuyện gì phát sinh. Hỏa Dược tới, hơn nữa, kỹ thuật bắn súng của cô rất chuẩn. Đối với mọi người trong phòng, cái chết của người đàn ông cao lớn rất đột ngột. Tên thợ săn vừa mới ngắm bắn, thế nào mà trong nháy mắt đã biến thành con mồi bị giết hại. Trái tim chữ toái toái như muốn nhảy lên điên cuồng cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô chứng kiến người bị bắn chết trước mắt mình, nhưng cô vẫn có cảm giác yên bình khi người không chết là người mà cô quan tâm. Là người trong những giờ phút sinh tử, cuối cùng cũng sẽ có những lựa chọn ích kỷ. Giống như, Đường Sơn đại chấn động, người mẹ đã lựa chọn cứu em trai của mình. Quản tự lựa chọn hy sinh bạn bè của mình,
hắn cũng là vì bảo toàn tính mạng của bản thân, đó là một lựa chọn chính xác. Quản tự vẻ mặt như trấn tĩnh lại, cho tới nay, hắn luôn tạo cho người ta ấn tượng về sự chững chạc. Hình như bây giờ hắn cũng không hề tỏ ra vội vàng sao động hay thất thố. Hắn nhìn người đàn ông đứng ở cửa, vừa cười vừa nói, buổi tối nay thật là náo nhiệt. Trong nhà đã lâu không có nhiều khách viếng thăm như vậy. Thật vinh dự. Hắn ném khẩu súng trong tay xuống mặt đất rồi nói, đổi lại một câu nói, các người tự nhiên xông vào Tư gia. Pháp luật Trung Quốc sẽ bảo vệ tôi. Tần Lạc chĩa súng vào quản tự, không biết nên khóc hay cười mà nói, pháp luật Trung Quốc đôi khi cũng bảo vệ người xấu, nhưng anh thì sẽ không được bảo vệ như vậy đâu. Nếu anh có thể làm bộ như không có vấn đề gì thì chúng ta cũng sẽ cho qua. Tôi làm gì thì sao nào? Quản tự hỏi ngược lại, Lý Lệnh Tây đã chết, cảnh sát hẳn là đã cho anh xem kết quả khám nghiệm. Nguyên nhân tử vong là do tai nạn xe cộ. Tầm mắt của quản tự chuyển về phía ghế salon nơi Lăng Tiếu đang nằm ngủ, nói, Tiếu Tiếu chỉ là đang ngủ thiếp đi. Chỉ cần ăn một viên thuốc giải rượu là có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ pháp luật vì thế mà quy kết tội cho tôi? Nhưng tất cả những chuyện đó đều do anh làm, bây giờ không có chứng cớ, không có nghĩa là sau này cũng không tìm ra được chứng cớ. Tần Lạc vừa cười vừa nói, đưa thuốc giải rượu cho tôi đưa anh đến cục cảnh sát, đồng bọn của anh đã chết, anh cũng không trốn thoát được đâu. Chẳng lẽ anh không thấy là tôi căn bản không hề nghĩ đến chuyện chạy trốn? Quản tự vừa cười vừa nói lại, tôi đã gọi trước một cuộc điện thoại báo cảnh sát, là một công dân nước Mỹ. Tính mạng tôi phải được bảo vệ an toàn khi ở đây, các anh không thể tùy tiện mà nổ súng. Chưa từng gặp qua những chuyện vô sỉ như thế bao giờ. Đã phạm tội lưu manh lại còn gọi điện cầu cứu cảnh sát, muốn được nhận sự bảo vệ của pháp luật. Tần Lạc cười, nụ cười phản ánh sự giận dữ của hắn. Tôi nói lại một lần nữa, đưa thuốc giải cho tôi, rồi tôi đưa anh đến cục cảnh sát. Tần Lạc cầm súng dí vào đầu quản tự mà ghi giọng nói. Xin lỗi. Nếu như hai người không chấp nhận điều kiện của tôi. Quản tự nói, đưa tay bưng chén hồng trà vốn do Lăng Tiếu pha, nhấp một ngụm rồi nói, tôi cho các người lựa chọn, hoặc là các người lui ra ngoài, không can dự vào chuyện này. Nếu không thì tôi cam đoan Tiếu Tiếu sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ súng đang trong tay các người cũng có thể đưa cô ta rời đi. Tần đại ca, mau tìm thuốc giải của hắn. Chữ Toái Toái sốt ruột nói. Cô lo lắng một tiếng trôi qua rất nhanh mà bọn họ không tìm được thuốc giải, như vậy thì Lăng Tiếu sẽ rất nguy hiểm. Bằng! Tần Lạc khai hỏa. Đạn bắn trúng vào đùi quản tự, cơ thể đối phương như run lên, khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt biến sắc. Nhưng dĩ nhiên hắn có sức chịu đựng mạnh mẽ không hề hô lên một tiếng. Chén hồng trà trong tay quản tự văng nước bắn tung tóe lên quần áo hắn. Nước hồng trà cùng với máu tạo thành một thứ hỗn hợp chảy xuống. Rất nhanh, chỗ sàn nhà hắn đứng đã bị tẩm ướt. Có một mùi máu tanh tràn ngập phòng khách. Có người nói với tôi, cách đối phó với lưu manh chính là phải lưu manh hơn chúng. Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi muốn kiểm tra độ chính xác của những lời đó nên vừa rồi mới thử trên người anh xem thế nào. Anh biết anh đang làm gì đấy chứ? Quản tự đau nhức khiến mồ hôi lấm tấm trên trán. Ở nhà người khác mà ANS dám nổ súng bắn vào một người công dân nước Mỹ, anh hãy chờ bị khởi tố đi. Đó là chuyện của tôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Đưa thuốc giải cho tôi. Không bao giờ, quản tự nhe răng cười. Nếu như anh ở vị trí của tôi, anh có đưa thuốc giải ra không? Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi cười khổ. Nếu như Tần Lạc là quản tự thì hắn cũng không đưa thuốc giải ra. Đây chính là vương bài cuối cùng bảo vệ tính mạng cho hắn. Nhưng hắn nhất định phải giao thuốc giải ra đây mới được. Kỳ thực, chúng ta đều cùng thuộc về một loại người mà thôi. Quản tự nhìn chằm chằm Tần Lạc mà nói, chỉ còn có 14 phút nữa là Tiếu Tiếu sẽ phải uống thuốc giải, nếu không sẽ không tỉnh lại. Cho nên, các người cũng chỉ còn có 14 phút nữa thôi. Anh có thể thử xem, trong vòng 14 phút, có thể bức ta giao thuốc giải ra được không? Chữ Toái Toái vừa nghe thấy quản tự nói vậy liền tức giận hét lên, quản tự, anh hãy mau đưa thuốc giải cho tôi. Lăng Tiếu là người vô tội, cô ấy đã yêu anh như vậy mà anh lại nỡ đối xử với cô ấy như này sao? Tôi cũng vậy, vô tội, quản tự vừa cười vừa nói. Toái Toái, trên thế giới này không có người nào sinh ra là phải xuống địa ngục cả. Người như anh phải bị đày xuống địa ngục, chữ Toái Toái mắng, cô buông thân thể Lăng Tiếu ra, bắt đầu lục tung phòng khách với mong muốn tìm cho ra được thuốc giải. Toái Toái, cô là một cô gái thông minh, sao cô lại phạm một sai lầm ngu xuẩn như vậy chứ?
Cô biết thuốc giải có hình dạng như nào sao? Nó là thể rắn hay thể lỏng? Phòng khách to như vậy cô mà lục soát hết e rằng phải mất vài tiếng đồng hồ, chẳng phải đã vượt quá thời gian rồi sao? Quản tự nhìn tay chân chữ toái toái đang luống cuống lục soát mà cười khuyên nhủ. Cho đến lúc này mà hắn vẫn còn có thể cười được. Hơn nữa, nụ cười này không phải là ngụy trang mà là bởi vì trong lòng hắn cảm thấy thoải mái nên mỉm cười. Hắn muốn được giải thoát, trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ. Nếu như vậy thì chuyện càng khó giải quyết đây. Hoành sợ Lăng, Lăng chỉ sợ không muốn sống. Nếu như một người ngay cả cái chết cũng không còn sợ nữa thì còn muốn hắn sợ hãi cái gì được nữa. Tần Lạc nở nụ cười, nói, bây giờ có phải còn 12 phút đồng hồ không? Quản tự liếc mắt về phía điện thoại để trên mặt bàn nhìn thời gian, rồi nói, không sai. Chỉ còn 12 phút đồng hồ. Được, còn 12 phút đồng hồ. Vậy thì trong vòng 12 phút đó, mỗi một phút trôi qua tôi sẽ bắn lên người anh một phát súng, đến khi anh đưa ra thuốc giải thì thôi. Tần Lạc nói. Quản tự ngẩng đầu nhìn Tần Lạc mà nói, tôi đã đánh giá hơi thấp anh. Anh còn tàn nhẫn hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Anh thì vẫn có chút cốt khí hơn trong tưởng tượng của tôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Còn có 11 phút đồng hồ. Lúc nói chuyện, Tần Lạc lần nữa lại bắn vào bắp chân quản tự. Bằng. Cũng cùng một chân, vẫn ở vị trí đó. Mặc dù kỹ thuật bắn súng của Tần Lạc không thể điêu luyện như trong phim hành động là làm cho hai viên đại vào cùng một lỗ, nhưng trong khoảng cách bắn gần như vậy mà bắn vào cùng một chân thì có thể làm được. Đưa thuốc giải cho tôi. Tần Lạc nói. Còn có 11 viên, quản tự trên mặt đầm đìa mồ hôi, chân bị thương không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn không chịu nhận thua. Tôi và anh cùng đánh cuộc 100 đồng, anh chắc chắn sẽ nói ra, Tần Lạc nói, sau đó, một lần nữa giơ súng bắn, lúc này Tần Lạc bắn vào tay quản tự bưng chén hồng trà. Bằng, tay quản tự đã trung đạn, đạn xuyên thẳng vào lòng bàn tay hắn. Làm cho chén hồng trà trong tay cuối cùng cũng rơi xuống nền đá cẩm thạch mà vỡ tan. Tôi và anh cùng đánh cược, tay trái quản tự ôm lấy tay phải trúng đạn nói, trạng thái hắn có vẻ điên cuồng. Lúc này, ngay cả đến nói chuyện cũng có thể gây chấn động đến vết thương, đau đớn đến tận tủy, dường như đang có người dùng dao cứa vào từng khớp xương của hắn vậy. Sẽ không bao giờ nói ra. Bằng. Còn có 10 phút. Bằng. Còn 9 phút. Bằng. 8 phút. Tần Lạc bắn hết một hộp đạn bên trong súng rồi mà quản tự vẫn ca không chịu khuất phục. Không nghĩ thần kinh hắn lại cứng cỏi đến vậy, đến lúc này mà hắn còn cố gắng chống đỡ, không té xỉu, thậm chí một tiếng kêu rên cũng không có. Cách này đối với hắn quả là không có hiệu quả. Hỏa Dược tựa vào cánh cửa lên tiếng. Hắn đã chịu qua huấn luyện về hình phạt này rồi. Chỉ cần ý chí của hắn không mất thì sẽ nhất quyết không khai ra. Trong lòng Tần Lạc có chút bội phục quản tự. Nhưng không còn thời gian nữa. Còn có 8 phút đồng hồ. 8 phút đồng hồ nữa Lăng Tiếu sẽ thành người thực vật, chính bản thân mình sẽ cảm thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm của Lăng Vẫn. Tần Lạc cho súng vào trong lòng, rồi nhìn về phía quản tự hỏi, anh đã xem qua, Phong Thanh chưa? Chương 388, châm phạt. Phong Thanh. Quản tự sửng sốt, chữ toái toái sửng sốt, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Hỏa Dược cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Giờ là giờ nào rồi mà hắn còn có tâm trí đàm luận chuyện phim ảnh chứ? Rất hay, tôi đã xem qua, quản tự nói, muốn cười nhưng trên mặt hắn các cơ như co lại, không thể cười thành tiếng. Hai tay, hai chân quản tự đều đã bị thương, sự trừng phạt này nếu như ở người bình thường đã sớm không thể chịu đựng nổi rồi. Vậy là tốt rồi, Tần Lạc gật đầu nói, hy vọng anh có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Tần Lạc lấy từ trong tay áo ra hai cây ngân châm dài 2 tấc. Trong lòng quản tự như chấn động. Nhìn hành động của Tần Lạc hắn biết rõ Tần Lạc muốn làm gì. Phong Thanh là một trong số ít những bộ phim Tần Lạc xem. Hơn nữa, đây là bộ phị gia gia Tần Tranh của hắn cố ý gọi điện thoại bảo hắn xem mà lưu ý. Lúc đầu Tần Lạc không hiểu vì sao gia gia lại bảo hắn xem bộ phim như vậy. Bởi vì hắn biết gia gia cũng rất ít khi tiếp xúc với các thiết bị điện, lại càng hiếm khi xem phim. Sau khi Tần Lạc xem hết bộ phim này mới hiểu rõ dụng ý của gia gia. Trong bộ phim này có một đoạn làm cho người ta phải khắc sâu trong tâm trí, hình ảnh đại đội trưởng Ngô bị trói, da chóc thịt bong, đầy người máu tươi. Để bước ra cho bằng được thân phận kẻ nội gián, ngụy quân bắt đầu sai cấp dưới vận dụng cực hình kích điện. Âm thanh luồng điện chạy vào người làm cho người ta sởn da gà, cả người đại đội trưởng Ngô run rẩy, quai hàm như va lập cập vào nhau, kêu lên những tiếng rên thảm thiết.
Nhưng mặc dù kêu thảm thiết như vậy, nhưng đại đội trưởng Ngô vẫn cố gắng chịu đựng như không có chuyện gì. Đội trưởng đặc nhiệm Ngụy Quân vẻ mặt tối sầm nghiến răng mà nói, cơ thể đại đội trưởng Ngô rất cứng, không sợ điện. Vì vậy, Tần Lạc cũng học theo, thầy lang giang hồ Lục Gia đã xuất trận. Lục Gia mở một chiếc dương nhỏ ra, nhẹ nhàng lấy ra một cây ngân châm nho nhỏ, chấm một ít nước thuốc, sau đó hướng về phía chân đại đội trưởng Ngô. Một tiếng còn thảm hại hơn một tiếng kêu vang lên, đại đội trưởng Ngô bắt đầu co quắp. Trở lại một châm, châm vào huyệt thái dương, đại đội trưởng Ngô thở rít lên. Kinh khủng nhất là một kim đâm ở ngực, đại đội trưởng Ngô miệng phun máu tươi như thác nước, chết ngất đi. Giang hồ đồn đại, Lục Gia chỉ mới dùng ba châm mà đại đội trưởng Ngô đã xin nhận tội, thừa nhận là nội gián. Trước đó chưa từng có ai có thể chịu đựng được. Sau khi bộ phim này được công chiếu, có một vấn đề được công chúng rất quan tâm đó là, châm cứu có thật sự thần kỳ như vậy không? Tần Lạc có thể khẳng định cho anh một điều rằng, châm cứu còn thần kỳ hơn cả trong phim nhiều. Không thể không nói, người xưa hiểu rất sâu sắc cơ thể con người. Bọn họ thông qua vô số lần thí nghiệm trên cơ thể người, đối với công dụng của mỗi huyệt vị rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, bọn họ còn có thể phân chia thành những huyệt chính phụ. Kiến thức của Tần Lạc phong phú là bởi vì Gia Gia đã truyền dạy cùng với việc tiếp nhận Thái Ất Thần Châm. Mặt khác còn có một phương diện trọng yếu là bởi vì kiến thức của hắn uyên thâm. Khi còn bé cơ thể của Tần Lạc không được tốt, lúc những đứa trẻ bình thường đi học thì hắn đọc sách bên trong thư phòng, lúc những đứa trẻ khác đi chơi đùa thì hắn lại đọc sách giúp những đứa trẻ lớn lên thành người, lúc những thằng con trai nắm tay bạn gái ngắm trăng hay ngắm mặt trời mọc thì hắn cũng vẫn đang đọc sách. Tần Gia là y học lâu đời, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phòng sách bên trong tàng thư vô cùng lớn. Các loại y học lẫn với các loại bút ký các công thức y học mà tổ tiên bí mật ghi chép và lưu truyền lại. Mặc dù Tần Lạc lớn lên trông rất đẹp trai, thoạt nhìn bộ dạng hắn có vẻ hiền lành, tốt bụng, nhưng trong lòng lại có cái gì đó rất kỳ lạ. Nói cách khác, hắn cũng không phải luôn nghe lời mà còn có thể lén lút đọc trộm sách trong phòng ngọc phòng bí kỹ. Cũng lúc đó, hắn phát hiện trong phòng quyển, châm phạt. Châm phạt, là một quyển sách kể lại rất chi tiết về việc dùng một cây ngân châm nhỏ để trừng phạt người khác. Cách này sẽ làm cho người ta không hề thấy vết thương nhưng lại khiến cho người ta những thương tổn lớn nhất. Trong phim, phong thanh kia, Lục Gia đã dùng đến ba cây châm quả thực là trong phương thức, châm phạt, đã giới thiệu trong cuốn sách, tên là Thấp Tam Châm. Vì, Thấp Tam Châm, chính là muốn mượn chất lỏng là dược vật để phụ trợ cho châm cứu. Mà Tần Lạc không có mang theo dược vật, cho nên hắn định thực hiện, hạn tam châm. Nếu như nói, thấp tam châm, là cấp nhập môn châm phạt, thì, hạn tam châm, là cấp bậc trung bình, cấp kiểm tra đánh giá. Còn có, hỏa tam châm, cùng, băng tam châm, chiêu đầu là đem ngân châm đun nóng lên, chiêu thứ hai là đem ngân châm cho vào khối băng đông lạnh lại. Cả hai phương thức này đều thuộc về cấp bậc cao trong châm phạt, ai bị áp dụng phương thức này thì chỉ có đường chết. Xem ra anh đã biết rõ rồi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của quản tự, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tươi cười có chút ngại ngùng, có chút ngượng ngùng. Dường như hắn cảm thấy quản tự nhìn hắn đang làm việc gì đó ngốc nghếch vậy. Tôi khỏe lắm đấy, quản tự nói. Loài người chung quy là luôn nghi ngờ những gì mình chưa biết, chỉ khi đã thực sự trải qua rồi mới biết rằng đúng là không có gì hơn được cái này. Chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm cùng những chương trình rèn luyện kiểu này rồi. Tôi sẽ cố gắng không để anh thất vọng, Tần Lạc nói. Nói cách khác là không để mất mặt tiền bối. Tần Lạc cầm theo ngân châm đi hướng về phía quản tự, cũng không có ý dùng ngân châm độc vào người quản tự hay là đã bị cảm hóa một phần rồi chăng. Tôi có rất nhiều thời gian, Tần Lạc nói rồi ngước mắt lên đồng hồ trên tường nói tiếp, 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút đồng hồ, anh nhất định muốn nói cho tôi thuốc giải ở đâu. Nếu như anh mà nói nữa, có thể chỉ còn thừa lại 4 phút thôi đấy. Quản tự cười lạnh, thời gian càng ngắn, tôi càng có thể cố gắng chịu đựng được. 3 phút đồng hồ vậy là đủ rồi, Tần Lạc tự tin nói. Hắn đi tới trước mặt quản tự đâm một châm vào đầu ngón tay hắn. Sau đó xoay tròn, làm cho hơn nửa ngân châm từ từ đi vào trong ngón tay quản tự. Tay đứt ruột xót, chỉ có đau từ trong tim, anh mới có thể thực sự cảm thấy đau đớn được. Tần Lạc cười giải thích. Tôi, quản tự mới vừa nói ra được một chữ, liền thế nào mà nói không ra lời. Đau nhức, thấu xương tủy. Đau như muốn xé nát bàn tay, đau nhức đến nỗi sống không bằng chết. Cảm giác đau nhức này đột nhiên kéo tới, giống như một cơn gió đang êm đềm cùng sóng ngoài khơi đột nhiên trở mình, nổi lên sóng lớn. Chỉ mới một châm vào đầu ngón tay,
mà thiếu chút nữa thần kinh quản tự muốn đứt ra. Uhhh, từ trong lỗ mũi quản tự truyền ra một âm thanh kêu rên, cắn răng, nghẹn họng, thân thể như muốn đóng băng. Trên mặt hắn như co quắp, ở huyệt thái dương không ngừng giật giật lên xuống, hơi thở dồn dập hơn, mồ hôi trên trán chảy càng ngày càng nhanh và nhiều như mưa, vết thương trên người như đau đớn lên gấp bội, tốc độ chảy máu nhanh hơn. Một châm vừa rồi gọi là oan tâm, ý nghĩa của nó là cắt tim. Tần Lạc đứng ở bên cạnh giải thích, trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng có ai đủ sức chịu đựng được châm này. Có lẽ anh đã có thể phá vỡ ghi chép này và làm nên lịch sử. Xin lỗi, tôi thật sự không có thời gian để thử nghiệm những thủ pháp khác. Hốc mắt quản tự đã ươn ướt, sau đó nước mắt không ngừng chảy xuống. Lúc đầu nước mắt chảy xuống có màu trong vắt, sau đó càng ngày càng đục. Sau đó biến thành màu hồng hồng như màu máu. Tiếp theo nữa là nước mắt chảy xuống là máu tươi. Không chỉ có hai tròng mắt, mà mũi hắn, miệng hắn, cả hai lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Đây là cảnh chúng ta thường gọi là máu chảy bảy khiếu. Quản tự thân thể giãy giụa mạnh, liều mạng giãy giụa, chỉ muốn lấy tay rút ngân châm trong ngón tay của mình ra, muốn cắn đầu lưỡi mà tự vẫn, nhưng cơ thể của hắn như là bị người khác điểm huyệt vậy, căn bản là không có biện pháp gì nhúc nhích được. Đừng giãy giụa vậy, nếu như tôi không nhổ ngân châm ra thì cơ thể của anh căn bản là không thể động đậy được. Tần Lạc xem thấu ý nghĩ, vừa cười vừa nói. Tần Lạc nhìn một chút rồi nói, không sai, anh đã chịu đựng được 45 giây, còn có 3 phút 15 giây nữa. Trong một giây, quản tự cảm giác được chính mình sống không bằng chết. Hắn đã cảm giác mỗi giây trôi qua dài dằng dặc như một thế kỷ, chẳng lẽ chỉ có thể chống chịu được 45 giây thôi sao? Còn có 3 phút 15 giây, còn có 3 phút 15 giây, còn có. Trong đầu quản tự chỉ có một ý nghĩ như vậy trong đầu, quản tự có cảm giác như mình sắp không chịu đựng được nữa. Hắn sao có thể cố gắng chịu đựng được 3 phút 15 giây chứ? Mỗi một giây trôi qua như dài hàng thế kỷ, bao giờ mới hết 3 phút 15 giây buồn chán đây? Chữ Toái Toái cũng xem qua, Phong Thanh, cô cũng không nghĩ trên đời này hình phạt như vậy. Nhìn thấy tình cảnh thảm hại của quản tự lúc này, bất giác chữ Toái Toái có cảm giác không đành lòng. Quản tự luôn tỏ ra lịch sự, tao nhã, không nghĩ rằng có lúc lâm vào hoàn cảnh bi thảm như này. Ngày xưa là bạn bè thân thiết, vậy mà hôm nay đã biến thành kẻ địch của nhau, thật đúng là chuyện làm cho người ta đau lòng. Hỏa Dược thì đối với những chuyện này cảm thấy vô cùng hứng thú, cô từ cửa bước tới bên cạnh Tần Lạc để thưởng thức cảnh tượng này gần nhất. Nếu nghĩ tới bộ dạng một người như vậy thật không biết suy nghĩ cái gì nữa. Còn có 2 phút đồng hồ, Tần Lạc nói, nếu như anh không thể chịu đựng được nữa thì nói ra, tôi sẽ lập tức nhổ ngân châm ở ngón tay anh ra, cho anh giải trừ ngay nỗi thống khổ. 2 phút đồng hồ cũng chỉ là 120 giây, bình thường thời gian này thật ngắn ngủi, đảo mắt là trôi qua. Nhưng đối với một người đang chịu cực hình như quản tự mà nói thì hoàn toàn làm cho người ta thống khổ như mỡ trong nồi đang sôi sùng sục vậy. Không, so với cảnh đó còn thống khổ gấp 100.000 lần. Loảng xoảng, dường như có vật gì trong lòng hắn bỗng nhiên rơi xuống, hắn liều mạng suy nghĩ. Tần Lạc rất nhanh mà red eye, nhổ ngân châm từ ngón tay quản tự ra mà hô, thuốc giải đâu? Đưa cho tôi thuốc giải. Cái chén, quản tự yếu ớt nói. Cái chén, Tần Lạc nhìn về phía chén hồng trà trên bàn, bưng chén nước trà lên mà đưa vào miệng cho Lăng Tiếu uống. Các vị, hẹn gặp lại. Quản tự nhìn mấy người bối rối bao quanh Lăng Tiếu, trong lòng nhẹ nhàng nói. Hỏa Dược nhìn vẻ mặt thư thái của hắn, nhanh như chớp rút súng ra bắn. Bằng! Đạn bắn trúng vào ngực hắn, phát ra tiếng kêu chói tai. Nhưng vẫn chậm từng bước, quản tự đã cắn nát một cái răng của mình. Hự! Một âm thanh vang lên, từ trong khóe miệng quản tự phun trào ra một dòng máu tươi màu đen. Hỏa Dược chạy tới thăm dò hơi thở của quản tự, rồi quay nói với Tần Lạc, đã chết. Trong cơ thể hắn có đạn, nội tạng cũng đã vỡ nát. Chương 389, hắn đáng chết. Máu tươi phun không ngừng, vết thương chồng chất, như miếng thịt lợn vừa mổ chưa kịp lột ra. Lúc này hình tượng nhã nhặn, lịch sự, ưa nhìn của quản tự đã hoàn toàn bị phá hủy. Bởi vì một quả bom sinh học được để bên trong cơ thể hắn đã phát tiếng nổ mạnh, tất cả lục phủ ngũ tạng đều những miếng thịt vụn. Những miếng thịt đỏ lẫn với chất lỏng nhất phun trào qua miệng, mũi, mắt và hai lỗ tai hắn, mang theo nồng nặc mùi phân và nước tiểu. Làm cho người ta chỉ thấy buồn nôn. Cho dù Tần Lạc đứng ở lập trường đối địch nhưng nhìn thấy quản tự trong bộ dạng này, tâm lý cũng có chút cảm thông.
hắn được cho là một nhân vật mà sẽ có một cuộc sống và sự nghiệp khiến cho người ta phải ước ao thèm muốn. Nói khó nghe hơn một chút thì cho dù hắn có mở một quán rượu vịt thì cũng dễ dàng dẫn đầu. Nhưng hắn đã đi lầm đường, dẫn đến hoàn cảnh bị bạn bè xa lánh, bỏ phí đời khi còn trẻ. Tần Lạc đợi khi Hỏa Dược đã xác định quản tự đã tử vong mới tiếc nuối nói, đáng tiếc, tôi tưởng rằng người đã chịu đựng vượt qua được trâm phạt thì đã mất đi khí lực tự sát. Không nghĩ rằng hắn lại phản ứng nhanh như vậy. So sánh với sự sống thì chết mới là giải thoát. Hỏa Dược nói, thủ pháp này của anh rất chính xác, có thể phát triển được long tức. Tần Lạc nhìn khuôn mặt đã biến dạng của quản tự nói, cho tới bây giờ tôi vẫn không rõ, rốt cuộc là hắn vì cái gì? Tại sao hắn lại muốn giết chết chính bằng hữu của chính mình? Tên đàn ông cao lớn vừa nãy là ai? Bọn họ rốt cuộc thuộc về tổ chức nào? Tôi không biết, Hỏa Dược nói thẳng, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Sao cô có thể đi luôn được? Tần Lạc nói, thi thể này làm sao bây giờ? Người đàn ông cao lớn kia do tôi giết, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hỏa Dược nói, long tức có quy định, mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm với người mà mình giết, hơn nữa phải trình bày lý do giết người. Hỏa Dược chỉ vào quản tự nói, còn về phần hắn là anh giết. Không phải tôi giết, Tần Lạc nói, lúc tôi ngừng châm phạt hắn còn sống. Phát súng cuối cùng là do cô bắn còn gì. Tôi cũng là vì ngăn cản hắn tự vẫn mà thôi. Hỏa Dược nói, bởi vì anh châm phạt phá hủy ý chí của hắn, cho nên hắn đã mất đi ý niệm vào cuộc sống. Được rồi, tôi sẽ đưa cô thêm một số tiền nữa. Tần Lạc rộng lượng nói, nhưng nếu cô giúp tôi đưa người này đi. Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc. Hỏa Dược nói xong liền rời đi. Không nên lấy danh long tức mà gây thêm áp lực cho tôi. Lần này tôi không có quyền gây áp lực cho anh. Tần Lạc ưỡn ngực nghiêm mặt vừa cười vừa nói. Là tôi nhờ cô giúp đỡ. Cô giúp tôi điều tra chi tiết về người đàn ông cao lớn kia. Hỏa Dược nhìn thoáng qua thi thể người đàn ông cao lớn mà nói. 3 ngày nữa cô ấy sẽ trở về. Anh tìm cô ấy mà nhờ giúp đỡ. Chỉ có cô bé ngốc đó mới có thể giúp anh mấy chuyện nhàm chán như vậy. Tần Lạc cười khổ. Loại chuyện này mà nhàm chán sao? Phải là rất quan trọng chứ? Tần đại ca, Tần đại ca. Chữ Toái Toái hét toáng lên, Tiếu Tiếu tỉnh dậy rồi. Tiếu Tiếu tỉnh rồi. Tần Lạc vội vàng xoay người mở to mắt lo lắng nhìn về phía Lăng Thiếu. Lúc này hắn mới phát hiện ra, kỳ thật Lăng Thiếu lớn lên trông rất xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo, hai mắt mở to, lông mi dài, đúng là một tiểu mỹ nữ. Trước kia mỗi lần gặp mặt đều nảy sinh xung đột với Lăng Thiếu. Đến nỗi Tần Lạc chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt và vóc dáng cô. Sao vậy, Toái Toái, sao cậu lại khóc vậy? Lăng Tiếu mở to mắt nhìn chữ Toái Toái đang có vẻ mặt căng thẳng trước mặt, trên má còn chưa khô lệ mà hỏi. Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Chữ Toái Toái vuốt mặt Lăng Tiếu, lo lắng hỏi. Tôi không sao cả, Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói. Thật lạ, thế nào mà mình lại ngủ thiếp đi vậy nhỉ? Tôi còn nhớ rõ mới vừa rồi còn cùng quản đại ca nói chuyện phiếm mà. Lúc Lăng Thiếu quay sang ngang, vừa lúc nhìn thấy một thi thể nằm cách đó không xa, kinh hãi mà kêu lên, người chết. Sao lại có người chết ở đây? Toái Toái, hắn là ai vậy hả? Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Bởi vì hình dạng của quản tự đã bị biến dạng, ngay cả Lăng Thiếu là người thân cận nhất với hắn mà cũng không thể nhận ra. Chữ Toái Toái liếc nhìn Tần Lạc. Không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho Lăng Thiếu hiểu. Hắn là quản tự, Tần Lạc nói, hắn đã chết. Quản đại ca, Lăng Thiếu nhìn lại thi thể người đàn ông không xác định kia. Khi nhìn đến quần áo trên người hắn cùng với chiếc đồng hồ trên cổ tay giống hệt với trang phục trước đó của quản tự, cuối cùng cô đã tin chuyện này là sự thật. Hả, Lăng Thiếu ôm đầu hét lên chói tai. Tôi đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Mau tỉnh lại, mau làm cho tôi tỉnh lại đi. Sau đó Lăng Thiếu cho ngón trỏ vào miệng cắn mạnh một cái. Khi cô cảm thấy đau đớn cùng với dòng máu đỏ chảy ra từ ngón tay, cô mới chắc rằng đây không phải là giấc mơ. Quản tự thực sự đã chết sao? Lăng Thiếu thầm kêu lên. Hắn đã chết, chữ Toái Toái ôm Lăng Thiếu nói, hắn đã chết. Tiếu Tiếu, hắn là một người xấu xa. Hắn rất xấu, rất xấu. Chúng ta không nên coi hắn là bạn, hắn không đáng để cậu yêu như vậy đâu. Hắn chết như thế nào? Lăng Thiếu ngẩng mặt nhìn chữ Toái Toái. Hắn chết như thế nào? Nói cho mình biết, hắn đã chết như thế nào? Lăng Thiếu đột nhiên trở nên điên cuống mà hét to lên. Tần Lạc nhìn lướt qua phòng một lượt, thấy Hỏa Dược đã im lặng rời đi không một tiếng động,
nên đành phải nói, là tôi giết. Lăng Tiếu nắm lấy chén trà trên bàn hướng mặt Tần Lạc mà ném, sau đó đẩy mạnh chữ Toái Toái ra, xông lên liều mạng với Tần Lạc. Tiếu Tiếu, cậu không được làm bậy, Tiếu Tiếu, Tần đại ca là người tốt, vừa rồi chính anh ấy đã cứu cậu. Chữ Toái Toái đem hết toàn bộ khí lực lôi kéo Lăng Tiếu, không muốn để cô gây xung đột với Tần Lạc. Nhưng lúc này Lăng Tiếu như một người điên đang lên cơn, trong đầu cô chỉ biết đến việc quản tự đã chết, ngoài ra, ai nói gì cũng không nghe thấy. Hơn nữa, khí lực của Lăng Tiếu đột nhiên mạnh mẽ khiến người khác phải khiếp sợ. Một người yếu ớt như chữ Toái Toái căn bản là không thể ngăn cản được. Buông tôi ra, chữ Toái Toái, cô là đồ tiện nhân, hai người đã hợp sức lại để gạt tôi. Cô nghĩ rằng tôi không biết sao, cô thích hắn, mỗi lần chúng ta nói không tốt về hắn, cô cũng đều giải thích giúp hắn, bây giờ hắn đã hại chết quản tự, cô còn muốn giải thích giúp hắn nữa sao? Hắn là người đàn ông cô thích, cho nên cô mới giúp hắn, sao cô không nghĩ lại tôi sẽ như thế nào, sao cô không nghĩ lại cho tôi? Tôi cũng yêu quản tự, tôi yêu quản tự đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà giờ anh ấy đã chết, cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Buông tôi ra! Buông tôi ra! Lăng Tiếu khản cả giọng mà hét lên, điên cuống đẩy chữ Toái Toái ra. Cuối cùng thì chữ Toái Toái cũng không địch lại nổi Lăng Tiếu, cô đã bị Lăng Tiếu đẩy ngã ra phía bàn trà. Tần Lạc đứng ở xa hơn một chút, cách thi thể của quản tự nên cứu viện không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chữ Toái Toái ngã ra đập trán xuống đá hoa cẩm thạch của bàn trà. Bịch! Một âm thanh vang lên, trên trán chữ Toái Toái xuất hiện một vệt máu. Lúc Tần Lạc đang đến chuẩn bị dìu chữ Toái Toái, Lăng Tiếu đã rất nhanh mà vọt tới. Mặc dù khí thế của cô đang căng tràn, nhưng cô không biết đánh nhau, chân đứng còn không vững, cơ thể lại cong vẹo không thẳng, đưa tay muốn túm lấy Tần Lạc. Bốp! Tần Lạc giơ tay bạt tai Lăng Tiếu, ngay cả cơ hội trốn tránh Lăng Tiếu cũng không có. Nền đá hoa cẩm thạch bóng loáng khiến Lăng Tiếu chới với một hồi rồi té lăn xuống đất. Đau nhức! Đầu gối đau nhức, cánh tay đau nhức. Ngay cả bàn tay chống xuống mặt đất cũng đau nhức. Nhưng không biết trong cơ thể Lăng Tiếu lúc này có khí lực gì chống đỡ lại được mà một lần nữa cô lại bỏ dậy, sau đó tiếp tục hướng về phía Tần Lạc. Bốp! Tần Lạc vừa bạt tai thêm một cái nữa vào mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không thể trụ vững được lại té lăn trên mặt đất lần nữa. Lần nữa đứng lên, lại lần nữa bị Tần Lạc tát. Hai bên má Lăng Tiếu đã sưng phồng lên như hai cái bánh bao, mà hai cái bánh bao này bị nhuộm thành màu đỏ. Hai mắt mở to sáng ngời của cô cũng đã biến mất thay vào đó là đôi mắt bé như kẽ hở. Khóe miệng chảy máu tràn xuống cằm, sau đó rơi vào quần áo của cô rồi rơi xuống sàn nhà. Nhưng một lần nữa cô vẫn bỏ dậy. Tần đại ca đừng làm thương Tiếu Tiếu, cô ấy bây giờ chỉ là... Chữ Toái Toái còn chưa dứt lời thì Tần Lạc lại bạt tai Tiếu Tiếu một cái nữa. Lăng Tiếu giống như một con nghiện, căn bản lúc này cô không phải là người, không phải là một phụ nữ. Cô đã thấy đủ chưa? Nếu chưa đủ thì có thể tiếp tục tiến lên. Tần Lạc lạnh lùng vừa cười vừa nói. Cô là loại phụ nữ ngu ngốc, cũng rất đáng để người ta lừa gạt. Đã bị lừa gạt còn chưa tính đến thì thôi, nhưng lại còn không biết tỉnh ngộ nhận ai là người thực sự tốt với mình, tôi phải giúp bọn họ đánh cho cô tỉnh ra mới thôi. Là mày đã giết quản tự, là mày giết quản tự, mày là tên súc sinh, đồ khốn nạn, tao muốn giết mày, tao nhất định muốn giết mày. Lăng Tiếu lau vết máu trên mặt. Lại bò lên một lần nữa. Cô là một phụ nữ kiêu ngạo như vậy, sao lại cho phép người khác khinh thường mình như vậy chứ? Cô đã yêu người đàn ông đã chết như vậy, sao cô lại không vì hắn mà báo thù chứ? Hắn đã chết, Tần Lạc âm lãnh nói. Nếu như hắn có không chết thì pháp luật cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mày mới là kẻ đáng chết. Lăng Tiếu phẫn nộ hét lên rồi một lần nữa đứng dậy hướng về phía Tần Lạc. Không ngờ mới chạy được hai bước. Hai chân Lăng Tiếu mềm nhũn ra, sau đó, bịch, một tiếng cô té nhào xuống sàn nhà. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, chữ Toái Toái chạy tới ôm lấy cơ thể của Lăng Tiếu, lớn tiếng hô to. Không phải là bị mình tát đến hôn mê đấy chứ? Tần Lạc thầm nghĩ, hắn bước nhanh đến chỗ Lăng Tiếu, đưa tay lên mũi Lăng Tiếu kiểm tra. Đột nhiên, Lăng Tiếu há miệng ra sau đó ra sức cắn hai ngón tay Tần Lạc. Máu, thoáng cái máu đã nhiễm đỏ miệng cô. Trước khi Tần Lạc đi ra ngoài, mẹ đã nói với hắn rằng, phụ nữ đều là những kẻ lừa gạt, càng xinh đẹp phụ nữ càng dễ lừa gạt người khác. Hắn không tin. Nhưng bây giờ thì hắn tin. Tần Lạc liền lấy tay kia bóp cổ Lăng Tiếu, khiến cơ thể Lăng Tiếu mềm nhũn ra, miệng liền không ra chút khí lực nào nữa.
Tay trái Tần Lạc sờ vào cằm Lăng Tiếu, mạnh mẽ tách miệng cô ra, thừa dịp cô không thể cắn ngón tay hắn liền rút tay trở về. Chương 390, háo sắc. Tao muốn giết mày, tao nhất định phải giết mày. Lăng Tiếu hai mắt đỏ sọc, hung tợn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc nói. Mặc dù cơ thể không còn chút sức lực nào để nhúc nhích, nhưng mà miệng thì vẫn có thể nói được. Hận thù, oán độc, máu lạnh, điên cuồng. Ánh mắt của Lăng Tiếu khiến cho Tần Lạc nhớ tới ánh mắt của con sói trong thế giới động vật. Cô thật sự là vô cùng hận mình, Tần Lạc thầm nghĩ. Bộ não của phụ nữ không lớn lên theo độ lớn của bộ ngực, không biết nơi nào trong người cô ta đã hấp thụ hết các chất dinh dưỡng mà cô ta đã ăn. Tiếu Tiếu, cậu không nên trách Tần Lạc, cậu hãy nghe mình giải thích, mình nhất định sẽ nói toàn bộ sự tình cho cậu nghe. Nếu như mình có giấu giếm một chữ nào thì mình sẽ vạn kiếp bị đày ải, cậu có biết vì sao Lệnh Tây lại chết không? Là do quản tự giết. Không thể như thế được, không thể nào như thế. Lăng Tiếu hiển nhiên không tin vào lời chữ Toái Toái nói. Lệnh Tây cùng quản tự là bạn bè, tại sao quản tự lại muốn giết Lệnh Tây? Nguyên nhân vì sao mình cũng không rõ lắm, nhưng quả thật là hắn đã giết Lệnh Tây. Hơn nữa, chính hắn cũng thừa nhận điều đó. Chữ Toái Toái nói. Cậu hãy nghĩ lại chính cậu đi, tại sao cậu lại ở đây? Tại sao đột nhiên cậu lại té xỉu? Lăng Tiếu thoáng ngây người ra. Đúng vậy, tại sao mình ở đây thì mình biết, nhưng tại sao mình lại té xỉu? Lăng Tiếu thầm nghĩ. Cô vẫn nhớ rõ là mình chỉ mới uống hai ngụm nước trà sữa quản tự đưa, thế nào mà lại mơ màng ngủ thiếp đi được nhỉ? Mình còn chuẩn bị thổ lộ tình cảm mà, sao lại có thể ngủ được chứ? Lăng Tiếu tự vấn. Để chắc chắn hơn nữa. Cô có thể gọi điện cho anh trai cô mà hỏi. Hắn sẽ không lừa cô. Tần Lạc đưa cho Lăng Tiếu điện thoại di động rồi nói tiếp. Trên đó có số điện thoại của anh trai cô rồi đấy. Lăng Tiếu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tần Lạc. Trong hốc mắt vẫn còn chảy ra mấy giọt nước mắt trong suốt. Chẳng lẽ, ngay cả anh trai mình cũng cho là như vậy sao? Lăng Tiếu thầm nghĩ. Tôi không gọi, tất cả các người đều gạt tôi. Các người gạt tôi, vừa nói Lăng Tiếu vừa ôm mặt khóc giống lên. Thực sự thì cô đã tin lời bọn họ, nhưng chỉ vì cô không có cách nào đối mặt được với chuyện này. Đã nhiều năm thuận buồm xuôi gió như vậy, rồi đột nhiên lại phát sinh ra những chuyện như này làm cho cô không biết phải làm sao. Quản tự đã chết, tình yêu giữa họ còn chưa bắt đầu. Sau này, cô còn muốn yêu người nào đây? Tiếu Tiếu, tôi cũng không muốn tiếp nhận sự thật này. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, quản tự và Lệnh Tây cũng vậy nhưng mình cũng không ngờ chuyện lại phát sinh như thế này. Nếu như không phải là anh trai cậu gọi điện cho mình, thì tôi căn bản cũng không nghi ngờ gì quản tự đã hại cậu. Sau khi bọn mình tới thì cậu đã té xỉu, hắn đã dùng sự an toàn của cậu để uy hiếp anh trai cậu. Không nói nữa, không nói nữa, Lăng Tiếu bịt kín hai tai mà hét lên. Tiếu Tiếu, chúng ta đi thôi, hãy về nhà nghỉ ngơi, cậu hãy về nhà ngủ một giấc, ngày mai thức dậy sẽ không có chuyện gì nữa. Chữ Toái Toái cùng Tần Lạc liếc nhìn nhau. Họ cùng muốn đưa Lăng Tiếu rời khỏi đây, để tránh trường hợp thi thể quản tự lại lần nữa kích thích Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe lời đứng dậy, nhưng khi nhìn vào mắt quản tự cô đã không nhịn được mà nằm ngã xuống. Chỉ là liếc mắt một cái thôi mà nước mắt cô lần nữa lại tuôn ra không ngừng. Các người cứ trở về trước đi, tôi sẽ ở lại giải quyết. Tần Lạc nói, chuyện đã xảy ra như vậy, cần có một người ở lại nói chuyện với cảnh sát. Tần Lạc lần nữa thầm cảm tạ, cũng may mà có thẻ bài Long Tức. Nói cách khác, nếu bản thân mình bị vây vào hiện trường như này, rất có thể bị bắt lại như là hung thủ giết người. Chữ Toái Toái nâng Lăng Tiếu dậy, vừa mới đi được hai bước, không ngờ rằng Lăng Tiếu lại ngã khuỵu xuống đất lần nữa. À Tiếu Tiếu, chữ Toái Toái kinh hãi hét lên. Lần này Tần Lạc thông minh hơn, rút kinh nghiệm lần trước không hồ đồ mà giơ tay kiểm tra hơi thở của Lăng Tiếu nữa, mà là cầm lấy tay của cô. Làm như vậy vừa có thể chuẩn đoán được tình trạng cơ thể của cô. Lại vừa không sợ cô đánh lén cắn được vào ngón tay hắn nữa. Mạch bác bình thường, Tần Lạc nói, đứng lên đi, đừng có giả bộ nữa. Lăng Tiếu dường như không nghe thấy lời nói của Tần Lạc, cơ thể không hề nhúc nhích, không có bất cứ phản ứng gì. Kéo cô ấy lại đây, Tần Lạc nói với chữ Toái Toái. Người phụ nữ điên này vẫn chưa chịu để yên sao? Chẳng lẽ cô tưởng rằng một cách thức lừa gạt ngớ ngẩn vậy có thể lừa được một người đàn ông đến hai lần sao? Tần Lạc thầm nghĩ. Tiếu Tiếu, đứng lên đi, chúng ta cùng trở về nào, cậu cũng đã mệt rồi, hãy trở về nghỉ ngơi cho lại sức. Chữ Toái Toái tin là thật nên vừa kéo cánh tay Lăng Tiếu vừa khuyên nhủ. Vẫn không có động tĩnh gì.
Tần Lạc lần nữa lại lấy tay bắt mạch cho Lăng Tiếu, chuẩn đoán vẫn cho kết quả mạch bác bình thường. Ui, có mùi rượu, chữ Toái Toái nói, sao lại có mùi rượu nữa vậy? Tần Lạc dí sát mũi vào mặt Lăng Tiếu mà ngửi, quả nhiên phát hiện giữa hơi thở của Lăng Tiếu có mang theo một mùi rượu nồng nặc. Tần Lạc sắc mặt tối sầm xuống mà nói, không xong rồi. Chúng ta đã trúng kế. Là sao? Chữ Toái Toái hỏi. Quản tự đã nói thuốc giải chỉ có tác dụng nhất thời. Sau một tiếng Lăng Tiếu sẽ lại ngủ đi lần nữa. Loại độc tính lần này vô cùng phức tạp, có thể dùng thuốc giải liên tục mấy lần hoặc là phải dùng vài loại thuốc giải mới có thể tiêu trừ hoàn toàn độc tính. Vậy phải làm sao bây giờ? Chữ Toái Toái sốt ruột hỏi. Một tiếng nữa mà chúng ta không có thuốc giải cho Lăng Tiếu thì phải làm sao? Có thể cô ấy sẽ gặp chuyện không may đúng không? Những người bạn thân trong hội bạn đã gặp phải những chuyện không may, bản thân chữ Toái Toái cũng liên tiếp bị tổn thương. Cô thật sự không nghĩ lại mất đi Lăng Tiếu nữa, đó là cô bạn gái thân thiết nhất của chữ Toái Toái. Mặc dù Lăng Tiếu hay lên mặt vênh váo, tính tình cũng ca hông tốt lắm, nhưng đó là với những người khác, còn trước mặt chữ Toái Toái thì cô vẫn như là một cô em gái nhỏ thông minh. Biết điều, những lời chữ Toái Toái nói cô đều để ở trong lòng. Sẽ không có chuyện gì đâu, Tần Lạc nói, quản tự không phải đã nói rồi đó sao? Chỉ là mê man thôi, cùng lắm là sẽ trở thành người thực vật. Tại pháo đài cổ kính, lò sưởi trong tường, ánh lửa bập bùng hòa cùng với ánh nến. Bốn phía quanh bàn ăn đầy chật người ngồi, những người này nam có, nữ có. Đàn ông thì mặc một bộ tây trang hoặc là áo bành tô. Phụ nữ thì mặc quần ống hoặc là trang phục dạ hội. Bọn họ dường như là đang đợi người nào đó, mặc dù đồ ăn trước mặt cùng với rượu ngon tỏa ra mùi thơm mê người, nhưng không ai động vào dao nĩa màu vàng kim óng ánh để trên bàn một tí nào. Không có ai nói chuyện, không có người nào mỉm cười, cũng không có âm nhạc. Hình như những người này đều là cây nến. Trong phòng không có đèn điện, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn chiếu vào những khuôn mặt cứng ngắc của bọn họ, bầu không khí có chút quỷ dị. Cộp, cộp, cộp. Từ trên cầu thang bằng gỗ truyền tới tiếng bước chân của một người. Thanh âm rất chậm, dường như là rất lâu mới vang lên một lần. Từ tiếng bước chân có thể nghe được tính tình chậm rãi của người này. Mỗi bước đi dường như là một sự cân nhắc kỹ lưỡng. Xôn xao. Bốn phía bàn ăn mọi người nhất loạt đứng lên, tất cả cùng nhìn về phía cầu thang. Các nữ sĩ, các tiên sinh, rất xin lỗi đã để các vị chờ lâu. Một người mặc áo bành tô màu đen, quần áo bên trong có màu trắng, trên cổ áo có thắt một chiếc nơ màu đen, khuôn mặt anh tuấn, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, một lão nhân vừa đi xuống vừa nói to. Hắn đưa tay vẫy vẫy, ý bảo tất cả mọi người hãy ngồi xuống. Sau đó, hắn bước tới ngồi xuống vị trí chủ trì bữa tiệc mà nói, rất xin lỗi đã đến muộn. Tại vì chúng ta phải cầu nguyện trước, xin phép mọi người cho tôi được thông báo một chuyện thương tâm. Như vậy. Khi mọi người cầu nguyện có thể về tôi đây cầu khẩn sự khoan dung và lòng cảm thông, hơn nữa phù hộ cho nhiệm vụ của chúng ta lần sau có thể thành công. Chưa có người nào cất tiếng nói, tất cả mọi người đều im lặng mà nhìn vào dáng vóc tiểu tụy của hắn. Vừa mới có tin tức báo về, kế hoạch ở Trung Quốc đã thất bại. Lão nhân cầm chén rượu lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp, người phương Đông rất giàu hoạt, gian trá, bọn họ quả nhiên không đáng tin. Toàn bộ lực lượng của tổ chức phái đi đều đã bị tiêu diệt. Người giám sát của tổ chức cũng đã đi gặp Thượng Đế, một hạt giống được chọn mà tôi cho rằng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ rằng hắn cũng đã thất bại. Đáng chết, các người không muốn nói gì sao? Nguyên nhân thất bại là gì? Một người đàn ông cũng già nua lên tiếng hỏi. Mới vừa rồi hắn đã nói chuyện với thuộc hạ của vị lão nhân kia, vị trí tôn quý nhưng hắn vẫn duy trì sự khiêm nhường cần thiết. Việc này yêu cầu Bích Ti tiểu thư trả lời cho chúng ta. Cô phụ trách việc thu thập tin tức. Lão nhân nhìn về phía thuộc hạ là một phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh, lên tiếng nói. Thưa hội trưởng, căn cứ vào tin tức tình báo thu được thì nhiệm vụ lần này thất bại nguyên nhân chủ yếu là do một người Trung Quốc tên là Tần Lạc tham dự vào gây cản trở. Tôi đã tổng hợp tư liệu về hắn cho tổ chức đặc biệt chú ý. Tôi hy vọng các vị ngồi đây có thể nhìn ra những biểu hiện ưu tú của người thanh niên trẻ tuổi này. Vừa nói, người phụ nữ vừa đứng dậy đưa ra một tập tư liệu đưa cho từng thành viên. Mỗi người đều chăm chú xem tư liệu, bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc tên Tần Lạc đó là người như thế nào mà có thể làm nhiệm vụ thất bại được. Và cũng để xem hắn ta là nhân vật như nào mà có thể được Bích Ti tiểu thư nói một cách vinh dự như vậy. Bích Ti tiểu thư có biệt danh là, lưỡi độc, biệt danh này có ý ca ngợi mà cũng có ý nghĩa châm biếm. Biếm nghĩa ý muốn nói là lưỡi của cô có công lực rất cao,
vẫn luôn cùng với hội trưởng duy trì tình hữu nghị thân thiết. Còn ca ngợi ý muốn nói cách nói chuyện của cô vô cùng sắc bén, rất ít khi khen ngợi người khác. Hội trưởng đóng lại tư liệu nói, như vậy, ai có thể nói cho tôi biết, cần giải quyết vấn đề này như thế nào? Chúng ta cần phải nắm được yếu điểm của hắn. Một người đàn ông đầu chọc lên tiếng, nếu như có thể biết được yếu điểm của hắn, tổ giám sát chúng ta có thể tùy bệnh mà cho thuốc. Sẽ cho hắn biến mất với tốc độ nhanh nhất. Trung thành, dũng cảm, thân thủ phi phàm, y thuật cao minh. Mickey, cô dùng nhiều từ ngữ ưu tú như vậy để nói về hắn, vì sao không thể tìm ra một vài từ ngữ nói về yếu điểm của hắn? Phải biết rằng, trên thế giới này, không có ai là hoàn hảo cả. Đương nhiên, trừ Thượng Đế, niềm tin của chúng ta. Hội trưởng lên tiếng hỏi. Hắn có yếu điểm, Mickey nói. Oh, đó là một tin tức tốt, tôi rất thích nghe đến mấy từ đó. Hội trưởng nói. Hắn tốt bụng, dễ dàng được người khác bao che, do dự, không thể nhanh chóng đưa ra quyết định, và quan trọng nhất là hắn. Háo sắc, Mickey nói. Háo sắc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Mickey, có cảm giác không biết nên khóc hay lên cười. Đúng vậy, hắn háo sắc, xung quanh hắn, đã có đến 5 người phụ nữ xinh đẹp. Mickey khẳng định. Háo sắc thì làm sao? Napoleon cũng háo sắc đấy thôi. Hội trưởng nói, tốt lắm, nếu hắn thích phụ nữ, chúng ta sẽ đưa cho hắn người phụ nữ xinh đẹp nhất của chúng ta. Hội trưởng, ý của ngài là người thực thi nhiệm vụ tiếp theo phải là một phụ nữ? Không, hội trưởng lắc đầu, mà là phải lựa chọn một phụ nữ xinh đẹp có mị lực quyến rũ. Hội trưởng, ý của ngài là để cho cô ấy làm sao? Không sai, chẳng lẽ các vị có ứng cử viên nào tốt hơn sao? Chương 391, bạn mới. Tần tiên sinh, Lăng tiểu thư tình trạng có chút kỳ lạ. Lý Học Văn cung kính đứng trước mặt Tần Lạc và Tần Lạc, tỏ vẻ băn khoăn không biết nên giải thế nào, nói. Lý Học Văn là viện trưởng thứ hai của Bệnh viện Yến Kinh. Lần trước Tần Lạc gặp hắn sau khi bị tập kích trên đường quốc lộ và bị thương, Tần Lạc được đưa vào bệnh viện này dưỡng thương. Mỗi ngày có hàng trăm hàng ngàn người vào bệnh viện, số bệnh nhân có thể xếp dài không kể được nên hắn căn bản là không có khả năng nhớ kỹ về từng bệnh nhân. Nhưng đối với riêng Tần Lạc thì khắc sâu vào trí nhớ của Lý Học Văn. Bởi vì trong thời gian Tần Lạc dưỡng thương trong bệnh viện, Phó Bộ trưởng Bộ Y tế đã đích thân tới thăm, lại còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp mang theo cả một đoàn siêu xe tới nữa, cho tới bây giờ nhân viên trong viện vẫn còn thảo luận về đề tài phụ nữ đó. Một người đàn ông có phong cách như vậy sao hắn có thể quên được chứ? Tình trạng như thế nào? Anh hãy nói rõ một chút đi. Tần Lạc nói, hắn không phải không tin vào y thuật của chính mình, mà là hắn hy vọng có thể sử dụng các dụng cụ kiểm tra tiên tiến hiện nay để xem chất độc bên trong Lăng Tiếu rốt cuộc là loại chất độc gì. Phải biết nguồn gốc căn bệnh mới có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề của Lăng Tiếu được. Khuôn mặt chữ toái toái tràn đầy sự vẻ tiêu tụy, đang trong khoảng thời gian chờ đợi, hai tròng mắt của cô cứ chớp liên hồi, vài lần thiếu chút nữa là muốn ngủ gật. Đã hai ngày liên tiếp xảy ra sự cố, đã làm cho cô tâm lực uể oải. Nhưng bởi vì bệnh tình Lăng Tiếu đang trong cơn nguy hiểm, nên cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân kỳ được sự tỉnh táo. Cô mở to mắt nhìn viện trưởng, thân thể mềm nhũn tựa vào vai Tần Lạc. Trên trán cô có dán băng gạc, đó là vì bị thương khi Lăng Tiếu đẩy cô ngã xuống mặt bàn lúc ở nhà quản tự. Chúng tôi đã đưa Lăng tiểu thư đi kiểm tra toàn diện, kể cả não bộ, máu, tim, gan, phổi, cũng như toàn bộ phản ứng của cơ thể, nhưng mà tất cả các cuộc kiểm tra đều cho kết quả bình thường. Cơ thể của Lăng tiểu thư không có bất cứ vấn đề gì. Lý Học Văn nói, tôi đã tập hợp tất cả các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện để nghiên cứu thảo luận về trường hợp này, cũng không cho ra được kết quả thuyết phục, mọi người đều nhất trí cho rằng, đây là một loại độc dược tiên tiến. Chí ít thì bên ngoài cũng không biết đến. Tần Lạc gật đầu, nói, cơ thể không có vấn đề gì là tốt rồi. Xem ra với tình trạng của Lăng Tiếu như bây giờ, không biết có phải là muốn ngủ say như người thực vật không đây? Gần như là vậy, Lý Học Văn gật đầu, thầm nghĩ kết cục như vậy, nhưng trước mắt để trấn an tinh thần Tần Lạc, liền bổ sung thêm, nhưng Tần tiên sinh cứ yên tâm, tôi đã điều động một số bác sĩ giỏi thành lập một tổ nghiên cứu về trường hợp của Lăng tiểu thư. Hơn nữa, tôi đã photo kết quả gửi đi một số anh em trong ngành ở Yến Kinh để cùng kết hợp các loại y liệu, để xem bên bọn họ có phương pháp giải độc nào tốt không. Được rồi, thật là khổ, Tần Lạc cảm giác như bị kích thích mà nói. Tần tiên sinh đừng tức giận, không thể giúp được gì, thực sự tôi rất lấy làm xấu hổ. Nhưng tôi chắc chắn sẽ bảo các nhân viên làm việc chú ý đối với trường hợp Lăng tiểu thư.
Cảm ơn anh, Tần Lạc lần nữa nói lời cảm ơn sự nhiệt tình của viện trưởng Lý Học Văn, sau đó mới cất bước rời đi. Tần đại ca, bây giờ phải làm sao? Chữ Toái Toái khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai Tần Lạc, hỏi nhỏ, nếu như vẫn không tìm được thuốc giải thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để Lăng Thiếu mê man như vậy sao? Yên tâm đi, cuối cùng cũng sẽ có cách thôi. Tần Lạc cười an ủi, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức, tôi cũng sẽ nghĩ cách tốt nhất để chữa trị cho Lăng Thiếu. Hơn nữa, tôi có cảm giác chuyện của quản tự cũng không dễ dàng mà chấm dứt như vậy. Mặc dù tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc cả hắn muốn làm chuyện gì, nhưng, nếu như nhiệm vụ của hắn không hoàn thành thì chắc chắn sẽ có kẻ kế thừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Có lẽ, trên người bọn họ chúng ta cũng có thể tìm được thuốc giải cứu Lăng Thiếu. Chữ Toái Toái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tần Lạc, nói, Tần đại ca, thật sự tôi rất cảm kích anh. Lăng Thiếu hận anh như vậy mà anh vẫn nguyện ý giúp cô ấy. Cô ấy chỉ là vì yêu lầm người mà thôi. Tần Lạc thở dài nói, bản thân cô ấy cũng chưa có làm chuyện gì tàn nhẫn với ai. So với những người kia thì cô ấy cũng được xem là một người tốt. Chỉ là, ôi, quản tự quả thật là một người đàn ông đầy mị lực. Đúng vậy, cô ấy từ nhỏ đã thầm yêu quản tự. Nhưng lúc đó những cô gái thích quản tự rất nhiều, Lăng Thiếu chỉ là một trong số đó thôi. Tôi tưởng rằng cô ấy đối với quản tự chỉ giống như là một cô bé sùng bái thần tượng của mình mà thôi. Không ngờ rằng tình yêu của cô ấy kéo dài vài chục năm, Tiếu Tiếu bị một trận thập tử nhất sinh như này mà nghỉ ngơi cũng tốt. Nếu như lúc này cô ấy mà tỉnh dậy, nhất định cô ấy sẽ không chịu được những chuyện này. Tôi sẽ chữa lành vết thương cho Lăng Thiếu. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Loại bệnh này tôi chưa từng thấy, đối với tôi mà nói đây cũng là một loại khiêu chiến. Khuôn mặt nhỏ nhắn của chữ Toái Toái ngẩng lên chăm chú nhìn rõ gương mặt gầy tuấn tú của Tần Lạc. Sao vậy? Tần Lạc nhìn chữ Toái Toái hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn anh một chút. Tôi cũng không phải là người đẹp trai cho lắm. Tần Lạc khiêm nhường nói. Bất luận đàn ông hay là phụ nữ, khi bọn họ nói ra những lời này, thì đều hy vọng đối phương cực lực phản bác lại. Phản kích lại càng kịch liệt càng tốt. Ví dụ như Tần Lạc, ngoài miệng thì nói mình không đẹp trai lắm. Nhưng trong lòng lại chờ mong chữ Toái Toái sẽ nói, anh thế này mà không bảo không đẹp trai sao? Người như anh là tôi đã thấy rất đẹp trai rồi đấy. Hoặc là, Tần đại ca, anh mà còn dám nói mình không đẹp trai nữa thì tôi sẽ nhảy lầu tự sát đấy. Nhưng câu trả lời của chữ Toái Toái làm cho Tần Lạc thất vọng, cô nói, Tần đại ca biết không? Tối hôm qua anh đã hù dọa tôi sợ đến mức nào không? Anh luôn tạo cho tôi ấn tượng nhã nhặn, lịch thiệp, bên cạnh đó dường như là một người anh nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ được anh lại có thể đánh phụ nữ, càng không nghĩ rằng anh lại đánh cho Tiếu Tiếu đến thê thảm như vậy. Những cái tát vào mặt, thật là hung ác. Tôi không đánh cô ấy, thì cô ấy vẫn còn bị ma nhập. Tần Lạc cười giải thích, lúc đó cô ấy đã mất hết lý trí. Tư tưởng hoàn toàn chỉ nghĩ đến báo thù, ngay cả đến chính mình làm gì hẳn là cô ấy cũng không biết nữa. Tần Lạc nhìn lên trán đang băng gạc của chữ Toái Toái mà nói, hai người có quan hệ bạn bè thật tốt. Nếu như lúc đó Lăng Thiếu tỉnh táo thì cô ấy nhất định sẽ không gây thương tổn cho cô đâu, cô ấy mắng chửi cô mà cô vẫn nghe được, nhưng đó cũng không phải là chủ ý của cô ấy. Quản tự đã chết, Lăng Thiếu cảm giác được nhất định chính mình phải vì hắn mà có hành động gì đó. Tôi đã đánh để cho cô ấy tỉnh ra, như vậy đã làm thương tổn cô ấy, nhưng chỉ là thương tổn da thịt thôi. Nhưng mặc dù cô ấy có làm bừa thì cũng không ai có ai đoán trước được sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, lúc đó cô ấy mới tỉnh lại. Tôi cũng không dám lần nữa làm cho cô ấy hôn mê, chỉ là hơi dã man một chút thôi. Được rồi, được rồi. Chữ Toái Toái trừng mắt liếc nhìn Tần Lạc, rồi nói, tôi cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Sao anh phải giải thích nhiều như vậy? Đây là lần đầu tôi nghe được chuyện có người đánh người khác mà lại để ý được nhiều như anh đấy. Hai người đang nói chuyện thì Lăng vẫn bước nhanh tới. Trên người hắn mặc một bộ quân dụng sẫm màu, giày da cao cổ, trên giày còn dính bùn đất. Quần áo vẫn còn vương mấy lá cây, dường như là vừa mới đi làm nhiệm vụ gì đó trở về vậy. Hắn bước nhanh tới trước mặt Tần Lạc, vội vàng hỏi, Lăng Thiếu thế nào rồi? Vẫn đang hôn mê, Tần Lạc nói, mới vừa rồi viện trưởng vừa tới đây, ông ấy đã tổ chức một tổ nghiên cứu bao gồm một số bác sĩ giỏi nghiên cứu về bệnh của cô ấy. Có thể đây là một loại độc dược mới, tạm thời chưa có cách nào giải được. Vậy còn tính mạng thì sao? Lăng vẫn hỏi thẳng. Chỉ cần còn sự sống là vẫn còn hy vọng. Không sao, Tần Lạc nói, tình trạng của cô ấy bây giờ rất ổn định. Vậy là tốt rồi, Lăng vẫn nói, cảm ơn anh.
không cần phải khách khí. Anh đã tin tưởng tôi cuối cùng cũng đã không làm anh thất vọng. Tôi cũng đã từng rất tin tưởng hắn, nhưng hắn lại làm cho tôi thật thất vọng. Lăng Vẫn xúc động nói, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, Lăng Vẫn đưa mời Tần Lạc, nhưng Tần Lạc từ chối, sau đó chính hắn lấy một điếu ngậm vào miệng. Lăng đại ca, Tần đại ca không phải loại người như vậy. Chữ Toái Toái ở bên cạnh giúp Tần Lạc nói chuyện. Lăng Vẫn nhìn về phía chữ Toái Toái mà nói, trong số chúng ta, cô là người thông minh nhất, cái nhìn cũng tốt nhất. Cho nên, bây giờ cũng là cô bị thương tổn ít nhất. Tiếu Tiếu sẽ rất sốc vì chuyện đã xảy ra. Nhớ tới tình trạng của Lăng Tiếu, chữ Toái Toái im lặng. Lăng Vẫn rút điếu thuốc ra rồi nói, hai người đã khổ cực lâu rồi, hãy trở về nghỉ ngơi đi. Cha mẹ tôi đang trên đường tới đây, bọn họ sẽ chăm sóc cho Lăng Tiếu. Tôi cũng đã xin nghỉ phép mấy ngày để có thể ở bên cạnh nó. Được, vậy chúng tôi về trước đây. Tần Lạc nói, tạm thời hắn cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn, ở mãi đây cũng chẳng có tác dụng gì. Chữ Toái Toái lại càng phải được nghỉ ngơi, nếu không cô sẽ quá mệt mỏi mà sinh bệnh. Lăng Vẫn gật đầu, ý bảo hai người hãy về nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi thôi, Tần Lạc vừa dìu chữ Toái Toái vừa nói. Cô gái này đã thực sự mệt mỏi, kiệt sức đến nỗi không thể bước đi vững. Vâng, Lăng đại ca, buổi tối tôi sẽ lại đây thăm Tiếu Tiếu. Chữ Toái Toái nói. Tần Lạc và chữ Toái Toái vừa đi không xa thì Lăng Vẫn ở phía sau lại hô lên, Tần Lạc. Tần Lạc cùng chữ Toái Toái cùng đồng thời quay lại nhìn về phía ánh mắt hõm sâu, đầy thâm thúy của Lăng Vẫn. Thật vui vì có một người bạn như anh, Lăng Vẫn nói. Tôi cũng vậy, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tần Lạc vừa mới bước vào quán rượu Kim Tinh, một người đàn ông trung niên đeo cặp kính tri thức đã nhanh chân ra đón chào. Người đàn ông trung niên to béo từ ca đã vươn tay ra đón Tần Lạc, vẻ mặt hiện lên ý cười mà nói, Tần tiên sinh, chào anh. Tôi là thư ký của Bộ trưởng Thái, hậu vệ Đông. Ông ấy đang chờ anh ở trên lầu. Sau khi Minh Hạo được điều tới Yến Kinh làm sở trưởng sở y tế, Thái Công Dân đã đổi một thư ký mới. Học trò tể tướng quan tam phẩm, thư ký và lái xe đều là những người lãnh đạo tin tưởng nhất, hai chức vị đó rất dễ dàng được đề bạt. Chào anh, hậu đại ca, tôi tự mình đi tới là được rồi, nào dám làm phiền anh phải tới đón tôi. Tần Lạc vừa cười vừa nói, hắn nhìn tên hậu vệ Đông này so với hắn có vẻ như lớn hơn vài tuổi, cho nên mới xưng là đại ca cho tương xứng. Lễ phép người không trách, trước đây hắn quan hệ với Minh Hạo tốt đẹp, bây giờ hắn cũng không muốn vô cớ mà cùng người này phát sinh xung đột gì. Hậu vệ Đồng biết Tần Lạc khá rõ, nào dám chậm trễ chứ. Mặc dù hắn mới vừa được Thái Công Dân chọn vào chức phụ thư ký, nhưng hắn cũng đã nghe qua Thái Bộ trưởng vô cùng khâm phục người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này. Thậm chí trên người hắn gánh vác cả trách nhiệm cứu vớt Trung Y. Trong lòng hắn có cảm giác chuyện đó có chút hoang đường, nhưng hắn không được quyền lựa chọn không làm. Tần huynh đệ nói như vậy là khách khí rồi. Chúng ta lần đầu gặp mặt, sau này còn muốn thân mật nhiều hơn mà. Chúng ta đi lên trên thôi, không nên để Thái Bộ trưởng chờ lâu. Được, Tần Lạc gật đầu nói. Thái Công Dân đang ở trong quán rượu Kim Tinh, mở một tập văn kiện trong túi chuyên dụng ra xem, nhìn thấy Tần Lạc tiến vào liền hỏi trực tiếp, Tần Lạc, cậu có cách nào giải quyết việc gấp trước mắt không? Nghe đến một vấn đề không đầu không đuôi, nhưng Tần Lạc lại hiểu ý Thái Bộ trưởng muốn nói gì. Quản tự mặc dù đã chết, nhưng mà khẩu hiệu phế trừ Trung Y vẫn càng ngày càng nhiều. Vì có người ở giữa thao túng nên khiến cho dân chúng cùng với truyền thông rộng khắp chú ý tới. Tiếng nói của dân không thể khinh thường, Thái Công Dân hiển nhiên muốn nghĩ biện pháp giải quyết tình huống nan giải về dư luận lúc này. Mà bây giờ, hắn muốn đưa vấn đề này ra hỏi Tần Lạc. Chương 392, Phụ Mã Gia. Tần Lạc hơi do dự một chút rồi nói, Thái Bộ trưởng, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Kỳ thực vấn đề này cũng không phải là khó giải quyết. Cậu nói rõ hơn xem nào. Thái Công Dân gật đầu ý bảo Tần Lạc ngồi xuống nói chuyện. Hậu vệ Đông tự giác đi lấy nước trà lại bàn sau đó rút lui ra ngoài. Thái Bộ trưởng, hồi tôi đi Đài Loan đã từng nhận lời khiêu chiến của một vị thầy thuốc Hàn Quốc. Tần Lạc giải thích. Chuyện này tôi biết rất rõ, truyền thông Hàn Quốc phát tin mà không hề kiêng nể điều gì, truyền thông bên này của chúng ta cũng có phát lại. Chẳng qua là vì tất cả mọi người đều tập trung cái nhìn vào sự cố chết người ở Danh Y Đường mà thôi. Một sự kiện sở dĩ chỉ gây chú ý cho một vài người. Thái Công Dân gật đầu nói. Đây là một lão nhân rất nghiêm túc, lúc nói chuyện vẻ mặt lão rất bình tĩnh, động tác được dùng nhiều nhất chính là gật đầu.
lúc lão nhìn đối phương thì rất tập trung. Lão già giống như là một thủ trưởng nghiêm khắc vậy, cho nên, khi Tần Lạc chính thức cùng lão nói chuyện vào vấn đề chính thì thái độ của lão vô cùng chăm chú. Tần Lạc cười cười mà nói, đúng vậy, nếu sự kiện danh y đường có thể rời khỏi tầm mắt mọi người, chúng ta có thể dùng biện pháp giống như vậy đối với dân chúng. Chuyển sự chú ý của mọi người sang chuyện khác. Thái công dân phá lên cười, lấy tay chỉ vào Tần Lạc mà nói, láo cá. Không sai, cái đó rất giống với suy nghĩ của tôi. Tôi cũng chuẩn bị làm việc với các đơn vị truyền thông đây. Một số bản thảo của Hàn Y đã hướng đến Trung Y chúng ta khiêu chiến. Chúng ta huy động khí phách của cả dân tộc cùng vùng lên, thử hỏi ai còn dám đứng ở phía sau mà gào thét yêu cầu gì nữa nào. Phế trừ Trung Y ư, vậy thì chúng ta lấy gì ra để mà luận bàn tỉ thí với Hàn Y đây? Không phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Đúng vậy, nói như thế thì mọi ánh mắt của dân chúng đang đổ dồn vào sự cố của danh y đường và phế trừ Trung Y sẽ chuyển sang chuyện khác. Tần Lạc gật đầu nói. Thái công dân xúc động nói, Tần Lạc à, dân tộc chúng ta là một dân tộc có rất nhiều khó khăn. Nhưng bất luận là chuyện gì, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Trong hoàn cảnh ác liệt, chúng ta cũng không chịu khuất phục. Cậu biết rõ, tôi cũng biết rõ, có một số người không tốt với chúng ta. Chúng ta mà làm tốt thì bọn họ nghĩ cách hãm hại. Nghĩ cách làm hỏng nó. Khi chúng ta làm không tốt thì bọn họ liền nhảy vào vùi dập chúng ta. Thái công dân vẻ mặt trìu mến nhìn Tần Lạc mà nói tiếp, chúng ta có ý nghĩ giống nhau. Cậu nghĩ là làm sao để truyền thông chú ý đến chuyện Hàn Y khiêu khích Trung Y chúng ta đúng không? Nhưng còn hậu quả thì sao? Không phải là tôi không tin tưởng cậu, nhưng thời điểm lúc này thực sự là quá nhạy cảm, chúng ta không thể chủ quan xem thường được. Thái Bộ trưởng, ngài cứ nói thẳng ra đi, tôi có thể giải thích, Tần Lạc an ủi. Nếu như cậu thua thì phải làm sao? Trung Y phải làm sao? Ánh mắt Thái công dân sáng quắc nhìn Tần Lạc mà hỏi. Đúng vậy, Trung Y vừa rồi mới trải qua sự kiện danh y đường làm chết người cùng với chuyện dân chúng yêu cầu phế trừ Trung Y. Nếu như đoàn đại biểu Trung Y tỉ thí với đại biểu Hàn Y mà thua, như vậy thì danh tiếng Trung Y càng rơi vào vực sâu đáy cốc. Bây giờ mới chỉ có 10 vạn người quan tâm. Tán thành phế trừ Trung Y, nhưng sau đó có thể có đến vài trăm vạn, vài ngàn vạn người ủng hộ phế trừ Trung Y. Bọn họ sẽ liên tiếp mang đến những khó khăn và sự sỉ nhục cả ngành sản xuất, mọi người liệu còn có lý do gì mà tiếp tục ủng hộ đây? Trái bóng Trung Quốc hôm nay như vậy, ngày mai sẽ ra sao đây? Y học tương lai. Bộ trưởng, tôi sẽ không thua. Tần Lạc khẳng định nói. Trung Y sẽ không thua. Thái Bộ trưởng vỗ vỗ lưng Tần Lạc, nói, tốt lắm, Tần Lạc, tôi muốn cậu tỉ thí với sự tự tin và quyết đoán như vậy. Hàn Y cũng là từ Trung Y phát triển lên. Bọn họ chỉ có bộ da, không có cái tinh túy, tôi rất tin tưởng vào cậu cũng như tin tưởng vào y thuật của cậu. Chúng ta thắng là chuyện bình thường. Còn thua thì rất không bình thường. Nói xong, Thái công dân đưa cho Tần Lạc một tập tư liệu rồi nói, chúng tôi đã viết thư hồi đáp cho bên Hàn Quốc rằng chúng ta chấp nhận lời khiêu chiến của bọn họ. Dạng tỉ thí này, chúng ta không có lý do gì để từ chối. Đây là cuộc thi đấu lớn được tổ chức thành một chương trình công phu gây sự chú ý trong dư luận. Cậu hãy nghiên cứu cẩn thận một chút. Bây giờ tôi giao cho cậu chức đội trưởng đoàn đại biểu, việc chọn lựa nhân viên đi thi đấu cũng như những tình huống xảy ra trong quá trình thi đấu cậu sẽ toàn quyền quyết định. Cậu chỉ cần chịu trách nhiệm trước tôi là được rồi. Có chuyện gì cậu phải kịp thời điện thoại nói ngay cho tôi. Cảm ơn Thái Bộ trưởng, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tần Lạc nhận tập tài liệu rồi trịnh trọng nói. Cậu không những không được làm cho tôi thất vọng mà còn phải làm cho tất cả những người ủng hộ Trung Y không thất vọng. Thái công dân nói, tôi sẽ chờ cậu chiến thắng trở về. Không cần phải khách khí với bọn họ. Cậu thắng càng lợi hại thì vấn đề của chúng ta càng dễ giải quyết. Lúc đó, quốc dân sẽ tin tưởng vào Trung Y. Nhất định là vậy, Tần Lạc cùng nắm tay Thái công dân, sau đó cáo từ rời đi. Hoàng hôn, tại một tòa lâu đài cổ kính. Bên cạnh chiếc giếng khô nước. Một người con gái tuyệt sắc đang ngồi trên xe lăn trên tay cầm tập, Dịch An Từ tập mỏng nhỏ giọng ngân nga. Đông Ly bà tử hoàng hôn hậu, hữu ám hương doanh tụ, mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bỉ hoàng hoa xấu. Lão ma ma ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật liền mở mắt, cất giọng khàn khàn nói, tiểu thư, nghe lời lão thân nói đi, cô đừng đọc những câu bi thương đó nữa. Những câu thơ đó cũng làm cho người ta nghe mà khó chịu. Cứ cố gắng như lần trước có phải rất tốt không? Mặc dù tiểu thư rất ít khi ra ngoài,
nhưng vẫn có thể. Ở nhà thì cũng vậy thôi, nếu thật sự thấy nhớ ai thì hãy trực tiếp đi tìm người đó. Thập yêu nhân bỉ Hoàng Hoa xấu, là sao? Đến lúc nào Lý Dịch Anh là lúc nào đây? Lúc nào đây? Dừng một chút, lão ma ma lại tiếp tục nói, hơn nữa, lấy điều kiện thân phận của tiểu thư chúng ta ra thì người đàn ông nào không yêu được cơ chứ, ai còn dám phụ tiểu thư? Tô Tử khép lại tập thơ, vừa cười vừa nói, ma ma, bà đã nói như vậy, sao từ đầu bà không tìm cho mình một người đàn ông đi? Hắc hắc, tôi sao có thể so với tiểu thư được chứ? Tướng mạo tôi thế này, đàn ông nhìn thấy đã sợ hãi mà bỏ chạy luôn rồi. Lão ma ma âm trầm cười. Hơn nữa, tôi cũng không phải không đi tìm. Nhưng sau đó người đàn ông ấy đã chạy theo một nữ yêu tinh, từ đó tôi đoạn tuyệt với chuyện tình cảm. Người tôi như thế này mà lại có nhiều tình cảm được sao? Tôi có một khuyết điểm nhỉ, bà cũng không phải là không biết. Tô Tử vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhưng lại khó tránh khỏi chút ai oán trong lời nói ấy. Tiểu thư, tôi nói rồi, cho dù cô có chút khuyết điểm, nhưng so với những phụ nữ bên ngoài thì cô còn hơn gấp trăm ngàn lần. Như trong cuộc thi đấu y học lần trước, không phải cô đã cùng tên họ Tần kia nói chuyện rất hay sao? Khi trở về cô cũng đã nói hắn có thể trị bệnh cho cô, tại sao cô không liên lạc lại với hắn? Tôi sẽ đi gặp hắn một chuyến để hỏi xem thế nào. Mama, không cần đâu. Nếu như hắn để tâm thì hắn sẽ tìm đến đây. Nếu như không để tâm thì sẽ không đến đây. Tô Tử cười khẽ. Nhưng mà tôi nghĩ hắn sẽ đến. Tiểu thư, sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi vì hắn cũng giống tôi. Đều là người bệnh. Tô Tử ngẩng mặt nhìn ánh dương sắp tàn, khẽ nói. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên. Lão ma ma quát lên, ai đó? Ma ma, là tôi. Có một vị khách lạ đang đứng ngoài cửa. Hắn muốn gặp cô chủ. Từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói lanh lảnh. Khách lạ, lạ vị khách nào vậy nhỉ? Ma ma lẩm bẩm. Tô Tử nghe thấy vậy, sắc mặt đang tái nhợt bỗng nhiên như hồng nhuận lên, cô đưa tay đang để trên đầu gối nhẹ nhàng phủi phủi tấm thảm, rồi nói, là hắn tới. Hắn là ai? Lão ma ma nghiêm trang hỏi. Tần Lạc, Tô Tử đáp. Trời, tiểu thư thật đúng là thần phán. Chuyện này đã được cô đoán từ trước. Lão ma ma vừa cười vừa nói, thanh âm khó nghe như chim ưng hót, sói hú ban đêm vậy. Bà, còn không đi đón khách mau. Tô Tử làm bộ tức giận quát. Ha ha, vâng, lão thân sẽ đi nghênh đón ngay đây. Lão ma ma liền đứng dậy nói. Trời xanh, nước biếc, cành trúc la đà. Hai bên đường có rất nhiều loài hoa dại nhỏ không biết tên, vài con thiên nga trắng du ngoạn trên mặt hồ trong suốt. Ánh tàn dương chiếu khắp cảnh vật. Trên mặt hồ sáng lóng lánh, tỏa ra ngũ sắc lung linh huyền ảo. Thỉnh thoảng có vài chú cá nghịch ngợm nhảy lên khỏi mặt nước, quấy động cả mặt hồ tạo nên một làn sóng, sau đó lại biến mất xuống đáy hồ. Một chiếc sân nhỏ thanh tịnh, đẹp đẽ và đầy bí ẩn, một biệt thự như một tòa lâu đài cổ xưa, một người con gái dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, cảnh vật và con người thật tương xứng. Trên tầng lầu bằng gỗ, tâm trí như chìm vào cảnh đẹp và mỹ nhân trước mặt, cả tinh thần và thể xác Tần Lạc như mê say. Mọi người ở đây thật hạnh phúc, thật đáng để cho người khác phải đố kỵ. Tần tiểu tử, cuối cùng thì cậu cũng tới rồi. Một giọng nói chói tai chợt vang lên. Tần Lạc nhìn thấy một bà lão đứng ở cửa, đầu óc hắn có chút đau nhói. Cái cảm giác lâng lâng sảng khoái vừa rồi thoáng cái đã biến mất tiêu, giống như từ thiên đường ngã xuống địa ngục vậy. Ma ma, Tần Lạc lấy lòng cười chào hỏi. Lâu không gặp bà có khỏe không ạ? Tôi có khỏe hay không có liên quan gì đến cậu không? Lão ma ma không khách khí nói lại. Là đàn ông thì phải có trách nhiệm. Trước lúc tham gia thi đấu tại đấu trường y học, tiểu thư chúng tôi cần một người chăm sóc ân cần. Mỗi ngày đều phải tới thăm. Ngồi xe, xuống xe cũng bây giờ vẫn chịu bao lời chế giễu, trong nháy mắt cậu chạy mất, trong một thời gian dài không thấy bóng dáng đâu. Trên thế giới này, vẫn còn nhiều người xấu xa, cậu là kẻ bạc tình vậy sao hả? Lão ma ma tức giận nói. Dường như bà lão tức giận cho sự bất công, cho những tổn thương mà tiểu thư nhà mình đang phải gánh chịu. Vì tôi có một số việc cần giải quyết, nên mới phải vội rời đi nhanh như vậy. Tần Lạc biết bà lão này khó chơi nên kiên nhẫn giải thích. Lúc đi tôi cũng đã giải thích qua với Tô Tử rồi mà. Hừ hừ, nếu như không phải là sợ tiểu thư tức giận thì tôi đã trừng trị cậu rồi. Lão ma ma nói giọng uy hiếp. Đi thôi, tiểu thư đang chờ cậu đến đấy. Cảm ơn ma ma, Tần Lạc cười nói cảm ơn. Sự tức giận của bà lão cũng không còn đáng sợ lắm. Xuyên qua một hành lang dài,
đi qua một mê cung những phòng nhỏ, sau đó dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Lão ma ma đẩy cửa ra, giọng nói sang sảng vui sướng hô lên, tiểu thư, tôi đã đưa phụ mã ra tới cho cô đây. Phụ mã ra, Tần Lạc ngây cả người ra. Bà lão này thật đúng là kỳ lạ, mới vừa rồi còn mắng chửi mình như chó, vậy mà thế nào trong nháy mắt đã chuyển thành ngựa rồi. Hơn nữa, phía sau lại còn cho thêm chữ, ra, nữa chứ. Tần Lạc thầm nghĩ. Tô Tử liếc mắt nhìn lão ma ma mà nói, đừng nói bậy. Sau đó ánh mắt đầy ẩn tình nhìn về phía Tần Lạc, vừa cười vừa nói, anh tới rồi. Tần Lạc liền bước tới, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Tô Tử mà nói, tôi rất nhớ. Chương 393, Tô Tử. Tần Lạc đã tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, Lâm Hoán Khê lạnh lùng kiêu sa, Lệ Khuynh Thành xinh đẹp sang trọng, Vương Cửu Cửu tươi trẻ thời thượng, dữ dội quyết đoán có văn nhân mục nguyệt. Cũng rất khó có thể hình dung được. Có thể nói, không thể nghĩ ra từ ngữ nào để hình dung đến một người hay vài người phụ nữ. Nhưng với Tô Tử thì có đầy đủ khí chất cổ điển. Nhìn thấy cô, luôn có thể nhớ tới mây khói sương mù Giang Nam, tiểu kiều bên bàn đá cổ, giấy vẽ cùng bộ sườn xám, cô gái trông giống như một nhân vật từ trong tranh bước ra vậy, giống như nhân vật Kỷ Yên Nhiên trong Tầm Tần Ký, giống như nhân vật Sư Phi Mâu trong Đại Đường Song Long Truyện. Cô không thuộc về thời đại này, cô như từ ở một nơi nào đó rất xa mà đến đây vậy. Ăn trái cây trên núi, uống mật hoa, không mang theo một chút hơi thở nhân gian nào. Bây giờ đã là mùa xuân nhưng cô vẫn ôm một chiếc thảm nhung hình thiên nga dày nằm trên xe lăn. Thần thái này vừa gây cho người ta sự thích thú lại vừa làm cho trái tim người ta sinh lòng thương tiếc. Tôi biết là anh sẽ đến, Tô Tử nói, lúc này, cô đã được Tần Lạc đẩy đến bên hồ nước nhỏ không biết tên là gì. Mặt trời buổi chiều tà đang dần ngả về hướng tây, gió đêm vi vu. Hoàn hảo, Tần Lạc nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Vì vậy dĩ nhiên là cô không cảm thấy rét lạnh nữa. Xử lý xong dịch bệnh muỗi truyền virus độc, lại đi Đài Loan luôn. Tần Lạc nói. Tôi biết, Tô Tử nói, cuộc sống của anh vẫn còn rất phong phú. Tần Lạc không biết theo như lời cô nói thì phong phú theo phương diện nào, có thể là ám chỉ những vụ tai tiếng của hắn với các ngôi sao lớn. Tần Lạc vừa cười vừa nói, chung quy là có rất nhiều chuyện cần làm. Đó cũng là những việc tôi muốn làm. Tôi rất hiểu, ánh mắt Tô Tử xinh đẹp nhìn chằm chằm gương mặt Tần Lạc đang gần trong gang tấc mà nói, đó cũng là những việc tôi muốn làm. Hay thật, có ai giúp tôi giải mộng? Tần Lạc biết rằng, nếu như không phải bởi vì đôi chân bị tật thì Tô Tử nhất định cũng là một danh y về trung y lừng lẫy thiên hạ. Y thuật và trí tuệ của cô so với hắn có lẽ còn hoen một chút. Đáng tiếc, trời đố kỵ kẻ hồng nhan. Tần Lạc nghĩ không nên dây dưa thêm về vấn đề này nữa, bởi vì có thể khiến cho Tô Tử xúc động. Hắn vừa cười vừa nói, kết quả chương trình thi đấu y học thế nào? Tôi sớm rời đi, nhất định đã sớm bỏ qua nhiều trận đấu đặc sắc. Mấy người nhà đóng cửa thi đấu vui vẻ mà thôi. Tô Tử cười khẽ, cũng giống như trước, chính khí môn thứ nhất, chúng ta thứ hai, quỷ y phái thứ ba. Bởi vì Âu Dương Lâm gặp sự cố dối trá nên danh tiếng chịu ảnh hưởng lớn. Các chuyên gia bàn bạc thảo luận và quyết định hủy bỏ quyền chủ nhà của quỷ y phái. Quỷ y phái đã tổn thất nặng nề. Tần Lạc vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, có lẽ cần phải làm cho Âu Dương Lâm quay về. Mặc dù anh rời đi, nhưng mọi người đối với anh rất coi trọng. Cốc môn chủ đã đề nghị và mọi người cũng nhất trí quyết định đề danh anh là hạt giống tiềm năng nhất. Trước kia, giải thưởng này chỉ trao tặng cho những thanh niên của phái thứ nhất thôi, lần này coi như là có chút đột phá. Nhưng cũng là hàng đầu thôi, cũng không thấy quan trọng lắm. Tôi thật đúng là không rõ về chuyện này lắm. Tần Lạc vừa cười vừa nói, ngày mai khi đến gặp cốc môn chủ, tôi nhất định phải nói lời cảm ơn hắn. Anh có muốn đến chánh khí môn không? Tô Tử hỏi. Tần Lạc gật đầu, lần này tôi tới là mời các người đi ra ngoài một chút. Các người đã ẩn giấu lâu lắm rồi, đã đến lúc đứng ra. Chúng ta cần phải làm cho người ngoài biết rằng, trung y chúng ta có một lực lượng rất tài năng. Lực lượng này trong nhà nước, trong dân gian, không chỉ sáng bên ngoài mà còn ẩn giấu bên trong. Có phải vì chuyện Hàn Y khiêu chiến mà anh mới tới tìm tôi không? Tô Tử cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc, cô gái này dường như có nổi lên chút ghen trước điểm báo này. Bề ngoài dường như đây là câu hỏi mà cô gái hỏi bạn trai của mình về vấn đề, nếu như em và mẹ anh đồng thời bị rơi xuống nước thì anh sẽ cứu em hay là cứu mẹ anh trước? Nếu như bạn trai có chút sơ suất thì có thể nổi một trận lôi đình với bạn gái hoặc là truy hồn đoạt mệnh. Câu trả lời của tôi, cô biết rõ mà,
Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tô Tử quả nhiên không hề truy cứu nữa mà nói, Hàn Quốc chỉ là một nước nhỏ, chỉ học được ta chút bề ngoài thôi. Vậy mà cũng cuồng vọng, cần phải dạy bảo cho một bài học. Ngữ khí của anh rất giống với một người. Người nào? Một ông lão, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lão ấy chính là Thái Công Dân. Thái Bộ trưởng cũng có ý như vậy, hẳn là muốn giáo huấn cho bọn họ một lần, để bọn họ nhận thức ra được một số điều tốt. Tôi đọc trên báo chí thấy có chuyện Hàn Y khiêu chiến, các anh đã chấp nhận rồi à? Đúng vậy, nhà nước đã chính thức phát đi thông điệp cho phía Hàn Quốc. Tôi được Thái Bộ trưởng ủy thác, toàn quyền chịu trách nhiệm trận đấu lần này. Tần Lạc nói, trừ những danh y nổi tiếng ra, tôi còn chuẩn bị yêu cầu lưỡng môn nhất phái cử cao thủ đi theo tham gia đoàn thi đấu lần này. Nếu như chúng ta đem kho tàng kiến thức y học lâu đời đến thì chắc chắn sẽ chiến thắng một cách ngoạn mục cho xem. Nếu như tôi không đi thì sao? Tô Tử nói. Tần Lạc hơi nắm chặt tay Tô Tử mà nói, cô sẽ đi. Bởi vì tôi đi. Tại sao anh đi thì tôi lại phải đi? Quan hệ của chúng ta là gì? Tô Tử nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập thần thái khác thường. Tần Lạc cười khổ mà nói, cô nói vấn đề đó thật sự là làm khó tôi mà. Phụ nữ ai cũng đều muốn có danh phận, Tô Tử nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Tần Lạc im lặng, cô lại thản nhiên cười, lấy tay Tần Lạc ôm vào lòng mình rồi nói, nhưng tôi đã nổi danh rồi. Trên thế giới này, còn có ai có thể có mối quan hệ đặc biệt như chúng ta kia chứ? Trước kia, tôi không bao giờ nghĩ có một người sẽ chấp nhận tôi với đôi chân như này. Tôi cứ chờ đợi, cũng không mong chờ nhiều. Ông trời đầy tôi, thật sự làm cho tôi có thể chờ đợi được. Nay cuối cùng cũng đã tới, khiến cho lòng tôi vô cùng cảm kích. Trong lòng Tần Lạc âm thầm cảm động, cũng đang định nói lên vài câu biểu đạt tiếng lòng mình nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng nói chói tai vang lên ở đằng sau. Tiểu thư, cơm đã nấu xong rồi. Cô có ăn cơm luôn không? Lão ma ma ở đằng sau hỏi to. Chúng ta cùng đi ăn cơm thôi. Tô Tử nói. Tần Lạc gật đầu đồng ý, rồi đẩy chiếc xe của Tô Tử về phía căn phòng nhỏ. Trong phòng ăn có bày một bàn ăn nhỏ. Trên bàn ăn có đặt mấy món ăn thanh đạm, một đĩa hương trương xào trứng ngỗng, một đĩa rau đậu hủ, một đĩa thịt thỏ, còn có một đĩa có những viên màu vàng mà Tần Lạc chưa thấy bao giờ. Thử ăn cái này xem, Tô Tử lấy đũa chỉ vào cái đĩa có mấy viên màu vàng mà nói với Tần Lạc. Tần Lạc dùng thìa gắp ngay một viên bỏ vào miệng, không ngờ vừa vào tới miệng đã nuốt luôn, vẫn còn chưa kịp thưởng thức sự tinh tế của món ăn, chỉ còn đọng lại ở cổ một mùi thơm ngọt ngọt. Đây là món gì? Tần Lạc hỏi. Đây là món bách chuyển ngư ngư noãn. Bên ngoài không có món này, chỉ có chúng tôi ở đây mới có. Lão ma ma ở bên cạnh giải thích, bộ dạng có phần tỏ ra kiêu ngạo. Ma ma, bà cũng vào ăn cơm luôn đi. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi là lão bà tử sao có thể ăn trên bàn. Các người cứ ăn đi. Tôi đi ra ngoài một chút. Vừa nói, lão bà tử liền đi nhanh ra ngoài. Chúng ta ăn đi, ma ma sẽ không ăn trên bàn đâu. Tô Tử nói. Vậy bình thường đều một mình cô ăn cơm ở đây à? Tần Lạc hỏi. Tô Tử gật đầu nói, quen rồi. Trong lòng Tần Lạc có chút khổ sở mà nói, sau này tôi sẽ thường xuyên lại đây ăn cơm với cô. Tô Tử ngẩng mặt cười, nói, đàn ông không nên dễ dàng hứa hẹn như vậy. Không đợi Tần Lạc phải giải thích, cô liền nở một nụ cười tươi mà nói, nhưng tôi cũng rất vui khi được nghe mấy câu đó đấy. Có phải là rất tầm thường không? Không phải tầm thường. Mà là tính nét đặc thù, phụ nữ có như vậy mới là phụ nữ chân chính. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ngọn đèn ấm áp, hào khí hòa hợp, hai người có vô số những đề tài nam nữ vô cùng hứng thú để tranh luận. Trước đây mỗi bữa ăn Tô Tử chỉ có thể ăn được non nửa chén cơm, hôm nay đã ăn đầy một chén. Lão ma ma vừa vui mừng xen lẫn sợ hãi, rồi lại cố ý chạy vào bên cạnh Tần Lạc khen ngợi. Sau khi ăn xong, thân thể Tô Tử bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Hai tròng mắt híp lại, bộ dạng mơ màng như buồn ngủ. Tiểu thư nếu ban ngày tinh thần mà tốt một chút, thì vừa buổi tối đến sẽ dễ dàng mệt mỏi. Ôi lão thiên thật sự là oan nghiệt mà, lão ma ma xúc động nói. Cô chạy tới cho nước ấm vào chậu, rồi đặt chậu nước bên cạnh chân Tô Tử, giơ tay nhấc chiếc thảm lên, sau đó kéo ống quần của Tô Tử lên, lộ ra một đoạn bắp chân trắng như ngọc bích, một bên chân nhỏ và một bên chân tròn lẳn. Ma ma đưa tay nắm lấy chân Tô Tử. Nhẹ nhàng bỏ vào trong chậu, rồi từ từ kỳ cọ. Để đấy cho tôi, Tần Lạc đi tới nói. Lão ma ma ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tần Lạc, có cảm giác không biết phản ứng như thế nào. Có lẽ vì chuyện này quá đường đột chăng? Tôi sẽ xoa bóp cho cô ấy.
Tần Lạc nói. Lão ma ma lúc này mới hục hạc cười rồi đứng lên, lau tay vào chiếc khăn long bên cạnh và nói, được. Cậu đến đây đi, phụ mã ra đến đi. Nói xong, bà đi nhanh ra ngoài. Cứ để ma ma làm là được rồi. Tô Tử đỏ mặt mà nói. Nhiều năm như vậy, cô còn chẳng mấy khi chạm mặt đàn ông, huống chi bây giờ lại để chân của mình nằm trong tay một người đàn ông. Là thầy thuốc thì không phân biệt giới tính. Chẳng lẽ cô không biết đạo lý này sao? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Anh đã dùng lý do này để lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi. Tô Tử che miệng cười duyên. Cô là cô gái đầu tiên tôi chủ động muốn lừa gạt. Tần Lạc nói. Tần Lạc ngồi xổm xuống, cho tay vào chậu nước để thích ứng một chút, đợi sau khi hai tay ấm áp hơn, lúc này mới đưa tay cầm lấy chân Tô Tử đặt vào chậu nước. Tần Lạc trong nháy mắt động vào thân thể nên toàn thân Tô Tử khẽ run lên. Sau đó như cố gắng kéo lùi hai chân ra sau, nhưng lại khó có thể chạy thoát khỏi sự nắm giữ của Tần Lạc. Không nên cử động, Tần Lạc nói. Tần Lạc như đang nâng niu một pho tượng xa hoa đắt tiền, nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ, sau đó ấn một ngón tay vào lòng bàn chân tại huyệt dũng tuyền mà xoa bóp. Không có phản ứng gì sao? Tần Lạc hỏi. Tô Tử tinh tế cảm nhận một hồi rồi nói, dũng tuyền là huyệt đại bổ của cơ thể con người, huyệt này giúp khí lực cơ thể mạnh mẽ hơn. Nhưng mà đối với bệnh tình của tôi cũng không có ích gì. Huyệt vị này, bọn họ cũng đã thử rồi. Ngón tay Tần Lạc lạo chuyển đến huyệt kim kỳ môn ở lòng bàn chân. Sau một lúc bóp nhẹ liền hỏi, cảm giác ở đây thì thế nào? Không cảm thấy gì hết. Tô Tử cười khổ, chân này, hình như không phải là của tôi. Trong lòng Tần Lạc đau xót mà nói, tôi sẽ giúp cô chữa bệnh mà. Thấy Tô Tử ngạc nhiên nhìn hắn, Tần Lạc liền giải thích, nếu không, chúng ta hãy thử xem các phương pháp trị liệu trong truyền thuyết có hiệu quả không. Chương 394, so với tôi cô còn nhanh hơn. Nhìn thấy vẻ mặt chỉnh trọng lạ thường của Tần Lạc, Tô Tử cười khì khì. Anh tin sao? Cô nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc hỏi. Nói đến đề tài này trạng thái tinh thần cô tốt hẳn lên, không ngáp hay tỏ ra mệt mỏi lúc đang nói chuyện. Không tin, Tần Lạc nói, sau đó lại nở nụ cười khổ, đã thử nhiều cách cũng không có hiệu quả gì. Nghe tin đồn, mặc dù có cảm giác khó tin nhưng không nhịn được mà muốn tìm đến thử, có người nói uống nước tiểu của chính mình sẽ giữ mãi tuổi thanh xuân, chuyện này vốn là không bao giờ xảy ra. Nhưng thực tế là có rất nhiều người làm thử. Đây là khuyết điểm thuộc về kiểu cái gì cũng có thể thử khi đã tuyệt vọng của thầy thuốc chúng ta, nhưng như vậy quả thật là sai lầm. Có lần vô tình tôi đọc được lời giới thiệu của một quyển sách Trung Quốc, đã làm cho tôi cười hồi lâu. Giống như tôi đọc truyện ngắn võ hiệp viết rằng chỉ cần nam nữ ở gần nhau gia tăng công lực, thật là hoang đường, hài hước. Mặc dù tôi chê cười chuyện đó, nhưng những ý nghĩ đó bây giờ lại luôn hiện lên trong đầu. Tần Lạc lấy khăn bông giúp Tô Tử lau khô chân, sau đó ngẩng đầu nhìn cô hỏi, nếu như chúng ta đều có nghi vấn như vậy thì làm thế nào để giải đáp nỗi băn khoăn này? Tôi có lý do để từ chối sao? Tô Tử tránh ánh mắt của Tần Lạc, nhẹ giọng nói, phụ nữ thì luôn phải thận trọng. Nhưng với chuyện đáng ghét đó thì luôn khiến cho người ta căn bản là không thể phản kháng. Tần Lạc nhẹ nhàng bế Tô Tử lên xe lăn rồi nói, không thể phản kháng tức là hưởng ứng. Có lẽ thật sự là có khả năng chữa khỏi bệnh. Tô Tử rúc vào lòng Tần Lạc, tay cầm lấy ngực áo hắn, giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Cơ thể Tần Lạc như một cái chăn bông, ôm Tô Tử vào lòng mà không hề cảm thấy chút sức nặng gì. Cơ thể mỏng manh của Tô Tử tự nhiên run lên, không biết là bởi vì Tần Lạc chưa bỏ tấm thảm vào cho cô hay là bởi vì cô đang vô cùng bối rối. Mặc dù trong lòng đã tiếp nhận nhiều phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên Tần Lạc gặp phải chuyện như vậy, đều đã có chút phản ứng quá khích. Ngay cạnh khuê phòng của một người con gái, mặc dù Tần Lạc chưa tới bao giờ nhưng lại tỏ ra khá quen thuộc, trực tiếp ôm Tô Tử lên chiếc giường có rèm màu tím, rồi trải lên giường một chiếc chăn bằng gấm màu vàng. Bị Tần Lạc đặt lên giường, đôi mắt Tô Tử đóng chặt, chiếc áo choàng màu trắng che bộ ngực sữa đang phập phồng, miệng anh đào khẽ thở như cỏ hoa làm đắm say lòng người. Trước khi Tần Lạc đến vốn sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, bây giờ vẻ mặt tê ươi đẹp như hoa đào, hai gò má như áng mây hồng. Trong tình cảnh này, là một người đàn ông bình thường, tất nhiên không khỏi nảy sinh những hành động thấp hèn. Là một người đàn ông không bình thường, Tần Lạc sẽ tập trung làm việc bằng ngón trỏ. Mọi công danh lợi lộc, tư tưởng cứu vớt trung y bỏ sang hết một bên, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, xoa bóp. Hắn cúi thấp xuống, chỉ muốn hôn vào môi Tô Tử, cái trán, lông mi, cùng với lớp da trắng hồng ở cổ. Nhưng lúc hắn tới gần thì không hiểu sao thân thể lại dừng lại.
thử xuống thêm chút nữa nhưng cơ thể không thể đi xuống. Không biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng Tần Lạc có cảm giác được chút kỳ lạ. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đúng không? Tô Tử đột nhiên mở mắt hỏi. Đúng vậy, tôi thật đúng không phải là một người. Tùy tiện Tần Lạc cười khổ mà nói. Hắn có chút bội phục, lần đầu tiên nam nữ tiếp xúc với nhau ở trên giường như này. Tô Tử thật quá thông minh, chỉ cần một câu nói đã chỉ ra đúng tim đen của Tần Lạc. Khó trách hắn có cảm giác lạ, lúc đầu hắn cũng không có ý định gì. Bởi vì hắn cảm giác được mới gặp người phụ nữ này hai lần mà đã có ý định gì đó thì thật quá vội vàng. Tôi chỉ nói ra tâm trạng của bản thân thôi, anh có cảm thấy tôi hèn hạ không? Tô Tử nói. Gì cơ, Tần Lạc mờ mịt hỏi. Tôi thật sự không muốn là một phế nhân ngồi trên xe lăn nữa. Từ lúc 6 tuổi cho tới bây giờ khi đã 22 tuổi, tôi đã ngồi trên chiếc xe lăn này suốt 16 năm, tôi thật sự không muốn ngồi trên đó nữa. Có đôi khi tôi thậm chí chỉ muốn ai đó có thể giải cứu cho tôi, bất luận là dùng phương pháp cực hình gì cũng được, tôi cũng đều nguyện ý chấp nhận. Tôi chỉ muốn căn bệnh này biến đi, để cho tôi có thể đứng lên. Tô Tử lạnh nhạt nói, không hề kích động, cũng không có nước mắt, giống như là cô đang kể về một chuyện mình không thể làm vậy. Nhưng trong giọng nói của cô cũng có chút oán hận, sự oán hận ông trời sao lại cho cô cái căn bệnh quái ác khó có thể trị tận gốc vậy. Đã là người bệnh, ít nhiều đều nảy sinh chút oán khí. Có khi là tự trách mình lúc trước không tự bảo vệ bản thân, có khi là oán hận số kiếp mình đen đủi như vậy. Từ trước tới nay Tô Tử chưa bao giờ biểu hiện điều đó ra. Giống như là cô nhận mệnh an tĩnh ngồi trên xe lăn vậy, không khóc lóc hay kêu than. Nhưng trong giờ khắc này, cuối cùng cô đã buông xuôi 16 năm ngụy trang để lộ ra mối oán hận 16 năm mình phải ngồi trên xe lăn này. Không, nhất định có thể chữa được mà, Tần Lạc ôn tồn nói. Tôi biết, Tô Tử nói, tôi thậm chí cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không, phải nói là trong lòng tôi có sự chờ mong rất lớn. Nhưng mà tôi sợ hãi sự thất vọng, cho nên tôi đã không ngừng nói những phương pháp chữa bệnh đó là hoang đường, tôi không muốn trái tim mình có nhiều hy vọng. Có phải như vậy cảm giác mất mát sau này sẽ ít hơn một chút đúng không? Vậy chúng ta hãy làm chuyện đó nhé, Tần Lạc nói. Tô Tử gật đầu. Tần Lạc cúi đầu xuống, có chút hung ác hôn lên đôi môi Tô Tử. Cô đã tùy tiện như vậy, đừng trách tôi không phải là người. Hương vị đôi môi Tô Tử rất ngọt ngào. Đó là vì mama mới vừa bưng tới cho cô một loại nước súc miệng được chế từ cây cỏ rất hiệu quả. Thậm chí ngay cả khi cô thở ra cũng phảng phất một mùi thơm ngát. Khuôn mặt cô rất trắng và tinh khôi, lông mi thanh tú cong dài, hôn lên cổ cũng rất tốt. Từ môi đến đuôi lông mày, từ đuôi lông mày đến cổ. Sau đó Tần Lạc mới tháo cái nút thắt cởi áo choàng trên người cô. Trang phục hắn có chỗ thuận lợi nhất chính là rất dễ cởi ra. Không có khuy cài, không có khoa kéo. Càng không có rườm ra lộn xộn, Tần Lạc chỉ cần khẽ kéo cái dây ra là cả một chiếc áo khoác màu trắng nhẹ nhàng được cởi bỏ. Tần Lạc giống như đang tìm kiếm, kéo cái áo khoác của cô ra xa, rồi lại kéo tiếp dây lưng ở dưới, cởi chiếc áo dày trên người cô, lại kéo tiếp một chiếc dây lưng nữa cởi một chiếc áo lót nhung, lột cái áo nhung ra, bây giờ hiện ra trước mặt Tần Lạc là một tì dây chiếc áo yếm màu đỏ tươi. Anh có biết đây là cái gì không? Nếu như không phải là bất chợt nhìn thấy thì Tần Lạc cũng đã quên mất sự tồn tại của kiểu nội y nữ tính này rồi. Phụ nữ hiện đại phần lớn thích sử dụng những nội y gợi cảm thần bí Victoria, có mấy người lại thích mặc loại áo yếm cổ đại này. Nếu như chúng ta có tình cờ nhìn thấy thì đó là trên người mấy đứa trẻ con. Những cô gái trẻ tuổi thì ít khi dùng, nhưng các cô ấy cải tiến loại yếm này trở thành một loại áo với tên khác là áo buộc dây. Những sợi tơ tằm khẽ phát sáng. Hoa văn được thêu một cách khéo léo, đơn giản nhưng lại để lộ ra một loại mỹ cảm cổ điển, người thiết kế hẳn là một người rất lão luyện. Trong mắt Tần Lạc thật hết sức gợi cảm. Đàn ông thường thích theo đuổi những điều mới mẻ, mà trước một nội y thông dụng lại trở thành mốt thời thượng. Thật đẹp, Tần Lạc lên tiếng khen ngợi, rồi đưa tay vuốt ve đôi chim uyên ương được thêu trên yếm. Viền xung quanh chiếc yếm nhỏ là rất nhiều bông hoa sen và tim sen. Mập mạp, kiều diễm. Mang đến cho người ta cảm giác ngạc nhiên thú vị. Mặc dù cách một tầng áo lót nhưng Tô Tử vẫn có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt trên phần nhạy cảm của cơ thể mình. Toàn thân như run lên, sau đó nhanh chóng cứng chặt lại, hai tay ôm trước ngực, cô khẽ nói, lạnh. Tần Lạc lúc này mới như bừng tỉnh, chính hắn đã quá lưu luyến cảm giác khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc yếm mà quên mất cảm giác của Tô Tử. Thân thể cô rất sợ lạnh, ngay lúc đó quần áo trên người cũng đã cởi ra hết.
rất dễ bị cảm lạnh. Trong trường hợp đó sẽ không thể làm bất cứ chuyện gì. Tần Lạc rất nhanh liền cởi trường bào của mình ra, nhanh chóng kéo đôi giày ở chân xuống, cùng nằm song song cạnh Tô Tử, đắp lên cả hai người một chiếc chăn rồi nói, như vậy đã được chưa? Tô Tử không lên tiếng, nhưng khẽ chui đầu vào trong chăn. Tần Lạc cũng hiểu được mình có hỏi hơi vô duyên, liền cũng chui đầu vào chăn. Như vậy là không ai nhìn thấy mặt ai, không ai bị đối phương nhìn kỹ, anh sợ cô sợ anh, có thể làm mọi chuyện. Sau khi mọi thứ kết thúc thì mọi người sẽ trở thành người quen, hay nói cách khác là người một nhà. Lúc đó, đôi bên nhìn nhau cũng không còn có cảm giác ngượng ngùng nữa. Làm những chuyện này mà ngượng ngùng thì còn làm gì được nữa. Trong chăn, Tần Lạc nhẹ nhàng cởi áo lót Tô Tử ra, sau đó đưa cơ thể lại gần khẽ ôm cô vào ngực. Hai chân Tô Tử không tiện, nó không nghe theo sự điều khiển của cô như những người phụ nữ khác được, cô không thể điều chỉnh những động tác để cho mình dễ chịu nhất, nhưng Tần Lạc không để cô phải lo lắng về vấn đề này. Tô Tử khẽ rên lên một tiếng, sau đó liền thở gấp. Hai bàn tay của Tần Lạc như hai con cá lớn quẫy đạp, từ trước tới nay chưa có ai chơi đùa trên những phần nhạy cảm của cô như vậy. Chưa có ai lại trêu đùa cô như vậy cả, không thể kêu lên. Nhưng đúng là với cô mà nói, rên rỉ cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, vì vậy, cô cố gắng kìm nén thanh âm xuống. Nhưng, càng kìm nén thì Tô Tử càng cảm nhận được một loại khoái cảm mãnh liệt. Tần Lạc cũng giống như một cậu bé bướng bỉnh, sau khi hắn thấy Tô Tử cắn răng cố gắng không muốn kêu lên, trong đầu chợt nảy lên những trò đùa mới, muốn thay đổi bày ra những trò đùa thú vị hơn. Hai tay hắn không du ngoạn trên cơ thể Tô Tử với nhịp điệu khiêu khích nữa, mà ở trong chăn, đầu hắn bắt đầu động đậy, hắn không ngừng hôn lên môi và thân thể Tô Tử. Cuối cùng thì Tô Tử cũng không thể chế ngự được nữa mà kêu lên một tiếng hả, sau đó bắt đầu kịch liệt mà rên rỉ. Khi Tần Lạc khẽ ngậm vào ngực cô thì thân thể cô run lên, sau đó hai tay gắt gao ôm lấy đầu Tần Lạc, cầm lấy mặt của hắn để im trước ngực không cho hắn di chuyển. Cơ thể run rẩy một hồi, lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Tần Lạc vô cùng kinh ngạc, sau đó rất có cảm giác đạt được thành quả mà nói, cô so với tôi còn nhanh hơn. Chương 395, tất cả vì sự sống. Một lúc lâu, sau khi cơ thể Tô Tử đã cảm nhận được hết dư vị, cô mới chủ động buông lỏng đầu Tần Lạc ra, Tần Lạc lúc này mới từ trong chăn chui ra. Cảm giác cơ thể bây giờ thế nào? Tần Lạc hỏi Tô Tử. Tô Tử cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, cũng là không có chút khí lực nào. Không có gì thay đổi cả. Đương nhiên là tôi biết chuyện đó không có gì thay đổi rồi. Tôi cũng chưa chính thức chữa bệnh theo trình tự mà. Tần Lạc nói, điều tôi lo lắng chính là cơ thể cô chịu không nổi. Im lặng một lát, sắc mặt Tô Tử như càng thêm hồng đỏ lên. Dường như đột nhiên trở nên khỏe mạnh, khẽ nói, không có gì đáng ngại. Chỉ là bây giờ tôi thật sự thấy không còn chút khí lực nào thôi. Ngay cả sức nói chuyện cũng không có nữa. Khi nói những lời này ra, tất nhiên là Tô Tử cũng có chút tự trách mình không ra gì, một mình vui sướng nhưng lại bỏ mặc Tần Lạc. Tần Lạc biết rằng bệnh này rất nguy hiểm, hơn nữa, bệnh của Tô Tử so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Bản thân hắn lúc nhỏ còn được sư phụ Huyền Cơ Tử dạy cho, đạo gia thập nhị đoạn cầm, cùng với, dẫn thể thuật, nên mới bảo toàn được tính mạng. Bồ Tát môn hẳn là cũng có bí phương trị liệu cho Tô Tử, chẳng qua là hai chân của cô kinh mạch bị đóng băng mà tàn phế, làm cho cô phải ngồi trên xe lăn suốt hơn 10 năm trời. Tần Lạc cũng kiểm tra mạch của Tô Tử, cực tế, cực hoãn, thật sự giống như trong truyền thuyết vậy, giống như là sự đông máu. Đương nhiên, lúc này chỉ là tạm ngừng, nhưng ai có thể cam đoan, lúc nào đó đột nhiên không chảy lên chứ. Bây giờ chỉ có ban ngày tinh thần cô mới tỉnh táo một chút, vừa đến buổi tối đã mơ màng buồn ngủ, dấu hiệu này rất là nguy hiểm. Cô cả ngày ngồi trên xe lăn, không làm gì tốn nhiều sức lực, vậy mà sao lại tiêu hao tinh lực nhanh đến vậy chứ? Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó chính là tinh khí thần của cô cực kỳ yếu. Nếu như một người mà toàn bộ tinh, khí, thần đều biến mất, như vậy hắn chính là một người chết. Bởi vì cùng mang trong mình căn bệnh kỳ quái, cho nên hai người mới quen mà như đã thân từ lâu. Rõ ràng từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại như đã quen biết từ nhiều năm trước vậy. Đây không phải là vừa thấy đã yêu mà là bởi vì bọn họ đã chờ đợi nhau, thật sự là đã chờ đợi rất khổ cực. Bọn họ cũng nghe chuyện này quả thực là hoang đường, chỉ dựa vào tin đồn bọn họ biết rằng không thể tin được, nhưng rồi lại chờ mong, hy vọng đó là sự thật. Bởi vì sợ hãi nỗi thất vọng nên họ lại cố ý nói rằng thật hoang đường. Tâm tư người bệnh vô cùng phức tạp,
Người đã từng mua xổ số đều nói là chúng giải thưởng lớn thật quá xa vời, nhưng trong lòng họ có thật không hề có hy vọng trúng thưởng không? Cũng bởi vì nguyên nhân này mà hai người nam nữ mấy lần gặp nhau trên giường, lại nảy sinh một thứ quan hệ tình bạn. Không có ngượng ngùng, không cảm thấy xấu hổ, không có áy náy, cũng tuyệt nhiên không phải là tội ác, chỉ là vì còn sống. Bọn họ không muốn chết. Bất luận là Tần Lạc hay là Tô Tử hoặc là một người nào khác. Tần Lạc ôm lấy thân hình gầy gò của Tô Tử rồi nói, không sao. Trước tiên cô cứ nghỉ ngơi một lát đi, hãy ngủ một giấc thật ngon. Vâng, Tô Tử gật đầu trả lời, rồi vùi đầu vào lòng Tần Lạc ngủ thiếp đi. Tần Lạc suy nghĩ mọi chuyện trong chốc lát, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nên cũng nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp. Lúc Tần Lạc mở mắt, trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Lúc này, bóng tối sắp rời đi để thay vào đó là ánh bình minh. Ánh sáng buổi sớm tịch L, gió lạnh thổi phảng phất, cách đó không xa, trên mặt hồ bao phủ một làn hơi sương mù, căn phòng nhỏ lúc này trông giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Anh đã thức dậy rồi à? Tô Tử hỏi. Tần Lạc quay mặt đi vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tô Tử. Trước đây việc đầu tiên của tôi khi tỉnh lại là rèn luyện thân thể. May là gặp sư phụ cho nên tôi mới có thể sống được đến bây giờ. Bây giờ có nhiều việc hơn trước, thời gian rèn luyện thân thể ít đi nhưng đã thành thói quen, đến giờ này không thể không tỉnh lại. Tần Lạc nói, ở đây cũng có thể rèn luyện thân thể mà. Tô Tử nói, cô ngủ có ngon không? Tần Lạc kích động hỏi. Tôi đang nói là đưa anh vào trong phòng rèn luyện. Tô Tử đỏ mặt sẵn giọng nói, mà mỗi ngày đều rèn luyện thân thể ở đó. Bồ Tát Môn cũng có một vài biện pháp luyện công, nhưng cơ thể của tôi không cần. Tần Lạc lại ôm Tô Tử vào lòng, làm cho mặt cô áp vào ngực mình, nói như cam đoan, cô nhất định có thể đứng lên được. Tình trạng cơ thể cô tôi cũng đã nghĩ rồi, chỉ cần tìm ra cách lấy hết luồng hàn độc đi, thì tôi có thể nghĩ ra cách sơ thông kinh mạch của cô một lần nữa. Gần đây tôi có trị liệu cho một người mắc chứng bệnh đông lạnh dần dần, bệnh này so với bệnh tình của cô chỉ là đơn giản hơn một chút thôi. Hàn độc trong cơ thể hắn có thể dùng thái ất thần châm để giải quyết. Sau đó lại dùng nhập thần chi cảnh đạo vào khí thể, giúp hắn sơ thông kinh mạch. Khi tôi tới thăm hắn thì bây giờ hắn đã phục hồi rất tốt. Hai tay cũng có thể vận động được, chân cũng bắt đầu có phản ứng. Không cần phải đến một năm, có lẽ là nửa năm, hắn có thể đứng lên một lần nữa. Bây giờ chúng ta cũng có thể làm như vậy, trước tiên cần nghĩ cách tiêu trừ hàn độc trong cơ thể cô. Như vậy, cô mới có thể một lần nữa đứng dậy được như người bình thường. Tôi tin tưởng vào anh. Tô Tử nói, anh vẫn luôn mang đến cho người ta sự vui mừng xen lẫn sợ hãi. Tôi cũng muốn có cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi ấy của anh. Nhất định sẽ được, vừa lúc không có việc gì, tôi đi rèn luyện thân thể một chút đây. Tần Lạc nói, kỳ thật là hắn có chút trốn tránh sự nhớ nhung. Tối hôm qua không có cơ hội phát tiết, hôm nay ôm cơ thể Tô Tử lại cảm thấy có chút động lòng, nửa thân thể phía dưới đã sớm cao ngất như tùng. Rời giường tắm nước lạnh. Rồi luyện tập, đạo gia thập nhị đoạn miên, một lát, hỏa khí trong cơ thể sẽ có thể được chút ra hết. Lúc thân thể Tô Tử và Tần Lạc dính vào nhau, đã cảm nhận được Tần Lạc có chút khác thường. Tô Tử tinh thông y học sẽ không giống như một số cô gái không biết gì khi vô tình đụng phải cái đó của đàn ông lại lầm tưởng là cái chìa khóa hoặc là điện thoại di động hay một đồ vật gì đó. Thấy Tần Lạc muốn rời khỏi giường để trốn tránh ham muốn, Tô Tử giơ tay ôm lấy cơ thể hắn mà ôn tồn nói, hay là chúng ta rèn luyện trên giường đi. Tôi cũng đã nghỉ ngơi tốt rồi. Tần Lạc do dự một giây, cuối cùng không đành lòng từ chối. Sau một màn dạo đầu, Tần Lạc cảm giác Tô Tử đã chuẩn bị tốt rồi, lúc này hắn mới từ từ đi vào bên trong cô. Bởi vì thân thể Tô Tử rất mỏng manh, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần lướt qua là có thể bị xé rách. Cho nên, Tần Lạc rất cẩn thận từng tí một. Tô Tử nhíu mày cảm nhận cậu nhỏ của Tần Lạc đang từ từ đi vào trong cô. Đợi sau khi cô thích ứng, Tần Lạc mới thở dài một hơi. Sau bước tiến vào quá mức cẩn thận đó khiến cho hắn có chút cảm giác bối rối. Mặc dù hắn có cảm giác rất chặt, nhưng phần sung sướng cũng bị cảm giác bối rối kia làm phai nhạt đi ít nhiều. Tôi vào rồi, Tần Lạc nói. Tô Tử gật đầu, hai tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường, vẻ mặt cô vẫn đang lộ chút hồi hộp. Sau khi làm cho Tô Tử phát ra một tiếng kêu dài, Tần Lạc đã cố gắng cho cậu nhỏ vào sâu nhất có thể. Đến lúc này Tần Lạc mới cảm nhận được khoái cảm thực sự. Hơn nữa, điều kỳ diệu hơn chính là, hắn có cảm giác, có một luồng khí bao xung quanh hắn, tràn ngập bốn phía, khiến hắn thật khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Mát lạnh, êm ái,
như cá gặp nước. Chẳng lẽ điều nói trong truyền thuyết là sự thật sao? Tần Lạc kích động thầm nghĩ. Nhưng lúc này hắn không rảnh để nghĩ đến mấy chuyện đó. Phần thắt lưng của Tần Lạc cố gắng hoạt động mạnh, bắt đầu đánh nhịp sâu vào bên trong Tô Tử. Đúng là, tình cảm vượt qua vạn loài, bỏ qua mọi sự e thẹn. Xuân tình vô hạn luôn phát lên thành tiếng. Phút chốc suy tàn, thời trẻ qua mau. Vậy khi lúc thanh xuân sao không say với tình xuân? Tô Tử quay sang giúp Mama bày bát đũa vừa nói, Mama, tôi có chuyện này muốn nói. Sắp tới tôi muốn ra ngoài ít hôm. Lão Thái Thái sửng sốt vài giây, sau đó nói, tiểu thư, có câu này lão thân không biết có nên nói ra không? Mama, chúng ta ở với nhau đã nhiều năm như vậy, tính tôi như nào mà bà còn không biết sao? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Tô Tử ngạc nhiên nói. Tiểu thư, mặc dù tôi biết cô cùng đi với phụ mã cũng là chuyện đương nhiên. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Ui, 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 ý tôi không phải là định nói cô là gà là chó. Tiểu thư đi theo phụ mã ra ra ngoài hẳn là cũng chuyện nên làm. Nhưng dù sao ở đây cô cũng là thân phân môn chủ của Bồ Tát Môn. Hiện tại môn phái đang xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng phải dặn dò một tiếng mới đúng chứ. Ngôi vị môn chủ này, cô giữ để làm gì? Nếu như cô muốn giao cho người khác, cũng phải chọn một người thích hợp đúng không? Tô Tử xấu hổ mà nói, Mama, bà nói cái gì vậy? Ai nói tôi muốn đi theo hắn? Tôi nói là muốn đi một chuyến đến Hàn Quốc, bà cũng muốn đi cùng tôi chứ? Hàn Quốc, có phải trước kia là tiểu quốc Cao Ly không? Lão Mama hỏi. Bây giờ nói đã đổi tên là Hàn Quốc, TLL vừa cười vừa nói. Hừ, Cao Ly tiểu quốc thì vẫn là Cao Ly tiểu quốc, nó có đổi tên là Tần Quốc thì vẫn là Cao Ly tiểu quốc. Lão Mama không khách khí mà nói. Tiểu thư, chúng ta đến đó làm gì? Đó là một nước nghèo phải không? Trước kia cũng đã không ít người đã bị chết đói. Cậu có biết Viên Đại Đầu không? Hắn đã mơ mộng Hão Huyền làm hoàng đế ở đó. Hắn đã bị đi đày đến trấn thủ ở Cao Ly, nghe đâu đều bị bọn họ giết sạch không còn một tên nào. Cuối cùng hắn chạy thoát được. Tần Lạc trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Bà lão này có lẽ đã rất già rồi. Câu chuyện bà nói đã từ thế kỷ trước rồi mà. Mama, bây giờ Hàn Quốc không giống với Cao Ly trước kia đâu. Tần Lạc giải thích, bây giờ kinh tế của họ phát triển rất nhanh, là một trong những cường quốc của châu Á đấy. Thực lực vô cùng lợi hại. Thật vậy sao, so với Trung Quốc chúng ta thì nước nào lợi hại hơn? Lão Mama tỏ vẻ không tin nói. Lão thân đến bây giờ cũng không rõ chúng ta đến đó để làm gì vậy. Nơi đó xa lắm hả? Đi đến đó để tỉ thí y thuật với bọn họ, Tần Lạc nói. Bọn họ đã khiêu chiến với chúng ta. Cao Ly mà cũng có y thuật sao? Bọn họ đều là học chúng ta mà. Lão Mama ngẩng khuôn mặt già nua gầy gò lên tức giận nói, uống nước mà không biết nguồn nước ở đâu. Học chúng ta mà lại còn chạy tới định bắt nạt chúng ta sao? Đây là đạo lý gì vậy? Hừ hừ, lão thân muốn đến đó để dạy bảo cho bọn họ một trận đây. Chương 396, để họ im miệng. Mama, không cần tức giận. Nếu đã qua rồi thì dạy bảo bọn họ một chút mới phải. Tần Lạc an ủi bà già nỏng này dễ dàng kích động này. Bây giờ tình hình bên ngoài rất gay gâu, liên tục có người thổi phồng đông y vô dụng, đông y có hại, cũng liên tục có người ý kiến đông y nên bị xóa bỏ. Nếu đông y thực sự nên xóa bỏ, tại sao Hàn Quốc lại muốn cướp của chúng ta? Tại sao chính phủ của họ đầu tư nhiều tiền như vậy để phát triển và nghiên cứu đông y? Đúng thế, khi đông y trị bệnh cứu người, sao bọn họ không nói đến xóa bỏ? Cái này lão quên không dạy con cháu, lão Mama nói rất đồng tình. Vì thế chúng ta đến Hàn Quốc lần này, chỉ được thắng, không được thua, Tần Lạc cười khổ nhìn Tô Tử, nói, chúng ta không được thua đấy nhé. Chúng ta sẽ không thua, Tô Tử khẳng định, hôm nay anh phải đến thăm chính khí môn à. Ừ, hôm nay đến chính khí môn, mai lại về Yên Kinh thăm quỷ y phái. Lần này còn phải nhờ cậy nhiều vào sự giúp đỡ của mọi người mới được. Phụ mã. Cậu nói như thế là khách sáo rồi. Lão Mama cười khục khặc, âm thanh chối tai nhưng nội dung câu nói lại không chối tai. Cậu và tiểu thư chúng tôi thành thân, vậy là người một nhà rồi, người một nhà nói chuyện như hai nhà, thì xem nhau như người ngoài rồi. Bà già như tôi cũng đi cùng, tùy phụ mã sai khiến, có điều chuyến này nhiều cao thủ, sợ là tôi không có cơ hội mó vào. Tần Lạc lắc đầu cười, nói, không đâu, mọi người đều có cơ hội. Trong đầu hắn có một quyết định điên khùng. Chẳng qua lúc đó chưa nói ra. Muốn cứu lại đông y, nhất định phải lấy phương pháp không phải của mình để khuếch trương thanh thế. Con người đều ích kỷ,
hắn nhất định phải lo lắng nhiều hơn cho con cháu Trung Quốc đời sau. Ăn xong Tần Lạc liền đi, hắn đã hẹn với Tô Tử, 3 ngày sau tụ hợp ở Yên Kinh. Tô Tử đi lại không tiện, mà Bồ Tát môn đa phần đều là nữ, vì thế cũng phải lên đường sớm. Sau khi Tần Lạc rời đi, cô cũng xuất phát. Tần Lạc đẩy Tô Tử ra cổng lớn sân sau, dừng xe lăn lại, cúi người ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tử, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của cô, nói, cách dùng kim tôi dạy em đã nhớ chưa? Nhớ rồi, Tô Tử nhu thuận gật đầu. Cao thủ dùng kim của Bồ Tát môn hẳn không ít, em hãy bảo bọn họ châm cứu cho em theo lối này, không được gián đoạn, trước tiên thử xem có thể đả thông một số kinh mạch không, ít nhất, có thể bảo đảm nó sẽ không có chuyển biến xấu đi. Vâng, em hiểu rồi, Tô Tử dịu dàng nhìn Tần Lạc nói, mau đi lo chuyện của mình đi, không cần lo lắng. Ừ, 3 ngày nữa gặp lại, Tần Lạc nói, đứng dậy hôn vào trán Tô Tử, khiến cô thẹn thùng mà cả điệu cười the thé của bà lão kia nữa. Sân bay quốc tế Seoul thực tế không ở khu vực thành thị của Seoul mà nằm ở một hòn đảo ngoại ô phía tây thành phố Seoul. Sân bay quốc tế Gimpo cũ do quá gần khu vực nội thành, đã chuyển thành sân bay cho các chuyến bay trong nước, mất đi 2 chữ quốc tế, Seoul định phát triển nó thành sân bay quốc tế có đường bay ngắn. Cái ngày hơi giống với nhiều sân bay của Trung Quốc, còn có 20 phút, máy bay sẽ đáp xuống sân bay Seoul, đến lúc đó, các vị có thể thỏa thích chiêm ngưỡng phong cảnh Hàn Quốc rồi. Thấy không ít người nhìn hắn hằm hằm, Tô Sán hướng dẫn viên du lịch đi cùng vội chữa lời, thực ra Hàn Quốc cũng không có gì để ngắm cả, không bằng Trung Quốc rừng vàng biển bạc, Ngũ Nhạc quay về không xem núi, Hoàng Sơn quay về không xem nhạc. Ngay cả đoàn làm phim Avatar cũng đến cửu trại câu chúng ta chọn cảnh, đất nước họ đâu có thể sánh được. Tần Lạc cười khổ nói, không cần cố chữa lời, chúng ta tự tin nâng người khác lên hạ thấp giá trị của mình, càng không cần tự tâng bốc mình, tự cho mình thiên hạ không gì sánh được. Hàn Quốc mấy năm gần đây kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, du lịch cũng rất phát triển. Chúng ta nên lấy thừa bù thiếu, mọi người đến Hàn Quốc đi nhiều nhiều vào, tìm xem họ có cái gì đáng để chúng ta học hỏi. Hi hi, anh Tần nói đúng, đây là đạo lý. Tô Sán cười khì khì nói. Trong lòng hắn thực sự rất tôn trọng Tần Lạc. Tuổi tác giữa mình và hắn cũng xấp xỉ, năm nay mới tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Trung Quốc. Dựa vào mối quan hệ của gia đình mới xin được vào làm phiên dịch phụ trách đối ngoại cho Bộ Y tế, nhưng hắn đã là trưởng đoàn đoàn đại biểu đại diện cho danh dự và vinh quang của quốc gia. Trước hành trình đi Hàn Quốc, Tô Sán đã lên mạng tìm tư liệu về Tần Lạc. Hắn muốn có hiểu biết toàn diện về người phụ trách chính của mình lần này. Cái này cũng không vấn đề gì, trước là bị tuổi tác của Tần Lạc làm kinh ngạc, sau lại giật mình vì năng lực và những chuyện hắn làm ra. Chuyến đi này đã thấy. Mỗi thành viên đều rất nghe lời hắn, ngay cả mấy vị bác sĩ nổi tiếng rất có uy tín của Trung Quốc cũng đánh giá hắn rất cao, còn có vài người tính tình xem ra có vẻ gàn dở, cũng chẳng biết là người từ đâu ra cũng tôn trọng hắn. Bởi người có được chức vị nhờ hoàn cảnh gia đình và vận may thì người khác sẽ coi trọng bạn nhưng không tôn trọng bạn, còn người thanh niên trước mặt có được sự tôn trọng của tất cả mọi người lại không có liên quan quá nhiều đến hoàn cảnh và vận may. Đương nhiên hoàn cảnh và vận may vẫn rất quan trọng. Tần Lạc đoàn trưởng đoàn đại biểu, mọi người đều nghe sự chỉ huy của hắn, hắn nói vậy, nhưng người khác tự nhiên cũng không nói gì thêm. Tai ù ù, áp lực không khí bắt đầu tăng lên. Tiếp viên hàng không nhắc mọi người thắt chặt dây an toàn, mấy người Tần Lạc sắp đến Seoul. Đợi máy bay dừng hẳn, Tần Lạc qua ôm Tô Tử đi ra khỏi khoang máy bay, sau đó tại cửa có một nhân viên vội vàng đẩy xe lăn tới. Bọn họ là nhân viên phụ trách đón tiếp khách của lãnh sự quán Trung Quốc trú tại Hàn Quốc. Sớm đã nhận được thông báo chuẩn bị xe lăn chờ sẵn ở đó. Cảm ơn, Tần Lạc vừa nói vừa cười với họ. Đoàn trưởng Tần khách sáo quá, đây là việc chúng tôi nên làm. Một người đàn ông trung niên mặt mày điềm đạm cười nói, cán bộ bộ chăm sóc sức khỏe phúc lợi gia đình Hàn Quốc và đại diện Hiệp hội Y học Hàn Quốc đang ở bên ngoài chờ nghênh đón, còn có khá nhiều phóng viên truyền thông đang đợi ở đó. Tần Lạc rất cảm ơn sự nhắc nhở chu đáo của ông ta, cười nói, cảm ơn anh. Ở Hàn Quốc phải phiền các anh rồi. Hy vọng các cậu giành được vinh quang cho đất nước. Người đàn ông trung niên cười nói. Bọn họ là nhân viên của đại sứ quán, tất nhiên là biết mục đích chuyến đi này của Tần Lạc và mọi người. Bọn họ cũng không quen nhìn sự độc tài của Hàn Quốc, càng không thích những bản tin truyền thông mang tính suy đoán không thực tế của họ. Tô Sán đảm nhiệm phiên dịch tại chỗ, luôn theo sát Tần Lạc, nghe lời của nhân viên đại sứ quán, hắn cười nói, yên tâm đi. Đoàn trưởng Tần nhất định không để đồng bào ta thất vọng đâu. Chúng tôi đương nhiên tin tưởng đồng bào của đồng bào mình.
Người đàn ông cười, mời. Tần Lạc gật đầu, dẫn đầu đoàn đại biểu đi về phía lối ra. Vừa bước đến cửa ra đã nhìn thấy biển người đông nghịt bên ngoài. Có nhân viên của đại sứ quán và có đồng bào Trung Quốc đến chào đón, có cán bộ chính phủ Hàn Quốc và đại diện Hiệp hội Y học Hàn Quốc, còn có không ít nhân viên truyền thông. Tần Lạc vừa tới cửa ra, chào đón hắn là một loạt chớp đèn máy ảnh, đám phóng viên ào ào lao đến, nhao nhao chụp ảnh Tần Lạc và các thành viên đoàn đại biểu theo sau hắn. Tần Lạc đã có kinh nghiệm với những trường hợp như vậy nên cũng không cảm thấy có gì khó chịu, mặc dù mắt không dễ chịu cho lắm nhưng hắn vẫn giữ nụ cười mỉm, vẫy tay chào hỏi những đồng bào đang nhiệt tình đón tiếp họ. Anh Tần, hoan nghênh đến Hàn Quốc, hai bàn tay to chủ động đưa ra. Cảm ơn, Tần Lạc gật đầu cười. Người chủ động bắt tay hắn chính là Park Yang Ho, người từng có xích mích với hắn ở Đài Loan, cũng chính vì cái mâu thuẫn nhỏ ấy mới có giải thi đấu y học giữa hai nước lần này. Lần trước hắn ta còn mở bệnh viện ở Đài Loan mà, không ngờ hắn cũng vì giải đấu này mà quay về Hàn Quốc, hơn nữa còn có thể trà trộn vào đoàn tiếp đón. Đến đây, xin cho phép tôi được giới thiệu với anh mấy người bạn, Park Yang Ho kéo tay Tần Lạc nói. Hắn chỉ vào một người đàn ông lùn lùn đeo cặp kính xem chừng có vẻ lịch sự nho nhã, nói, vị này là Phó Bộ trưởng Bộ Chăm sóc Sức khỏe Phúc lợi Gia đình, Shin Chan-min. Đoàn trưởng Tần, chào anh, rất hân hạnh được biết. Hy vọng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi ở Hàn Quốc. Shin Chan-min bắt tay Tần Lạc, nói bằng tiếng Hàn. Tô Sán nhanh chóng dịch lời chào hỏi của ông ta cho Tần Lạc. Cảm ơn Bộ trưởng Shin. Tần Lạc cảm ơn lần nữa, hắn hơi ghét cái kiểu đón tiếp mang tính nghi thức thế này, nhưng lúc đó hắn đại diện cho bộ mặt quốc gia, không thể không tự mình ứng xử. Vị này là Phó Hội trưởng Hiệp hội Y học Hàn Quốc chúng tôi, ông Park Chan-tae. Park Yang Ho chỉ vào người đàn ông mặc vest màu cho, dáng người gầy trông như cây cột điện. Tần tiên sinh, tôi đã nghe qua đại danh. Park Chan-tae chủ động đưa tay về hướng Tần Lạc, mà còn nói tiếng Trung Quốc, mặc dù không chuẩn lắm nhưng cũng không ngăn cản sự nối liền giữa hai người. Hội trưởng Park biết nói tiếng Trung, thật khiến người ta bất ngờ. Tần Lạc cười nói, tôi thích văn hóa Trung Quốc. Cũng thích tìm hiểu văn hóa Trung Quốc, vì thế tôi đã tìm riêng một giáo viên Trung Quốc để học, nói cũng không tệ chứ. Park Chan-tae tươi cười nói. Rất khá, Tần Lạc khen ngợi. Đoàn trưởng Tần, cậu trẻ tuổi đã gánh vác trọng trách, đại diện quốc gia đến tham gia thi đấu, lẽ nào người Trung Quốc đều đã đi học Tây Y rồi sao? Park Chan-tae ỏi với vẻ mặt vô tội. Các phóng viên bên cạnh nghe thấy Hội trưởng Hiệp hội Y học Hàn Quốc nói đến đề tài nóng bỏng như vậy. Lập tức chìa loại bút ghi âm như đồ chơi ra trước mặt hai người. Có chí không phải là ở tuổi tác cao, người Trung Quốc chúng tôi từ nhỏ đã chăm chỉ học đông y. Đây là cội nguồn, cũng là nền tảng, từ cụ già trăm tuổi đến đứa bé 10 tuổi, đều sẵn lòng gánh vác trách nhiệm này vì quốc gia. Tần Lạc đáp có lý có tình. Park Chan-tae gật đầu, nói, thật khiến người ta hâm mộ. Có điều sao tôi lại nghe thấy quý quốc đã xảy ra vài chuyện không hay. Rất nhiều người Trung Quốc đề nghị xóa bỏ đông y. Cái này quả thực khiến người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ chuyện này đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Tần Lạc nheo mắt rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trả lời. Hắn lắc đầu cười, nói, chưa giải quyết. Hiện nay vẫn còn có rất nhiều người hô hào đòi xóa bỏ đông y. À, vậy thì các anh nhất định không có tâm trạng thi đấu. Park Chan-tae nói. Không, Tần Lạc lắc đầu nói. Chính bởi có người đề nghị xóa bỏ đông y nên chúng tôi mới tới Hàn Quốc. Vì sao? Bởi vì đánh bại các ông rồi, những người đó sẽ biết điều mà im miệng. Chương 397, kế hoạch điên rồ. Thời gian ngưng động trong chốc lát, dường như vẻ mặt của mọi người đều đông cứng lại. Nhiều năm tranh giành, sự đối địch thu nhỏ cuối cùng đã trực tiếp va chạm nhau. Vốn dự liệu được chiến tranh tàn khốc không khói súng, tranh chấp không phải của mình mà là của quốc gia. Bất kể là Trung Quốc hay Hàn Quốc, hai nước đều không thể thua được. Nhưng lại không ngờ, vừa mới gặp nhau hai bên đã gươm súng sẵn sàng, đều nói ra những lời ảnh hưởng đến người kia. Đám phóng viên truyền hình đang nhìn chằm chằm kia phản ứng lại rất nhanh, bắt đầu phản kích. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Lẽ nào anh cho rằng các anh dựa vào y thuật của mình có thể thắng chúng tôi sao? Rất nhiều thực tế đã chứng minh, y học Hàn Quốc chúng tôi đang trên đà phát triển. Còn các anh lại đang tụt dốc. Chúng ta không nên thi đấu cùng họ, điều này với chúng ta là một sự nhục nhã, Bộ Y tế thật đã làm một việc điên rồ. Ngài Tần, không chọn vị trí châm cứu huyệt vị của Trung Quốc và Nhật Bản làm tiêu chuẩn mà lại chọn Hàn Quốc, anh thấy thế nào về việc này? Park Chan-tae vốn rất tức giận nhưng nhìn đám phóng viên bên mình căm phẫn sôi sục,
giống như muốn xông lên cãi nhau với đoàn đại biểu của Trung Quốc, lão đành nén lửa hận trong lòng, cười nói, Tần Lạc tiên sinh còn quá trẻ, lời nói khó tránh khỏi bồng bột, mong mọi người đừng quá kích động. Tôi tin chúng ta sẽ không thua cuộc, Hiệp hội Y học Hàn Quốc sẽ đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc chiến thắng cuộc thi này, điều này không có gì phải lo lắng. Ý tứ của hội trưởng Park đơn giản là, người này còn quá trẻ, nói chuyện không có chừng mực, miệng chỉ biết phóng đại, mọi người không cần chấp chặt người kém hiểu biết, tôi tin Hiệp hội Y học Hàn Quốc nhất định sẽ thay mặt quốc dân vĩ đại giành được thắng lợi. Tần Lạc không ngốc, đương nhiên hắn cũng nghe rõ tầng ý nghĩa này. Tần Lạc đang định nói nhưng không ngờ Vương Tu Thân đằng sau lại đứng ra, lão nhìn mọi người cười nói, tôi biết khẩu chiến không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn phải nói một câu, chúng tôi đến là vì thắng lợi. Tần Lạc còn trẻ nhưng tôi không trẻ. Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi. Tôi tin vào năng lực của cậu ấy, tôi không tin khả năng của các anh. Năng lực của các anh có bao nhiêu, tôi biết, chúng tôi có bao nhiêu năng lực các anh không biết. Lão quay người sang Park Chan-tae cười nói, tại sao lại nói như thế ư? Y học của Hàn Quốc trước đây gọi là Hán Y, sau này Vua Thế Tông phát minh ra chữ Hàn, Hán Y liền bị các anh đổi trộm thành Hàn Y. Điểm này có căn cứ có thể tìm hiểu, mọi người có thể tìm những tư liệu liên quan. Giáo sư Park là một học giả có tiếng chắc hẳn biết tài liệu về phương diện này chứ. Park Chan-tae hơi bẽ mặt, cười nói, khẩu chiến không có ý nghĩa gì, chờ đến khi thực thế chứng minh tất cả đi. Lần này các vị đến Hàn Quốc, xin mời tha hồ nhìn ngắm thành quả phát triển mọi mặt của đất nước chúng tôi. Sẽ như thế Tần Lạc gật đầu nói. Ra khỏi sân bay. Ngồi trên chiếc xe bus sang trọng chính phủ Hàn Quốc phái đến đón, chạy về hướng nội thành. Nửa câu không vừa ý, Park Chan-tae lạnh nhạt nói vài câu rồi quay sang trò chuyện với Phó Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc lợi gia đình Shin Chan-min ngồi đằng sau. Những người Hàn Quốc khác cũng dùng tiếng Hàn để nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc, rồi khẽ cười ra tiếng. Hắn cười nhạo bạn nhưng lại không để bạn biết vì sao cười nhạo bạn, hơn nữa hắn còn không để bạn biết hắn chính xác là đang cười bạn. Người như vậy, rất đáng coi thường. Đoàn đại biểu Tần Lạc dẫn theo này có vài người là cao thủ hắn chọn ra từ nghiệp đoàn Đông Y Trung Quốc, đa số những người này đã từng theo hắn đi Vân Điền tham gia giải quyết chuyện siêu vi trùng, vì thế mọi người đều rất thân thuộc. Còn có mấy người là danh y tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Quốc, ví dụ như bậc thầy của Tần Lạc, Vua Châm Cứu Vương Tu Thân, Đại sư Trần Sương Cố Bách Hiền, Quách Húc Sinh, thành viên khác đều là những tinh anh được mời từ hai môn một phái của nghiệp đoàn Đông Y. Môn chủ chính khí môn Cốc Thiên Phạm đích thân dẫn đội, Phong Hà, Vũ Đình, Trúc Y của đội đánh giá đều rời núi. Bồ Tát môn đương nhiên là do Tô Tử người mới nảy sinh quan hệ với Tần Lạc dẫn đội, Quỷ Y phái do chú của Âu Dương Lâm Âu Dương Mẫn dẫn đội, những người đi theo này Tần Lạc đều đã gặp mặt, bọn họ đã thể hiện hết sức tuyệt vời trong trận đấu y thuật, không phải là hạng tầm thường. Với sự gợi ý đặc biệt của Tần Lạc, Âu Dương Lâm cũng bị dẫn đi. Có điều hiện giờ lão không tiếp xúc với bất kỳ người nào của Quỷ Y môn, một thân một mình, giống như một người riêng rẽ vậy. Tình cảnh như vậy, trong mắt của Quỷ Y phái có khó chịu nhưng cũng có chút hả hê, Âu Dương Mẫn lại thở dài một tiếng. Thành viên phía chính phủ phải lấy đại cục làm trọng, vì thế thỉnh thoảng còn phải cười nói mấy câu với thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc, nhưng mấy người của Hiệp hội Y học Hàn Quốc kia lại coi Tần Lạc như kẻ thù. Ngay cả vẻ mặt đóng kịch ân cần cũng vứt luôn, chỉ đợi giải đấu bắt đầu là bạt mạng chém giết. Để thằng cha kiêu căng sắc sược nhưng không có tài năng này chết đi sống lại. Thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc cũng chợp mắt nghỉ ngơi lấy sức, đợi giải đấu chính thức bắt đầu, Tần Lạc nắm tay Tô Tử, nhìn người con gái từ trước tới nay chưa đi xa đang nhìn ngắm thế giới bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy phấn chấn, khiến người khác cũng thấy vui lây. Lão ma ma vốn ôm thái độ coi thường Hàn Quốc, nhưng nhìn thấy những tòa nhà cao tầng san sát, những chiếc ô tô lao vun vút trên đường, cũng cứ nhắc mãi, sao lại thế này? Sao lại thế này nhỉ? Cái này không giống với nghe nói nhỉ, không phải là nói Triều Tiên mỗi năm đều có người chết đói, anh em một nhà mặc chung một cái quần sao? Tần Lạc cười khổ, nói, mama, phải nhìn vấn đề bằng quan điểm phát triển chứ, kinh tế Hàn Quốc những năm gần đây phát triển nhanh chóng, hơn nữa xuất hiện không ít những ngành công nghiệp trụ cột, ví dụ như xe hơi cho đến thiết bị điện tử, thậm chí còn vượt xa nước ta. Thật kỳ diệu, thật kỳ diệu. Lão mama nói, năm đó còn nghèo khổ chứ lại. Tần Lạc đành chịu, không biết làm sao. Lão ma ma vì mù thông tin nên mới một mực nhớ đến huy hoàng trước kia, không muốn nhìn thẳng vào tình hình hiện nay. Nhưng có vài người trẻ tuổi cả ngày tiếp xúc với Inte lại có thái độ giống lão ma ma, cái này có chút đáng buồn. Lạc hậu cũng không đáng sợ,
đáng sợ là không muốn thừa nhận sự lạc hậu của mình. Vĩ nhân nói rất hay, coi thường kẻ địch về chiến lược, coi trọng kẻ thù về chiến thuật. Cố tình hạ thấp người khác để đề cao bản thân, thực tế là một loại tự ti cực độ và lối cư xử hạn hẹp. Văn hóa của Yên Kinh và khí phách của Hoàng Triều không phải là thứ mà những thành phố mới trỗi dậy này có thể so sánh được. Vừa mới xuống máy bay đã nảy sinh mâu thuẫn, thật không biết tiếp theo sẽ quyết liệt đến mức độ nào. Tô Tử cười nói, nhưng, lời anh nói rất hợp ý tôi. Đây vốn là cuộc chiến sinh tử, mọi người bề ngoài cười đùa vui vẻ, đến lúc đó lại phải tranh giành một mất một còn. Không bằng xé tầng giấy mỏng này ra, khiến các thành viên gây dựng bầu không khí cùng chung mối thù cũng tốt. Vâng, Tô Tử gật đầu. Em thấy sức khỏe thế nào? Tần Lạc hỏi. Vẫn tốt, tinh thần khá hơn trước một chút, cũng không mệt rã rời như trước nữa. Tô Tử vui vẻ cười nói, bộ châm pháp đó thực sự có hiệu quả. Em để ma ma châm giúp em liền 3 ngày, phần dưới đã có thể cảm giác được khí nóng. Thái ất thần châm có thể có được tiếng tăm như vậy đương nhiên có chỗ thần kỳ của nó. Mặc dù ma ma không hiểu lấy khí vận kim, nhưng nắm được nền tảng, thì cũng có hiệu quả. Đã có tác dụng rồi thì cứ tiếp tục châm đi, anh nhất định sẽ làm cho em đứng lên được. Đứng lên, Tô Tử nhìn đôi chân còn không thể động đậy của mình. Mong ước đẹp biết bao. Tần Lạc thầm nghĩ trong lòng, đây không phải mong ước, là sự thực. Sau nửa tiếng đồng hồ, xe buýt đã dừng trước cửa một quán rượu nhìn có vẻ sang trọng. Tên của quán rượu viết bằng chữ Hàn, Tần Lạc cũng không biết tiếng Hàn, nhờ Tô Sán bên cạnh phiên dịch mới biết tên nó là quán rượu quốc tế Seoul. Park Yang Ho đi tới, cười nói, ngài Tần, phòng của các anh chúng tôi đã bố trí cả rồi. Mời các anh nghỉ ngơi một chút rồi cùng dùng cơm trưa, đến giờ, tiểu y vương của chúng tôi sẽ đến dẫn đi, tiểu y vương, ông vua nhỏ ngành y. Tiểu y vương, Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Park Chan Tê liếc Tần Lạc một cái, tỏ vẻ không hài lòng với sự thiển cận của hắn. Cậu ấy là cháu của ân sư Han Huyết tiên sinh, giống như anh, đều là bác sĩ rất trẻ, y thuật của cậu ấy rất lợi hại, là niềm tự hào của y học Hàn Quốc chúng tôi. À, vâng, tôi rất chờ đợi. Tần Lạc cười nói, hắn lại muốn xem tiểu y vương này có năng lực thế nào. Cầm lấy thẻ phòng, Tần Lạc tạm biệt mọi người, về phòng của mình. Sau khi tắm rửa qua loa, hắn liền đến phòng Tô Tử. Nhưng trong lúc đó Cốc Thiên Phàm của Chính Khí Môn, Tô Tử của Bồ Tát Môn rồi cả Âu Dương Mẫn của Quỷ Y Phái đã tụ họp ở chỗ nào rồi. Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc nói, cậu thật biết treo mỡ miệng mèo, cả đường đều nghĩ đến cái kế hoạch hoa đà mà cậu nói. Đoán cả ngày cũng không ra rốt cuộc là cái gì, giờ cậu nói nhanh nhanh cho chúng tôi nghe xem. Tôi đã hỏi Tô Tử mà cô ấy cũng không muốn nói. Cốc môn chủ, tôi cũng không biết gì mà. Tô Tử cười nói. Cô cũng không biết thì ai có thể biết nữa. Cốc Thiên Phàm cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc và Tô Tử, nói. Âu Dương Mẫn kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên nhìn Tần Lạc và Tô Tử hỏi, hai người đã kết tình nghĩa vợ chồng rồi sao? Âu Dương, ông còn chưa biết à? Cốc Thiên Phàm cười nói, 3 ngày trước tôi đã biết rồi. Chúc mừng, vội quá không kịp mang quà mừng tới. Âu Dương Mẫn nói, trong lòng lại nghĩ, nếu anh hai muốn đi trên con đường khác, e là hy vọng tan theo mây khói rồi. Thằng nhỏ này và Cốc Thiên Phàm tình như huynh đệ, trước khi môn chủ của Bồ Tát Môn lại thành người con gái của hắn, Quỷ Y Phái còn muốn liên kết hai môn kia cùng chống đối lại nghiệp đoàn Đông Y của Tần Lạc. Hiện giờ xem ra, thằng nhỏ này lại nắm trong tay hai môn. Lạnh nhạt với Quỷ Y Phái đây. Đại ca Âu Dương khách sáo quá rồi. Nhận được tấm lòng, quà cáp thì miễn. Tần Lạc nói nếu chúng ta đến Hàn Quốc một chuyến, là phải đạt được thành quả cao nhất. Bây giờ, tôi nói cho mọi người nghe một chút về kế hoạch hoa đà nhé. Chương 398, Tiểu Y Vương. Thực sự phải làm như vậy sao? Cốc Thiên Phàm kinh ngạc nhìn Tần Lạc, hỏi. Lão thực sự khó có thể che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Lại không ngờ Tần Lạc nhìn nhã nhặn văn hóa lại có thể tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Đây là cách tốt nhất. Hàn Y cũng thuộc nhánh của Hàn Y. Như vậy đối với sự đả kích của họ không phải quá lớn sao? Bổ sung cho nhau cùng phát triển ưu thế không phải càng thích hợp sao? Tần Lạc cười khổ, nói, Hội Y học Hàn Quốc sẽ công nhận mình là nhánh của Trung Quốc sao? Hơn nữa, bổ sung cùng phát triển ưu thế ở Trung Quốc, cơ hội có tính khả năng kiểu này rất nhỏ. Giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, đây dường như là chuyện không thể. Hơn nữa chúng ta là dựa vào năng lực của chính mình để khiêu chiến với bọn họ. Cái này không nằm trong hành vi gian dối, về tình về lý chúng ta đều có thể đứng vững được. Tôi tán thành kế hoạch hoa đà.
Âu Dương Lâm nói. Tôi cũng tán thành, Tô Tử nói. Cốc Thiên Phàm nói, được rồi. Nếu mọi người đều đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì. Tranh giành quốc gia, chỉ có thắng thua không có tình nghĩa. Tần Lạc gật đầu, nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì cứ thực hiện theo kế hoạch tôi vừa nói. Chính khí môn ở Thiết Châu, quỷ y phái đi Tô Châu, Tô Tử đi lại không tiện, thì để Mộc Hương đi thay. Năng lực của cô ấy không tồi, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi bảo Tô Sán bố trí cho mỗi người một phiên dịch, nhưng để đạp bể sự việc kiểu này, nhất định phải chú ý an toàn mới được. Tôi sẽ báo cho bên đại sứ quán biết, để họ kín đáo phối hợp. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Cốc Thiên Phàm nói, chúng tôi đi rồi, cuộc thi với chính phủ làm thế nào? Tôi và các thầy giáo sẽ lưu lại Seoul, chắc không thành vấn đề. Tần Lạc nói. Cốc Thiên Phàm thở dài nói, đông y thế lực yếu, bị người ta coi thường. Sau khi xuất hiện mới càng hiểu rõ cảm nhận này. Lần này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Mặc dù tôi cũng không công nhận họ có bao nhiêu y thuật lợi hại nhưng mọi người vẫn phải thật cẩn thận đấy. Tôi sẽ cẩn thận. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu. Vậy chuyện bên này giao cho cậu. Bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị, sau đó dẫn người xuất phát. Được, Tần Lạc nói. Cốc Thiên Phàm và Âu Dương Mẫn đều từ biệt rời đi, Tô Tử gọi Mộc Hương đến bàn giao xong, Mộc Hương cũng phấn khởi đi ra. Lần này có xóa bỏ tính tích cực của họ không? Nếu kế hoạch Hoa Đà thành công, với họ mà nói là một tai họa. Tần Lạc nói, anh muốn làm họ đau lúc họ kiêu ngạo nhất. Anh là một nhà mưu toan. Tô Tử nhìn Tần Lạc cười khẽ thành tiếng. Khi đọc sách lịch sử, thấy chuyện Bạch Khởi hãm hại 40 vạn dân phu nước Triệu. Với nước Triệu mà nói, Bạch Khởi là kẻ hung bạo giết người, nhưng với nước Tần mà nói, Bạch Khởi há chẳng phải anh hùng sao? Bọn họ không phải, người thân của mình có thể ở chiến trường bị họ giết chết. Anh không phải Chúa Giê-xu, anh không yêu người đời như thần thánh được. Chuyện anh làm có thể xứng với nơi anh sinh ra và lớn lên thì không có gì đáng tiếc. Em cũng không vĩ đại như thế, em chỉ là một cô gái nhỏ. Tô Tử Thu suy nghĩ lại trong tấm thảm ấm áp, anh nói đúng, điều đó đúng. Hai người hạnh phúc ngồi nói chuyện với nhau, bỗng vang lên tiếng chuông cửa kính cong. Tần Lạc đi ra mở cửa phòng, thấy Park Yang Ho cười có ý đứng ở cửa. Ngài Tần, cô Tô Tử, hội trưởng Park bảo tôi đến mời hai người xuống nhà dùng bữa. Park Yang Ho nói. Hội trưởng Park Chan Tae và anh có quan hệ gì? Tần Lạc hỏi, hắn cảm thấy Park Yang Ho và Park Chan Tae mặt mày có nét giống nhau, nhưng vẫn không dám kết luận quan hệ của hai người. Dù sao bạn học Tần Lạc trông thấy người ngoại quốc đều cảm thấy bọn họ rất giống nhau. Ông ta là chú tôi, Park Yang Ho nói. Thảo nào, Tần Lạc nói. Những thành viên khác của chúng tôi đều thông báo chứ? Có, Park Yang Ho nói, nhân viên của chúng tôi đã đi các phòng mời rồi. À, đúng rồi, Tần Lạc như tự nhiên nhớ ra điều gì. Có vài thành viên lần đầu tiên đến Hàn Quốc, muốn đi xung quanh thăm thú một lần, họ không thể tham dự bữa cơm hôm nay rồi, mong thứ lỗi. Hả? Vội thế sao? Park Yang Ho sửng sốt, trong lòng khinh thường những người Trung Quốc chưa thấy việc đời này. Chúng tôi vốn chuẩn bị sau khi cuộc thi kết thúc, sẽ đưa các anh đi du lịch tham quan cảnh đẹp Hàn Quốc. Nếu các anh đã có đội viên đi rồi thì hành trình của chúng ta sẽ phải thay đổi một chút, vẫn mong các anh chú ý an toàn mới được. Xin lỗi, tôi mới biết tin này, nếu không thì đã để họ chờ. Tần Lạc nói, Hàn Quốc không an toàn sao? Chị An của Hàn Quốc thì rất tốt. Park Yang Ho nói, chỉ là có một số người nước ngoài ở đây làm những chuyện phạm pháp. Thật khiến người ta ghét. Tần Lạc cười cười, cũng không đả kích thêm lòng tự trọng mãnh liệt của người đàn ông này, hỏi, ăn cơm ở đâu vậy? Quán cơm Tây tầng 12. Chúng tôi đã bao cả nhà hàng. Bộ trưởng Xin, hội trưởng Park đều đã đợi ở dưới tầng, có lẽ Han Yuong Min cũng đang trên đường tới. Park Yang Ho nói. Vậy chúng ta đi thôi, Tần Lạc nói. Không đi gọi Mama đến giúp mà tự mình đẩy Tô Tử ra ngoài. Thang máy đi thẳng lên tầng 12, Tần Lạc đẩy Tô Tử ra ngoài, Park Yang Ho dẫn đường, bọn họ đến một nhà hàng sang trọng kiểu châu Âu. Cơm trưa là kiểu tiệc buffet, giữa phòng bày một bàn rượu nước, có mùi thơm và đủ các loại rượu ngon, thậm chí còn có Mao Đài và rượu ngũ lương của Trung Quốc. Nhân viên phục vụ ăn mặc đẹp đẽ bưng khay giữa đám người, kịp thời đưa rượu, đồ uống, thức ăn mà mọi người muốn. Trước khi Tần Lạc đến, mấy người lão Trác, Vương Tu Thân đã đến rồi, đang xúm lại một chỗ nói chuyện, nhìn thấy Tần Lạc tới, tỏ ý nâng ly với hắn. Tô Sán thấy Tần Lạc đến, vội vàng đặt dĩa của mình xuống, theo sau hắn giữ nhiệm vụ phiên dịch. Ngài Tần, mời đi bên này, Park Yang Ho làm động tác mời.
Tần Lạc đã nhìn thấy chỗ ngồi của hội trưởng Park và bộ trưởng Xin, bèn đẩy Tô Tử qua đó. Bộ trưởng Xin nhìn thấy Tần Lạc đến, đứng dậy đón tiếp, nói, Tần tiên sinh, hy vọng đồ ăn hôm nay phù hợp với khẩu vị của anh. Nhất định rồi, Tần Lạc cười nói cảm ơn. Park Chan Tê cũng đứng dậy, gọi phục vụ tới, bảo bọn họ mang lên đồ ăn và đồ uống mà Tần Lạc và Tô Tử muốn. Tần Lạc đảo mắt một vòng, hỏi, không phải còn có một nhân vật nữa cần tới sao? À, người anh nói là Han Yuong Min phải không? Bộ trưởng Xin cười nói, cậu ấy đang trên đường rồi. Yang Min gần đây lại đổi bạn gái à? Lần trước gặp mặt hình như là tiểu thư Lee Sung Huynh hay là Lee Sung Chan? Park Chan Tê rất thân thiết nói chuyện thời sự xung quanh Han Yuong Min. Chan Tê, chúng ta nói chuyện tai tiếng của Yang Min trước mặt khách, cậu ta sẽ tức giận đấy. Bộ trưởng Xin nói, sợ cái gì, Yang Min mới gọi là không để ý những thứ này, hơn nữa, cứ coi như chúng ta không nói, thì báo chí ngày mai cũng sẽ đăng Xin, chuyện thế này cũng chẳng giấu được khách. Tô Sán tâm tính trẻ con, thế mà cũng dịch hết từng ấy câu họ nói cho Tần Lạc nghe. Tần Lạc thầm giật mình. Hai người đang ngồi, một người là quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc, một người là nhân vật quan trọng của Hiệp hội Y học Hàn Quốc. Hai người bọn họ lại cùng lấy giọng điệu đùa cợt để bàn tán chuyện gối chăn phong lưu của một thanh niên, điều nói lên cái gì? Nói ra quan hệ giữa chàng thanh niên này và bọn họ rất thân thiết. Nếu chỉ dựa vào quan hệ của cha hắn, hẳn không có được sức hấp dẫn như vậy. Người thanh niên chưa từng gặp mặt này thật không thể xem thường, biết đâu, hắn sẽ mang lại một số rắc rối cho hành trình đến Hàn Quốc của mình. Chú Xin, chú Park, các chú đang nói xấu tôi đúng không? Tôi quen rồi. Một giọng nói rõ ràng bỗng vang lên phía sau mọi người. Tần Lạc quay đầu lại, nhìn thấy một người con trai tuấn tú khôi ngô hơi có phần quá mức ở chỗ bậc thang bên cạnh không xa. Thật đúng là đẹp trai, rất giống tổng hợp diễn viên Hàn Quốc, khuôn mặt tuấn lãng, mắt sáng có thần, lông mày rậm, môi mỏng, còn có nụ cười rất tươi, thực sự là một người con trai vạn người mê. Hắn và Văn Nhân Chiếu đều thuộc Mỹ Nam bịp bợm. Chỉ là sự kết hợp giữa hình tượng lãng tử và vẻ trưởng thành đó được hoan nghênh hơn nhiều so với vẻ mặt của công tử bột Văn Nhân Chiếu. Bên cạnh hắn là một cô gái cũng rất xinh đẹp, cao ráo mảnh mai, khí chất xuất chúng, người rất nở nang, làn da của cô gái ấy rất đẹp, vừa trắng vừa mềm, vẻ mặt e thẹn đứng cạnh người con trai, khiến người ta cảm thấy một kiểu trai tài gái sắc. Nhắc Tào Tháo đến bộ trưởng Xin cười lớn, Yang Min, đây chính là Tần Lạc tiên sinh mà cậu bao ngày muốn gặp. Ánh mắt Han Yuong Min quan sát Tần Lạc, bởi mặt hắn có nụ cười hiền lành, nhìn kỹ thế cũng không khiến người ta khó chấp nhận. Tần Lạc, Han Yuong Min không chủ động đưa tay bắt tay Tần Lạc, hắn nói, tôi sớm đã biết anh rồi. Tôi rất vinh hạnh, Tần Lạc cười nói, hắn không ngờ anh chàng đẹp trai này lại có thể nói tiếng Trung một hơi lưu loát như vậy. Giống như khẩu âm của người miền Nam Trung Quốc, thậm chí còn chuẩn hơn khá nhiều người ở đó. Phải nói, được biết anh, tôi rất vinh hạnh. Han Yuong Min nói, tôi đã tìm hiểu kỹ về anh, không, là tìm hiểu kỹ tư liệu về anh. Bắt đầu từ lúc anh vào Yên Kinh, mọi chuyện anh làm, tôi còn biết anh có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Nói như vậy, người đẹp bên cạnh không có ý kiến chứ? T. Không, Tô Tử lắc đầu cười. Tần Lạc, tôi biết anh là người thế nào, tôi cũng biết anh muốn làm gì. Han Yuong Min ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc, nói, nhưng, có tôi ở đây, anh sẽ không thành công được. Chương 399, khói lửa bốn phương thượng.